Lúc này thì anh ta đã biết rõ rồi, 10 năm trước Hoàng Thiên rời khỏi thành phố Hà Nội, sống chết không rõ. Thật sự là không nghĩ tới, Hoàng Thiên lại có thể tự nhiên trở về rồi. Chuyện này đối với Phan Hạo mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt lành gì, anh ta cảm giác được cái vị trí số 1 Hà Nội kia của anh ta vì sự xuất hiện của Hoàng Thiên mà sẽ bị đe dọa. Một đám người đều chạy đến bên này xem náo nhiệt, khi bọn họ biết cậu chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên cũng dính vào chuyện này, mọi người có mặt xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Trời ơi, là cậu chủ của nhà họ Hoàng. Đã sớm nghe nói qua về cậu chủ nhà họ Hoàng, chỉ là vẫn chưa có cơ hội được thấy tận mắt. Quả nhiên rất tuấn tú lịch sự nha. Một đám người khe khẽ nói nhỏ, nếu bọn họ không biết đến thân phận thực sự của Hoàng Thiên, thì bọn họ cũng thấy có chút khinh thường Hoàng Thiên. Nhưng hiện tại đã biết rõ thân phận của Hoàng Thiên rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng Thiên vô cùng anh tuấn. Phan Hạo nghe được những lời nghị luận của bọn họ ở xung quanh, anh ta cảm thấy việc này còn khó chịu hơn với việc phải ăn sâu bọ. Hoàng Thiên đã trở lại rồi, Phan Hạo cảm giác địa vị của mình khó mà giữ vững được, thế là lại càng thêm phần ghen tị, Phan Hạo hiện tại thật sự là vô cùng chán ghét Hoàng Thiên. Yo, hóa ra là cậu chủ Hoàng Thiên. Phan Hạo hừ lạnh một tiếng. Có điều vẫn tỏ ra lịch sự, khách khí đối với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, anh cảm thấy tối nay thật sự không nên đồng ý đi tới nơi này, nhưng đương nhiên rồi, sau này anh nhất định phải tìm tên Lương Thiên Vũ kia nói cho ra lẽ, rốt cuộc chuyện ngày hôm nay là cái chủ ý quỷ quái gì. Chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên quay ra nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh cũng hiểu, vì chuyện này nên không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đêm nay rõ ràng là Lương Thiên Vũ muốn tính kế Hoàng Thiên. Thật sự là đáng giận mà. Khi vừa chuẩn bị cùng Hoàng Thiên rời khỏi nơi này, Phan Hạo liền một bước đi tới ngăn cản đường đi của Hoàng Thiên. Cậu chủ Hoàng Thiên à, nếu như đã gặp nhau ở đây rồi, vậy thì cũng không cần phải vội vã rời đi làm gì, chúng ta cùng nhau uống vài chén đi. Phan Hạo cười lạnh, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy rõ sở, Phan Hạo đây là muốn tìm cha. Cậu chủ Phan Hạo, tôi nghĩ là cậu đã hiểu lầm rồi. Giữa tôi và bạn gái của cậu không hề có chuyện gì cả. Hoàng Thiên thản nhiên vừa cười vừa nói với Phan Hạo. Nhưng những lời này đi đến tai của Phan Hạo lại khiến anh ta cảm thấy nhục nhã. Không cần phải giải thích về mấy chuyện này, trong lòng có suy nghĩ thế nào, tự anh biết rõ. Phan Hạo cắt ngang lời nói của Hoàng Thiên. Hừ, ha ha, vậy cậu nói xem, trong lòng tôi là đang suy nghĩ cái gì? Hoàng Thiên cũng cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Phan Hạo rất khó coi, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói, anh đã nhìn chúng bạn gái của tôi, nên hiện tại muốn tới nhà tôi đào tường cướp người. Ha ha, thật buồn cười. Cậu chủ Phan Hạo à, cậu lại đánh giá quá cao bạn gái của mình rồi đấy, người như cô ta không lọt nổi vào mắt của Hoàng Thiên này đâu nhé. Hoàng Thiên cười nói, Phan Hạo thật sự là muốn bùng nổ rồi, ý này Hoàng Thiên là muốn nói cho anh hiểu, bạn gái của Phan Hạo không cùng đẳng cấp với Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan nghe được Hoàng Thiên nói như vậy, cô ta lập tức nổi trận lôi đình. Được lắm cái tên Hoàng Thiên chết tiệt nhà anh, dám ở trước mặt mọi người mà sỉ nhục tôi. Hoàng Thiên, anh đừng có mà mồm nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Vừa rồi anh còn muốn lợi dụng tôi, lại còn động chân động tay trên người của tôi, hiện tại lại còn nói là không hề có hứng thú với tôi. Lương Ngọc Lan không cần danh dự mặt mũi gì nữa, chỉ tội thẳng mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị Lương Ngọc Lan làm cho tức cười, ha ha, người này ra mặt cũng không phải bình thường nha, chỉ bằng vào khuôn mặt này của cô, Hoàng Thiên tôi sẽ có hứng thú với cô sao? Chết tiệt, anh thử nói lại lần nữa xem. Lương Ngọc Lan tức giận đến nỗi trợn tròn hai mắt, chỉ vào Hoàng Thiên mắng chửi. Hoàng Thiên ngay lập tức bắt lấy ngón tay của Lương Ngọc Lan, sau đó chỉ dùng một chút lực đã khiến Lương Ngọc Lan đau tới nỗi phải la lên. Ai dừng lại, mau buông tay tôi ra. Lương Ngọc Lan vô cùng đau đớn, không nhịn được mà lớn tiếng hét lên. Hoàng Thiên cũng không muốn làm gãy ngón tay của cô ta, nếu anh muốn thì ngón tay này của cô ta đã sớm bị anh làm cho gãy rồi. Nói chuyện với tôi, tốt nhất là đem mồm miệng rửa cho sạch sẽ. Hoàng Thiên nói với Lương Ngọc Lan. Lương Ngọc Lan yếu ớt trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, ôm lấy cánh tay của Phan Hạo vịn người đứng lên. Anh yêu ơi, em bị người khác bắt nạt như vậy, anh thấy mà cũng không quan tâm sao. Phan Hạo sớm đã tức tới muốn phát nổ luôn rồi, anh ta đối với những lời nói của Lương Ngọc Lan là tin tưởng tuyệt đối, anh ta cũng nhận định Hoàng Thiên là kẻ đã ăn đậu phụ của bạn gái anh ta. Các người lại đây cả đi. Phan Hạo vung tay lên gọi bốn tên vệ sĩ phía sau mình.
Bốn người bọn họ đều là những vệ sĩ thân cận của Phan Hạo, cũng có thể nói họ là tay chân của anh ta, bình thường đã không ít lần giúp Phan Hạo trừng trị kẻ khác. Cậu chủ, cậu có gì phân phó ạ? Một tên đầu undercut tiến lên hỏi Phan Hạo. Phan Hạo vừa muốn hạ mệnh lệnh xử Hoàng Thiên thì thấy tên Lương Thiên Vũ chạy chậm tới. Cậu chủ Phan Hạo, cậu chủ Phan Hạo, anh đừng manh động như vậy chứ, vị này chính là cậu chủ Hoàng Thiên đó. Lương Thiên Vũ cố ý kích bác Phan Hạo, anh ta biết càng nói như vậy Phan Hạo sẽ lại càng không tha cho Hoàng Thiên. Hơn nữa Lương Thiên Vũ là kẻ vô cùng giàu hoạt, anh ta muốn ở trước mặt hai người bọn họ làm người tốt, không muốn để Hoàng Thiên ghi hận với anh ta. Nhưng chút mánh khóe này của anh ta, làm sao có thể tránh khỏi tầm mắt của Hoàng Thiên chứ? Nhìn thấy Lương Thiên Vũ ở đây giả vờ làm người tốt, Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng khinh bỉ anh ta. Cậu chủ Hoàng Thiên thì đã làm sao? Đêm nay tôi phải trừng trị anh ta cho bằng được. Phan Hạo hoàn toàn nổi giận, giống lên nói với Lương Thiên Vũ, quay lại vung tay ám chỉ lên với tên vệ sĩ kia. Đám vệ sĩ đi theo Phan Hạo nhiều năm, tự nhiên biết cậu chủ nhà mình có ý gì, hắn lập tức lao về phía Hoàng Thiên. Cậu chủ Hoàng Thiên của thành phố Hà Nội, nghe danh cũng rất kêu đấy nhỉ. Đắc tội với cậu chủ Phan Hạo của chúng tôi, vậy thì anh gặp xui xẻo lớn rồi. Tên vệ sĩ kia không đợi Hoàng Thiên nói xong đã lập tức lao về phía Hoàng Thiên tung cú đấm. Tên đó dám lớn giọng hung ác nói với Hoàng Thiên, mấy tên thuộc hạ dưới trướng Phan Hạo này cũng đúng là kiêu ngạo, chưa gì đã hùng hổ tới đánh người rồi. Hoàng Thiên vừa đưa tay lên đã bắt được tay của tên vệ sĩ. Và rồi Hoàng Thiên không chút khách khí mà đá cho tên vệ sĩ kia một cú. Ao, an. Cú đá của Hoàng Thiên khiến cho tên vệ sĩ kia trở tay không kịp, bị Hoàng Thiên một cước đá trúng ngã ra đằng sau, vì đau mà kêu một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Tên vệ sĩ đó đã quá sơ ý, hắn ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lợi hại như vậy, nghĩ đến Hoàng Thiên chỉ là một tên công tử bột, rất dễ đối phó. Phan Hạo thấy vậy cũng lắp bắp kinh hãi, anh ta cũng không nghĩ tới, Hoàng Thiên lại có thể dễ dàng hạ gục vệ sĩ của anh ta như vậy. Phải biết rằng này vệ sĩ này chính là tên vệ sĩ giỏi nhất, ưu tú nhất của Phan Hạo. Được đó nha, vẫn còn hai kẻ nữa. Phan Hạo vỗ vỗ bàn tay, lạnh lùng cười nói. Tôi không muốn ở đây chơi trò mèo vờn chuột với cậu, mau tránh đường, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không tính toán với kẻ nhu nhược như cậu. Hoàng Thiên lãnh lùng nói với Phan Hạo. Con mẹ nó, anh nói ai nhu nhược hả? Phan Hạo vô cùng tức giận, xông lên đưa tay nắm lấy áo của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Phan Hạo bị tức giận đến mức dậm tay dậm chân thì trong lòng không khỏi cười lạnh một cái. Cứ tưởng rằng tên này là người trầm ổn, điềm tĩnh giỏi giang đến đâu, không ngờ thì ra cũng chỉ là tên bị sự giận dữ làm cho đầu óc nóng, là loại ngu xỉ tứ chỉ phát triển mà thôi. Hoàng Thiên nói Phan Hạo là kẻ ngu xuẩn thực ra cũng không sai, rất có lý là đằng khác, hiện giờ Phan Hạo đang bị Lương Thiên Vũ lợi dụng mà chính anh ta còn không biết điều đó. Sao, tao nói mày là kẻ ngu xuẩn đấy, cảm thấy tao nói sai à? Hoàng Thiên lạnh lẽo cười một cái, anh nhìn thẳng vào mặt Phan Hạo rồi nói. Phan Hạo vẫn rất sợ Hoàng Thiên, dù sao chỉ mới đây thôi Hoàng Thiên vừa dạy cho tên có quả đầu undercut một bài học nhớ đời, hơn nữa dáng vẻ còn rất ung dung, điều này cho thấy thực lực của là Hoàng Thiên rất mạnh. Thế nên Phan Hạo mới không dám xông lên túm lấy cổ áo của Hoàng Thiên, trong lòng của anh ta thật sự rất do dự. Được lắm, mày giỏi, giỏi lắm, còn dám mắng tao, mày chết chắc rồi thằng nhãi con. Phan Hạo bị Hoàng Thiên mắng cho không cãi được, tức đến nghẹn họng, mặt mũi cũng dần chuyển sang màu tím. Anh ta lại không làm gì được Hoàng Thiên nên đành tự tìm đường lui cho mình bằng cách lớn tiếng dọa dâm Hoàng Thiên. Nhưng mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, riêng về mặt khí thế thì Phan Hạo đã hoàn toàn bại rồi. Bây giờ, Phan Hạo đứng trước mặt Hoàng Thiên chẳng khác nào một thằng đệ. À, chỉ bằng mình mày mà muốn tao chết sao, hay bằng vào một đám người mà mày mang theo? Hoàng Thiên liếc nhìn bốn tên đàn em mà Phan Hạo dẫn theo rồi mỉm cười hỏi. Hoàng Thiên càng bày ra dáng vẻ thoải mái, đạm nhiên cười nói như vậy thì trên mặt Phan Hạo càng trở nên nóng rát. Xung quanh bọn họ có rất nhiều người đang đứng vây xem, nếu hôm nay không dạy cho Hoàng Thiên bài học ra trò thì chắc chắn rằng ngày mai Phan Hạo sẽ trở thành trò cười của mọi người. Hoàng Thiên, mày nói chuyện hôm nay giải quyết thế nào đây? Bạn gái tao mày cũng giảm động tới, tao nhất định phải cho mày nên thân. Phan Hạo như gắn motor ở mồm, nói liên tục, nói nghe rất ngầu nhưng thực tế anh ta lại chẳng dám ra tay động vào Hoàng Thiên lấy một cái, chỉ dám dùng ngôn từ khoác lác, dạo oai trước Hoàng Thiên mà thôi.
Hoàng Thiên thực không còn kiên nhẫn với mấy người này nữa rồi, lúc này anh chỉ muốn cùng Vũ Thanh rời đi ngay lập tức, dù sao tối nay anh rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Lương Thiên Vũ rồi. Vậy làm nhanh hộ cái. Hoàng Thiên đột nhiên không kiên nhẫn, hô lên một tiếng. Hoàng Thiên vừa hô ra lập tức đã khiến Phan Hạo sợ tới mức người khẽ run lên, bởi vì khí thế của Hoàng Thiên thực sự quá kinh khủng, không cần ra tay làm gì hết mà chỉ cần quát lên một tiếng thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy đè nén vô cùng. Tuy trước mặt mọi người Phan Hạo tỏ ra không hề e ngại nhà họ Hoàng chút nào nhưng ai biết trong lòng anh ta lo sợ vô cùng, dù sao so về thực lực lẫn tiềm lực thì nhà họ Ngũ của anh ta vẫn thua nhà họ Hoàng nhiều lắm. Mẹ kiếp, Mặc thật nghĩ là tao không dám làm gì mày sao? Phan Hạo bước lên lưng hổ giờ khó xuống đành phải nhắm mắt làm liều, lấy hết dũng khí mắng to một tiếng rồi xông đến túm lấy cổ áo của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đợi giờ phút thằng này ra tay lâu rồi, thấy Phan Hạo lại xông tới thật, anh nhanh nhẹn túm lại cổ áo của Phan Hạo, ngay sau đó là một cú kéo mạnh, khiến Phan Hạo nhào đến. Ây ai! Cú kéo khiến Phan Hạo đứng không vững bị Hoàng Thiên kéo đến trước mặt. Thân thủ của Hoàng Thiên là học được từ Vũ Thanh thế nên thực lực của anh rất mạnh mẽ. Hoàng Thiên kéo Phan Hạo tới rồi gạt mạnh chân một cú vào chân anh ta. Dầm! Phan Hạo bị cú ngáng chân này của Hoàng Thiên làm cho ngã nhào xuống đất. Một màn này diễn ra quá nhanh và gọn gàng, tới mức mà đám người vây xem phải há mồm kinh ngạc. Đây chính là thiếu gia nhà họ Ngũ của thủ đô đó, vậy mà bây giờ lại biến thành trò cười của thiên hạ. Nhưng đám người ở đây đều biết, ra thế. Bối cảnh của Hoàng Thiên còn kinh khủng hơn Phan Hạo cả chục lần nên việc Hoàng Thiên xử lý Phan Hạo cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Mấy người còn đứng ngây ra ở đó làm gì? Mau xông lên! Tên có quả đầu undercut thấy Phan Hạo bị đánh như vậy thì tức giận quát lên với ba tên đàn em khác. Ba tên đàn em đến khi bị gọi mới kịp phản ứng lại rồi cả đám cùng nhau xông lên với ý định đánh Hoàng Thiên tơi bời hoa lá để sau đó tranh công trước mặt Phan Hạo. Vũ Thanh đứng bên cạnh Hoàng Thiên lạnh lẽo nhìn mấy kẻ đang liều mình xông lên này, anh tiến lên chắn trước mặt Hoàng Thiên rồi đối mặt trực diện với ba thằng nhãi kia. Mục tiêu của ba tên này là Hoàng Thiên nhưng lại thấy Vũ Thanh đứng ra chắn thì không chào hỏi hay nói thêm câu nào mà lập tức cả bọn đồng loạt ra tay với Vũ Thanh. Kết quả không cần xem cũng biết, sao ba tên nhãi này có thể là đối thủ của Vũ Thanh được cơ chứ? Trận chiến diễn ra còn chưa đầy 5 giây thì cả bọn đã bị Vũ Thanh đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Đương nhiên Vũ Thanh cũng không muốn đánh bọn này quá nặng tay nếu không ba tên này chắc chắn không chết thì cũng tàn phế. Tên có đầu undercut thì trơ mắt đứng nhìn tất thảy, lúc nấy, khi Vũ Thanh ra tay thì anh ta thấy rất rõ từ đầu tới cuối nên cũng biết thực lực của Vũ Thanh mạnh đến nhường nào cũng biết rõ bây giờ mình mà xông lên thì chính là tự mình tìm đường chết. Lúc này thì Phan Hạo đã từ mặt đất bò dậy, anh ta lau đi máu ở khóe miệng rồi hai mắt trợn trừng đầy hung dữ nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ghét nhất có người nhìn anh bằng ánh mắt này, giờ lại bị đám người không ra gì như Phan Hạo nhìn thì trong lòng anh cảm thấy rất chán ghét. Mày vẫn còn không phục à? Hoàng Thiên chỉ thẳng vào mặt Phan Hạo rồi nói. Phan Hạo bị đánh, bị mắng thì giận đến tím mặt nhưng lại chẳng làm được gì, đánh thì không đánh lại người ta, quyền thế cũng không bằng, chẳng nhẽ tối nay anh bị bại hoàn toàn, mất hết mặt mũi ư. Lại còn có nhiều người nhìn thấy như vậy. Đã thế trong đám người đó lại còn có cả bạn gái của anh ta, Lương Ngọc Lan nữa chứ. Phan Hạo cảm thấy mặt mình không biết nên để đâu rồi, chắc có lẽ tìm cái hố để chôn thôi. Chịu phục cái em mày. Hoàng Thiên, thù hôm nay chúng ta đã kết, mày cứ đợi đó cho tao. Phan Hạo bắt đầu dùng những lời nói khó nghe để công kích Hoàng Thiên rồi sau đó lại lôi điện thoại ra để định gọi cho ai đó. Bốp, 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 bốp. Sao Hoàng Thiên có thể để cho tên này muốn gây chuyện thế nào thì gây được, tiếp đón Phan Hạo chính là bốn cái tát vang giòn nổ trên má. Phan Hạo bị mấy cái tát đánh bay cả răng ra ngoài, má đỏ rực, khóe miệng thì máu chảy thành giọt. Kết thù với mày thì đã làm sao? Mày còn muốn ta đợi cái gì nữa? Nếu mày dám nói ra những ngôn từ bẩn thỉu như thế nữa thì tao sẽ rút từng cái răng của mày ra đến khi không còn cái nào. Giọng nói Hoàng Thiên trầm mà lạnh thấu xương vang lên. Phan Hạo không chịu phục chút nào, trong lòng anh ta không hề có hối hận mà chỉ toàn thù hận, hận Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ anh ta lại không tiếp tục dám đối đầu trực diện với Hoàng Thiên nữa mà gọi cho một người rồi để người đó lập tức tới đây. Gọi xong cú điện thoại này thì trong lòng Phan Hạo nở nụ cười thầm, chắc chắn chút nữa anh sẽ để cho tên Hoàng Thiên kia được đẹp mặt, anh muốn để cho tên Hoàng Thiên này phải quỳ xuống mặt đất gọi mình là cha trước sự chứng kiến của mọi người. Hoàng Thiên không hề hay biết Phan Hạo đang toan tính cái gì trong lòng,
nhưng dù biết anh cũng chẳng quan tâm bởi những thứ này đối với anh mà nói cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Khi ở Bắc Ninh anh đã lăn lộn 10 năm còn chưa từng ngán qua kẻ nào, huống chỉ bây giờ đang ở đất thủ đô chứ. Lương Thiên Vũ vẫn đứng xem nấy giờ, khi thấy sự việc đã đi đến mức này thì trong lòng thằng này còn mừng thầm bởi tất cả những chuyện này đều do anh ta mưu đồ, kết quả thế này chính là thứ anh ta muốn thấy. Tuy Hoàng Thiên không bị Phan Hạo dạy dỗ, cũng chưa chút được giận cho Tiêu Tử Phong nhưng cũng đã khiến Phan Hạo và Hoàng Thiên trở thành kẻ thù, anh đã khiến Phan Hạo ra nông nỗi này thì sao anh ta có thể bỏ qua cho anh được. Dù trong lòng đúng là mừng thầm nhưng Lương Thiên Vũ cũng chưa từng lộ ra bất cứ biểu hiện vui mừng nào ra trên mặt mình, dù sao anh ta cũng không muốn đắc tội với Hoàng Thiên. Tên Lương Thiên Vũ này so với Lươn còn lươn lẹo hơn nhiều, vừa muốn hãm hại Hoàng Thiên lại vừa muốn lấy lòng anh. Tất cả mọi người dừng tay lại. Ai, sao lại đánh nhau thế này, mọi người đều là bạn bè cả đâu cần thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm gì, mất hòa khí anh em. Lúc này Lương Thiên Vũ mới xông lại giả đò khuyên can. Diễn vai người hòa giải hiền lành nói. Thiên Vũ, đừng có ngăn cản tôi. Buổi tối hôm nay tôi nhất định phải lột ra tên Hoàng Thiên này. Phan Hạo vừa nhìn thấy có người đến khuyên can thì bày ra dáng vẻ sắn ống tay ống chân định xông lên, bộ dạng rất hung hăng như muốn đòi mạng người. Hoàng Thiên chẳng có tâm trạng xem tên Phan Hạo này diễn trò lố bịch nữa, giờ phút này mọi chú ý của anh đổ dồn lên người Lương Thiên Vũ. Thấy Lương Thiên Vũ lại còn chạy đến giả làm người tốt thì trong lòng Hoàng Thiên không tránh khỏi nổi giận. Đây là thế nào, chẳng phải trong lòng cậu không phải rõ nhất sao, Thiên Vũ? Hoàng Thiên trao cho Lương Thiên Vũ một cái nhìn lạnh lẽo cùng một câu hỏi. Trong lòng Lương Thiên Vũ cảm thấy không ổn, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoàng Thiên thông minh như vậy, đã nhận ra rồi sao, nhận ra tất cả những điều mình làm rồi sao? Hoàng Thiên, em không hiểu anh có ý gì, kha kha. Lương Thiên Vũ vừa cười vừa nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn gương mặt treo nụ lên nụ cười đáng ghét của Lương Thiên Vũ thì anh không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi đi lại gần về phía Lương Thiên Vũ. Trong lòng Lương Thiên Vũ nhận ra nguy cơ ngày càng cao, anh ta cảm thấy mọi chuyện diễn ra càng ngày càng không ổn rồi. Thiên à, cậu, sao, sao anh lại nhìn em như thế? Lương Thiên Vũ hơi luống cuống, lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy rõ sự lúng túng như bị nói trúng tim đen của Lương Thiên Vũ thì cười lạnh nói, Lương Thiên Vũ, uổng công tôi đã xem cậu như anh em để đến bây giờ cậu lại đâm sau lưng, tính kế tôi như vậy sao? Em không hiểu cậu nói vậy là có ý gì? Lương Thiên Vũ giờ lại bày ra dáng vẻ giận dữ, phẫn nộ như bị phản bội rồi quát lên với Hoàng Thiên. Không rõ, vậy để tôi nói rõ cho cậu đi. Hôm nay câu hẹn tôi ra đây chính là để Phan Hạo gây phiền phức cho tôi, điều này không sai chứ. Gương mặt Hoàng Thiên trầm xuống, giọng cũng trở nên lạnh lùng nói ra những lời này với Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, những sắp xếp tưởng như hoàn hảo của anh ta bị Hoàng Thiên dễ dàng xem thấu toàn bộ. Anh ta tự cảm thấy mình làm rất chu toàn, rất kín đáo nên Hoàng Thiên không thể nào phát hiện ra được mới đúng. Thiên à, chuyện này đem ra đùa không vui đâu. Lương Thiên Vũ vẫn còn nói ra những lời bao biện. Hoàng Thiên cười ha hả thành tiếng, chỉ vào Tiêu Tử Phong đang đứng trong góc rồi nói thẳng mặt Lương Thiên Vũ, ai thèm đùa giỡn với cậu cơ chứ? Cậu cho rằng tôi mù nên không thấy được sao? Cậu cùng tên Tiêu Tử Phong kia ngồi cạnh nhau thầm thì cả buổi chắc hẳn đang nghĩ thế nào để bày mưu tính kế tôi nhỉ? Đờ, Lương Thiên Vũ cảm thấy ngu cả người, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Phong đang đứng trong góc tối mà nghĩ thầm, ánh mắt của Hoàng Thiên quá phi lý. Trời tối như vậy, góc kia lại khuất như thế sao lại có thể phát hiện được cơ chứ? Không cãi nữa sao, cậu gọi Tiêu Tử Phong tới đây góp vui cùng đi. Hoàng Thiên chỉ về phía Tiêu Tử Phong sẵn giọng nói như ra lệnh Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lại nóng rát, trong lòng lại càng trở nên luống cuống hơn. Nếu như anh ta thật sự lộ tẩy rồi thì liệu Hoàng Thiên có xử lý anh ta tại chỗ luôn không? Nghĩ tới điểm đó, trái tim Lương Thiên Vũ như thắt chặt lại. Anh ta thật sự không muốn bị Hoàng Thiên dạy dỗ trước mặt nhiều người như vậy như cái cách Phan Hạo bị dạy đâu. Như vậy thì thật sự quá là mất mặt, tên tuổi cậu chủ nhà họ Lương của anh thực không gánh nổi, thà đâm đầu xuống đất còn hơn. Chú Phong, chú ra đây đi, Hoàng Thiên đã nhìn thấy chú rồi. Lương Thiên Vũ xấu hổ, luống ca luống cuống vẫy ta ra hiệu cho Tiêu Tử Phong đi tới bên này. Tiêu Tử Phong vẫn chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn rất nét, nghe rất rõ. Lão này vẫn trốn trong góc tối chứng kiến diễn biến mọi chuyện, lão vốn tưởng rằng mình cứ ngồi trong góc phòng thế này,
lại có rất nhiều khách khứa trong phòng như vậy thì chắc chắn Hoàng Thiên không thể nào phát hiện ra ông ta được. Nhưng đời không như là mơ, thật không ngờ rằng mới bắt đầu không lâu đã bị Hoàng Thiên phát hiện và nhìn thấu toàn bộ, con mắt kia của Hoàng Thiên thật quá phi lý. Trong lòng Tiêu Tử Phong hiện giờ đúng là rất ghét Hoàng Thiên, bởi vì khi ở nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên đã khiến ông ta rất thê thảm. Nhưng dù sao cũng đã bị người ta phát hiện rồi nên Tiêu Tử Phong chỉ đành bất chấp tất cả mà đi tới. Cậu Vũ gọi tôi có chuyện gì không? Tiêu Tử Phong chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm bước tới, trong vô cùng điềm tĩnh, ông ta không lộ vẻ gì trên mặt, bộ dáng cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. À, cũng không có việc gì cả, chỉ là anh Thiên bảo cháu gọi chú tới thôi. Lương Thiên Vũ cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể để nói ra lời này, hơn nữa còn liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Tử Phong một cái. Tiêu Tử Phong hiểu ngay ý của anh ta, Lương Thiên Vũ là sợ ông nói lố nên đang ám chỉ cho ông ta đây mà. Hoàng Thiên, cậu cũng tới à? Tiêu Tử Phong không muốn cười nhưng cũng phải cố căng mặt ra để cười rồi nói với Hoàng Thiên một lời chào hỏi. Hoàng Thiên nhìn Tiêu Tử Phong đang đứng trước mặt anh, trong lòng cũng cảm thấy thật mệt mỏi vô cùng. Anh biết rõ rằng, tất cả chuyện xảy ra tối ngày hôm nay chắc chắn là có liên quan đến Tiêu Tử Phong, hẳn là do một tay tên này giàn dựng, xúi dục mà ra. Xem ra tên khốn này vẫn chưa chịu thừa nhận, trong lòng ông ta hẳn vẫn còn muốn đi gây sự tiếp đây mà. Không đến không được, Hoàng Thiên tôi không bị người ta dạy dỗ là ông ngủ không ngon phải không? Hoàng Thiên lạnh lẽo cười một cái rồi hỏi Tiêu Tử Phong. Mặt mo của Tiêu Tử Phong cũng phải đỏ rực lên, bị người ta nói chúng ngay thẳng tim đen như thế sao có thể không xấu hổ được chứ? Nhưng mà Hoàng Thiên càng như vậy sự hận thù của ông ta đối với anh càng tăng cao. Ha ha! Lời này của cậu thật đúng không hiểu nổi mà, chẳng lẽ tôi hy vọng cậu bị người ta dạy dỗ chắc? Vớ vẩn, cậu chính là con trai của anh rể tôi mà, chúng ta dù sao cũng được coi là thân thích, phải không? Tiêu Tử Phong vừa cười vừa nói. Ông còn mặt mũi mà nhắc đến chị mình cơ đấy. Tiêu Tử Phong, hai người đừng có tốn hơi nữa, tắt văn vở của mấy người đi, tôi cảnh cáo mấy người đừng có tiếp tục làm trò trước mặt tôi nữa. Hoàng Thiên chỉ tận mặt Tiêu Tử Phong mà nói. Sắc mặt của Tiêu Tử Phong lúc xanh lúc trắng, trước mặt bao nhiêu người như vậy ông ta bị người đáng tuổi cháu mình chỉ thẳng mắt quát mắng như vậy khiến ông ta cảm thấy mặt mình không biết giấu đi chỗ nào. Nói thế nào thì nói, Tiêu Tử Phong ông ở cái thủ đô này rất nhiều năm rồi, lăn lộn kiếm chắc cũng rất khá, cũng quen biết không ít những người có mặt mũi trong giới thượng lưu, mặt mũi cũng rất quan trọng đấy. Bây giờ lại bị tên nhãi Hoàng Thiên này quát tháo trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Tử Phong thật sự cảm thấy mất mặt vô cùng. Hoàng Thiên, tôi thực không rõ cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì. Ai muốn xem liều với cậu chứ? Tại sao ta lại phải liều với cậu? Tiêu Tử Phong đến chết cũng không chịu thừa nhận, còn lớn tiếng hô với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Tiêu Tử Phong, tên này tại sao lại không biết xấu hổ tới vậy chứ? Đến tận bây giờ vẫn có thể trợn mặt nói dối được, thấy ông ta như thế lòng Hoàng Thiên bỗng cảm thấy thật phẫn nộ. Ha ha, xem ra mặt của ông đứng là còn dày hơn cả thớt. Được, nếu ông đã không chịu thừa nhận thì đừng có trách tôi. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Cậu muốn làm gì? Tiêu Tử Phong lắp ba lắp bắp hỏi, gương mặt tràn đầy khiếp đảm nhìn về phía Hoàng Thiên, ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Mọi người xung quanh thấy phản ứng của Tiêu Tử Phong như vậy thì cảm thấy thật đáng kinh ngạc, bọn họ đều biết, Tiêu Tử Phong là cậu của Hoàng Thiên, ít nhất trên danh nghĩa là như vậy, vì chị của ông ta lấy cha của Hoàng Thiên và trở thành mẹ kế của anh. Giờ lại thấy ông ta sợ hãi Hoàng Thiên, thật khiến người ta không hiểu nổi. Muốn làm gì, ông cho rằng kẻ dám mưu kế tính toán Hoàng Thiên tối có thể sống ung dung như chưa từng có chuyện gì sao? Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Tiêu Tử Phong, sau đó nắm chặt lấy cổ áo của Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong từng bị Hoàng Thiên đánh cho tới bây giờ vẫn còn thấy sợ, vừa thấy Hoàng Thiên túm cổ áo mình thì ông ta lập tức biết mọi chuyện xong cả rồi, những người gây chuyện với Hoàng Thiên đều phải chịu đánh. Đừng mà, Hoàng Thiên, đây không phải là ở nhà, cậu có thể giữ cho tôi chút thể diện. Trong giọng nói của Tiêu Tử Phong có hơi run rẩy, ông ta sợ bị đánh, càng sợ bị người ta đánh ở những nơi như này, như vậy thì rất xấu hổ nên thà bị đánh ở nhà còn hơn. Nhưng Hoàng Thiên lại chẳng quan tâm đến những điều này, nếu tối nay không dạy cho Tiêu Tử Phong một bài học ra trò thích chỉ sợ sau này Tiêu Tử Phong sẽ không chịu yên lòng mà sống, nhất định lại tự đi tìm chết, lại sẽ đến làm phiền anh tiếp. Ông ngay từ đầu đã không có cái gọi là thể diện rồi, vậy sao tôi phải giữ thể diện không hề tồn tại đó cho ông? Hoàng Thiên lập tức hỏi ngược lại Tiêu Tử Phong, anh vung tay lên,
tiếp sau đó là một bộ combo liên hoàn tát đầy đủ. Đánh cho tới khi Tiêu Tử Phong phải kêu gào liên tục, tên này cũng cảm thấy rất phiền muộn, cảm thấy số mình cứ khổ khổ thế nào chứ vì vừa mới gặp Hoàng Thiên hai lần mà lần nào cũng bị đánh mặt. Nhìn thấy Tiêu Tử Phong bị đánh thê thảm như vậy, sắc mặt của Vương Thiên Vũ cũng dần trở nên trắng bệch, bởi vì trong lòng anh ta biết rõ, khả năng mình đã đắc tội với Hoàng Thiên rồi, nên rất có khả năng tình cảnh của Tiêu Tử Phong bây giờ chính là tình cảnh của anh sau đó. Đừng đánh nữa mà, ở trước mặt nhiều người như vậy câu lại đánh tôi, đây không giống với những gì cậu từng nói, Tiêu Tử Phong đè thấp giọng xuống để thương lượng với Hoàng Thiên, ông ta bị đánh đến vô cùng xấu hổ. Nhưng đánh thì không đánh lại Hoàng Thiên, mà kể cả có thắng được Hoàng Thiên đi chăng nữa thì Vũ Thanh đứng cạnh đó cùng không phải để làm cảnh, sự tồn tại của Vũ Thanh ở đây là không thể phớt lờ. Vậy nên, Tiêu Tử Phong không có ngu như vậy, ông ta không dám đánh trả, bởi nếu đánh trả sẽ chỉ có một kết cục là bị đánh thảm hơn thôi. Không đánh ông nữa cũng được, ông nói đi, có phải ông hợp tác cùng Lương Thiên Vũ để tính toán tôi có phải không? Hoàng Thiên nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Tử Phong, ánh mắt ấy rất sắc bén. Ánh mắt tựa như nhìn thấy tất cả tâm can của Tiêu Tử Phong vậy. Tiêu Tử Phong phải đối mặt với ánh mắt sắc bén, đáng sợ như vậy thì trong lòng cảm thấy run run, bởi vì tất thảy đều bị Hoàng Thiên đoán trúng rồi. Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi chỉ là vị khách bình thường được cậu Vũ mời tới bữa tiệc tối nay thôi. Tiêu Tử Phong vẫn cứng đầu, đối mặt với Hoàng Thiên, ông ta vẫn lựa chọn kiên trì lời nói dối của mình. Hoàng Thiên biết ngay là Tiêu Tử Phong sẽ không chịu thừa nhận. Điều này anh đã sớm đoán được từ trước rồi. Ha ha, xem ra ông vẫn chưa ăn đòn đủ đâu nhỉ, không cho ông ăn đủ thì hẳn ông không ngoan ngoãn thừa nhận đâu, đúng không? Hoàng Thiên cười một cách lạnh lẽo, hiện giờ anh cảm thấy đám người này rất phiền, rất không muốn tiếp tục nhìn thấy Tiêu Tử Phong thề thốt phủ nhận gì ở đây nữa. Tiêu Tử Phong nghe thấy Hoàng Thiên muốn tiếp tục ra tay thì sắc mặt ông ta biến đổi trong nháy mắt, theo bản năng muốn chạy trốn ngay lập tức. Sao Hoàng Thiên có thể để ông ta trốn thoát được cơ chứ? Ông ta vừa lui tại đã bị Hoàng Thiên túm chặt lấy tóc. Mẹ kiếp, ông quay lại cho tôi. Hoàng Thiên cả giận nói, sau đó chờ đợi gương mặt của Tiêu Tử Phong là những cú thúc bằng gối từ phía Hoàng Thiên. Sao Tiêu Tử Phong có thể chịu được đánh đập tàn nhẫn như vậy chứ? Ông ta bị Hoàng Thiên tặng cho hơn chục phát lên gối thì đã bị đánh đến ngu người rồi, lỗ mũi, mồm chảy ra đầy máu, không cách nào ngăn cản mà cứ tuôn ra như thác. Trong đầu thì cứ ù mì hết cả đi, cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể lăn đùng ra được, tới nông nỗi này thì Tiêu Tử Phong mới thực sự cảm thấy thế nào là kinh khủng, sự sợ hãi đã hằn sâu vào não của ông ta. Đừng đánh nữa, Hoàng Thiên, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi sẽ nói ra toàn bộ. Một lúc lâu sau Tiêu Tử Phong mới có thể tỉnh táo lại, giờ ông ta sợ tới mức giọng nói cũng không ngăn được là run lên từng hồi, dùng hết sức để cố tránh khỏi bàn tay của Hoàng Thiên. Nói đi. Tốt nhất là câu trả lời đừng khiến tôi thất vọng. Hoàng Thiên không để Tiêu Tử Phong thoát, tay vẫn giữ chặt ông ta mà bình thản nói. Tiêu Tử Phong giờ nào dám trái lời của Hoàng Thiên nữa, ông ta thực sự không chịu nổi sự đánh đập tàn nhẫn của Hoàng Thiên nữa rồi. Đúng là tôi đã tìm Lương Thiên Vũ để cậu ta giúp tôi báo thù cậu. Cuối cùng Tiêu Tử Phong cũng phải thành thật khai nhận, dù sao không khai là không xong với Hoàng Thiên đấy, ông ta không chịu nổi kiểu đánh đấm này nữa rồi. Xác nhận xong chuyện này thì trong lòng Hoàng Thiên lại dấy lên một ngọn lửa giận. Tên khốn Lương Thiên Vũ, mở mồm là một tiếng Anh Thiên hai tiếng Anh Thiên. Như vậy mà trong lòng lại nghĩ ra trò dơ bẩn này. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên quay người, nhìn thẳng vào mặt Lương Thiên Vũ. Ánh nhìn này khiến Lương Thiên Vũ có một loại cảm giác sợ hãi không tên, trước đây anh ta còn không biết rõ Hoàng Thiên đáng sợ như nào, đến hôm nay rốt cuộc cũng có dịp nhìn thấy mặt đáng sợ đó. Ánh mắt kia sắc như dao cạo, khi bị nó nhìn thẳng thì không ai dám đối diện, thủ đoạn dạy dỗ kẻ khác cũng cao thâm, lợi hại vô cùng. Và quan trọng nhất là, Lương Thiên Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì từ trước tới nay anh ta đều giả làm người tốt trước mặt Hoàng Thiên, nay lại bị lột mặt nạ ngay trước công chúng khiến anh ta không biết giấu mặt đi chỗ nào. Kha kha, anh Thiên, anh đừng tin lời nói sang bậy của ông ta, chúng ta là bạn bè chơi với nhau từ khi còn bé, làm sao em có thể là chuyện như vậy với anh chứ? Lương Thiên Vũ dù đã bị vạch trần nhưng vẫn mặt dày không chịu thừa nhận, đã vậy còn lôi chuyện thuở nhỏ ra, cười ha ha như không có gì. Dầm. Hoàng Thiên đạp thẳng một cái thật mạnh vào người của Lương Thiên Vũ, khiến anh ta ngã ngửa ra đằng sau. Tôi thật không nghĩ bộ mặt thật của cậu không chỉ xấu xí mà còn dày như vậy, không biết xấu hổ.
cậu còn dám mang chuyện chúng ta chơi với nhau từ nhỏ ra nói sao? Hoàng Thiên chỉ vào mặt của Lương Thiên Vũ vừa ngã chồng cành xuống. Lương Thiên Vũ bị Hoàng Thiên quát tháo như vậy nhưng cũng chưa có vẻ gì là nóng nảy, anh ta đã biết thực lực của Hoàng Thiên từ trước rồi, biết rõ rằng anh ta đấu cùng Hoàng Thiên chắc chắn là tự rước thêm nhục. Nhưng mà, nếu anh ta để một đám người cùng xông lên thì lại khác, nhưng bên cạnh Hoàng Thiên còn có Vũ Thanh chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thiên bị đánh, chắc chắn anh ta sẽ ra tay. Mà, với thực lực của Vũ Thanh thì cho dù là có hơn chục người cùng xông lên cũng chẳng ăn nhầm gì, tất cả rồi cũng sẽ bị đánh cho nằm đầy trên đất. Cho nên Lương Thiên Vũ vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn, bị Hoàng Thiên đạp cho một cái ngã ngửa cả ra nhưng lại không hề phản kháng hay chửi bới gì. Anh Thiên, tất cả việc này đều chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh nghe em nói đã. Nói cái bíp bô. Đáp lại Lương Thiên Vũ là một cái tát như trời giáng từ phía Hoàng Thiên làm cho anh ta một lần nữa lăn trở lại mặt đất. Cú đánh lần này khiến cho Lương Thiên Vũ thực sự thảm rồi, tay trái anh ta đã sứt một mảnh, máu theo đó mà tuôn ra. Lương Ngọc Lan nhìn thấy bạn trai và anh trai bị đánh ra nông nỗi như vậy nhưng cô ta cũng không thể làm gì cả. Cô ta ỷ vào mình là một người phụ nữ và cho rằng Hoàng Thiên sẽ không đánh phụ nữ nên cả gan xông đến, chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Thiên rồi quát lên. Hoàng Thiên, anh hơi bị quá đáng rồi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thiên nghe được những lời của Lương Ngọc Lan thì không khỏi cảm thấy nực cười. Quá đáng, có quá đáng bằng chính bọn họ không? Tôi đây ta chọc ai, phiền đến ai? Đang yên đang lành tự dựng bọn thiểu năng mấy người chạy đến tìm chết đó chứ? Hoàng Thiên càng nghĩ lại càng cảm thấy lửa giận trong lòng cháy càng thêm mãnh liệt. Đừng có dùng bàn tay của cô chỉ vào mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho cô phải hối hận. Hoàng Thiên bình tĩnh nói ra từng chữ, nhưng để lời này cũng những hành động trước đó của anh thì đây lại là câu nói đầy tính uy hiếp khiến cho Lương Ngọc Lan không khỏi hơi run lên kinh ngạc. Nhưng cô ta có một niềm tin mãnh liệt rằng Hoàng Thiên sẽ không đánh phụ nữ, nhất là trước mặt nhiều người thế này thì sẽ càng không, vì như thế anh sẽ bị mang tiếng nên càng lớn gan. Hừ, anh không cần phải đe dọa tôi làm gì. Hoàng Thiên. Đừng nghĩ rằng ra thế nhà anh lớn thì muốn làm gì thì làm, nhà anh lớn nhưng nhà họ Vương chúng tôi cũng không phải muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt đâu. Hôm nay anh đánh anh trai cùng bạn trai của tôi ra thành như vậy, anh muốn thế nào đây? Lương Ngọc Lan không kiêng dè gì mà nói. Hoàng Thiên cảm thấy loại phụ nữ này thật làm người ta chán ghét, trách không được vừa rồi cô ta còn diễn trò con bò trước mặt mình, thì ra là cũng là cá mè một lưới với đám Tiêu Tử Phong và Lương Thiên Vũ. Muốn thế nào? Tôi đã làm điều mình muốn rồi đó thôi, bọn họ bị tôi xử đẹp. Hoàng Thiên cười nhạt nói. Lời này khiến cho Lương Ngọc Lan giận tím mặt, quát thẳng vào mặt Hoàng Thiên, anh đừng có mà phách lối, hôm nay chính tôi sẽ dạy dỗ anh. Nói xong cô ta vung thẳng tay muốn quất lên mặt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy hành động ngu xuẩn này của cô ta thì nhíu mày, anh biết rõ người đàn bà Lương Ngọc Lan này ỷ vào việc cô ta là phụ nữ nên làm vậy. Nếu anh ra tay sẽ lại bị cô ta phun ra một tràng đạo lý khiến anh trở thành người sai. Hoàng Thiên không phải loại đàn ông có thói gia trưởng, anh đúng là sẽ không đánh phụ nữ nhưng loại người này thực quá đáng ghét, nhất định phải dạy dỗ lại cho bớt cái thói hung hăng. Bốp! Hoàng Thiên nhanh nhẹn bắt được tay của Lương Ngọc Lan, còn chưa đợi cô ta phản ứng thì một cái tát ngược đã hôn lên má cô ta. À, anh dám đánh tôi! Lương Ngọc Lan bụng lấy bên má nóng rát của mình. Hai mặt mở to, giận dữ trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. Cô ta thực sự không nghĩ rằng, trước mặt bao người Hoàng Thiên lại dám vung tay tát cô ta. Thôi ngay mấy trò của cô đi, nếu còn dám gây rối nữa thì mọi chuyện không đơn giản chỉ vậy thôi đâu. Hoàng Thiên nói những lời cảnh cáo cuối cùng với Lương Ngọc Lan. Một cái bạt ta này thật đúng là có hiệu quả tuyệt vời, Lương Ngọc Lan ăn xong một cái tát thì không còn dám làm trò điên khùng gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng đó không dám hé răng nửa lời. Nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Thiên lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Phan Hạo nhìn một màn này thì cảm thấy mặt lại càng trở nên nóng rát. Bạn gái bị kẻ thù đánh như vậy, thân là bạn trai anh ta lại không dám làm gì, đến nói cũng không dám thì sau đó sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Hoàng Thiên, con mẹ mày, mày muốn chết sao? Phan Hạo bỗng nhiên quát lớn, rồi xông thẳng về phía Hoàng Thiên, dáng vẻ kia như thể đang liều cả mạng sống mà lao đến. Hoàng Thiên thấy thế thì chỉ hừ lạnh một cái, từ trước đến nay, Hoàng Thiên anh chưa từng chủ động đi gây sự với ai, nhưng nếu có kẻ dám gây sự với anh thì kẻ đó chắc chắn không có một cái kết có hậu đâu. Dầm! Hoàng Thiên đá nghiêng một cái chung ngay chỗ hông của Phan Hạo khiến anh ta bay ra xa tới 3-4 mét.
Phan Hạo lại bị Hoàng Thiên đạp cho phải hộc ra cả búng máu, kêu thảm một tiếng rồi lăn đùng ra mặt đất, miệng anh ta vẫn còn rên hừ hừ, không còn đứng dậy nổi nữa. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì tất cả im như ve sầu mùa đông, không ai dám hé răng nửa lời. Những người này có ai không phải là con nhà quan, nhà giàu đâu, nên ai nấy đều hiểu rõ quan hệ của các gia tộc trong giới thượng lưu thế nào. Hôm nay, họ lại có thể được chứng kiến tất mắt Lương Thiên Vũ và Phan Hạo bị người ngược đãi, còn thêm cả Tiêu Tử Phong nữa chứ. Ai cũng biết gia thế của Lương Thiên Vũ và Phan Hạo thế nào. Còn Tiêu Tử Phong thì dù là không so được với nhà họ Lương và nhà họ Phan nhưng ít nhiều gì chị của ông ta cũng là bà chủ của nhà họ Hoàng, tất cả đều là nhân vật có máu mặt, tiếng tăm. Nhưng ba người này, giờ phút này lại bị Hoàng Thiên đánh như đánh chó, là người đánh rất ung dung, người bị đánh lại chẳng có chút sức phản kháng nào. Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn Hoàng Thiên đã khác hẳn, ánh mắt bọn họ nhìn cậu cả của nhà họ Hoàng này chứa đầy sự hâm mộ, sùng bái. Không hổ là cậu cả của nhà họ Hoàng, thật sự quá khí phách. Đúng vậy, nhưng đúng thật bất ngờ, Lương Thiên Vũ hóa ra lại là kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá, bữa tiệc ngày hôm nay khả năng là chuẩn bị để hãm hại cậu Hoàng Thiên đây mà. Chẳng nhẽ còn sai được sao, ngay từ lúc nãy tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi, chẳng hiểu sao Lương Ngọc Lan cứ cuốn lấy cậu Hoàng Thiên, thì ra là muốn. Mọi người cứ mòn năm miệng mười, người một câu, ta một câu mà xôn xao thảo luận. Nhưng lời lẽ có vẻ như đều đứng về phía của Hoàng Thiên, ít nhất bọn họ còn biết phân biệt phải trái. Nghe nhiều người xì xào bàn luận về mình như vậy thì Lương Thiên Vũ cảm thấy hôm nay thật đúng là mất cả chì lẫn chài, tiền mất tật mang, đã không làm gì được Hoàng Thiên thì chớ lại còn bị đánh, giờ lại còn bị người ta bàn tán cười nhạo nữa chứ. Kể cả tên Phan Hạo cũng nghe ra chuyện gì xảy ra, giờ anh ta rốt cuộc cũng rõ tất cả chuyện hỗn loạn này là do Lương Thiên Vũ, anh ta bị bọn người Lương Thiên Vũ lợi dụng cả buổi. Đến bạn gái anh ta là Lương Ngọc Lan cũng ngồi đó xem anh ta làm trò, khiến anh ta thành mũi đao để đối phó Hoàng Thiên, hại anh mất mặt rồi còn bị đánh nữa. Nghĩ tới đây, sự hận thù trong lòng Phan Hạo gần như đổ ập hết lên đầu hai anh em Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để tính sổ với hai người họ, dù hai anh em nhà họ Lương thật sự có lợi dụng anh ta đi chăng nữa thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi là tên Hoàng Thiên mới là người đánh anh ta thê thảm như vậy. Đây là sự thật rõ như ban ngày, không cách nào thay đổi. Vậy nên, hôm nay anh ta nhất định phải dạy lại tên Hoàng Thiên này cho ra trò, có như thế mặt mũi đã mất của anh ta mới có thể tìm về lại được. Sao cậu tới chậm vậy hả, giờ vẫn chưa ló mặt đến à? Bây giờ tên Phan Hạo này lại gọi điện cho người tới. Đến rồi, đang đến rồi đây, cậu Phan Hạo đừng gấp, chúng tôi đã tới khách sạn rồi. Phía bên kia đầu dây điện thoại truyền tới một giọng nam. Nhanh lên, nhanh nữa lên, nếu không kẻ đánh tôi sẽ chạy mất. Phan Hạo vội vàng thúc giục. Lần này giọng nói của Phan Hạo còn chẳng thèm đè thấp nữa khiến không ít người nghe được, cũng hiểu rõ thằng này đang gọi người đến để bảo kê. Xem ra bữa tiệc hôm nay thực sự là náo nhiệt, cậu Phan Hạo thế mà lại gọi thêm người tới, thế này thì sợ cậu Hoàng Thiên gặp phải phiền phức lớn rồi. Chưa chắc đâu, cậu nhìn thấy người kia không, cái người đứng cạnh cậu Hoàng Thiên ý. Biết đó là ai không? Người đó tên Vũ Thanh. Trời ơi, người đó chính Vũ Thanh. Vậy hôm nay rất có thể sẽ có người chết rồi. Đám người xung quanh lại bắt đầu châu đầu, ghé tai nhau bàn luận, ai nấy cũng cảm thấy chuyện buổi tối ngày hôm nay nhất định là lớn chuyện rồi. Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe thấy Phan Hạo gọi người tới bằng điện thoại, dù sao Phan Hạo nói rất lớn, nghe vậy anh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tên Phan Hạo này gọi thêm người tới đây. Hừ, thì ra cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ như vậy, người thì vẫn đứng yên đó, vững như núi Thái Sơn, một bước không rời. Phan Hạo vốn là muốn nói lớn như vậy để cho Hoàng Thiên nghe thấy, khiến anh phải kiêng dè, sợ hãi, nhưng chính anh ta cũng không ngờ tới. Sau khi nghe xong những lời kia thì Hoàng Thiên lông mày còn không thèm nhíu lấy một cái, vẫn đứng đó như chẳng có chuyện gì, thần thái vẫn vô cùng ung dung. Điều này khiến Phan Hạo vô cùng bực mình. Anh ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên không rời một giây nào cứ như đang sợ Hoàng Thiên sẽ đột ngột chạy đi mất vậy. Cậu Phan Hạo, là kẻ nào có mắt không chồng dám đánh cậu? Đúng lúc này, một giọng nói to vang ra khắp phòng. Theo sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi, phía sau ông ta là một đoàn người đông đảo mặc vest đen vô cùng thống nhất dồn dập đi về phía này. Phan Hạo thấy những người này xuất hiện thì lập tức trở nên vui mừng như Tết. Anh Du, cuối cùng anh cũng tới. Tôi bị người ta đánh trong địa bàn của anh,
anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi. Phan Hạo quay sang nói với Hứa Du. Người mà Phan Hạo gọi tới tên là Hứa Du, cái quán rượu này chính là do ông ta mở. Hứa Du là người có thể mở quán rượu ở cái đất thủ đô này thì đương nhiên ông ta phải quen biết rất nhiều những kẻ lắm tiền, lắm quyền ở trong giới thượng lưu nơi đây, đặc biệt là con trai của các gia tộc lớn như nhà họ Phan, Phan Hạo, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn rất tốt. Khi nghe được chuyện Phan Hạo bị đánh ở đây thì Hứa Du không khỏi toát mồ hôi hột, ngoài ra còn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ở thủ đô này, kẻ nào lại dám đụng tới một ngón tay của Phan Hạo chứ? Đánh Phan Hạo, người kia thấy mình sống quá lâu sao? Cậu Phan Hạo, là kẻ nào đánh cậu? Sắc mặt Hứa Du trầm xuống, vừa liếc mắt xung quanh một vòng vừa hỏi Phan Hạo. Phan Hạo cũng không nói ra đầu đuôi thế nào, cũng không nói ra thân phận của Hoàng Thiên, bởi anh ta biết nếu Hứa Du biết người kia là Hoàng Thiên của nhà họ Hoàng thì chắc chắn sẽ xoan lại ngay. Bởi vì nhà họ Hoàng ở thủ đô thực sự quá mạnh. Cứ như núi Thái Sơn không thể lay đổ được vậy. Nhưng nếu bị bắt nạt đến mức này mà không làm gì thì không được, mà hiện tại cũng chỉ có Hứa Du mới có thể giúp anh ta xử lý Hoàng Thiên thôi. Hơn nữa, anh ta là bị đánh trong quán của Hứa Du thì đương nhiên anh ta phải tìm Hứa Du đến giúp mình rồi. Anh Du, chính là thằng nhãi này. Phan Hạo chỉ vào Hoàng Thiên, nhưng anh ta bị Hoàng Thiên đánh cho tới giờ vẫn còn thấy sợ. Không dám gọi thẳng tên anh cũng tránh cho Hứa Du phát hiện ra thân phận của Hoàng Thiên mà không dám ra tay. Nhưng hình như Phan Hạo đã nghĩ quá ngây thơ rồi, Hứa Du đã lăn lộn ở cái đất thủ đô này hơn 20 năm rồi, sự nghiệp xây dựng lên cũng rất khá thì đầu óc của ông ta nhất định không đơn giản. Dù Hứa Du không biết thân phận của Hoàng Thiên nhưng ông ta cũng không dám lỗ mãng xông lên gây gổ với Hoàng Thiên, vì Hứa Du biết rõ, người dám đánh Phan Hạo ra nông nỗi này sao có thể là người tầm thường mà ông ta có thể trêu vào được. Hứa Du đánh giá Hoàng Thiên từ trên xuống dưới một vòng rồi trong lòng lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Bởi vì, nếu đánh gái qua cách ăn mặc của Hoàng Thiên thì anh cũng không giống với những nhân vật tai to mặt lớn lắm. Nhưng đương nhiên, với kinh nghiệm của mình thì Hứa Du cũng không dám xem thường Hoàng Thiên. Trong xã hội này, có rất nhiều người nhìn như tầm thường chẳng có gì nhưng thật ra lại là những người không ai dám động vào, cũng có những người vô cùng ít xuất hiện trước mặt mọi người nhưng lại là những kẻ không ai lường được. Cũng có những kẻ vừa mới xuất hiện thôi nhưng cũng ghê gớm không tưởng được. Tất cả đều không phải dạng dễ dây vào. Xin chào cậu, cho hỏi tên cậu là gì được không? Tại sao cậu lại đánh cậu Phan Hạo đây? Tuy bên ngoài Hứa Duy bày ra vẻ mặt bất thiện nhưng lời nói lại rất khách khí. Hoàng Thiên cũng đánh giá Hứa Du một lượt, nhưng anh cũng không nhận ra người này. Ông cảm thấy, mình có tư cách để biết sao? Hoàng Thiên lạnh giọng đáp lại. Nếu như Hứa Du là người đến giúp đỡ Phan Hạo thì anh không nhất thiết phải khách khí với ông ta làm gì. Nghe những lời này của Hoàng Thiên thì Hứa Du cũng chưa tức giận, trái lại ông ta còn cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi ông ta phát hiện khí thế trên người Hoàng Thiên rất mạnh mẽ, đây tuyệt đối không phải người tầm thường. Chắc chắn suy nghĩ của mình xong, Hứa Du lập tức đưa ra phương án ứng đối, đương nhiên ông ta đã không dám ra tay với Hoàng Thiên nữa rồi. Khi tới đây Hứa Du mang theo 10 tên thuộc hạ. Không có mệnh lệnh của Hứa Du tất cả đều không dám có hành động gì dại dột, tất cả đứng thẳng tắp ở đó, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên vừa suy đoán thân phận của anh. Anh Du, anh đừng cùng tên nhãi này phí lời làm gì. Chơi nó. Phan Hạo nhận ra sự tình ngày càng không ổn thì vội vàng thúc giục Hứa Du. Hứa Du đã không thèm nghe những gì Phan Hạo nói nữa, ông ta thấy Hoàng Thiên không nói gì thì lại liếc mắt qua nhìn người đứng cạnh anh, Vũ Thanh. Chỉ mới liếc mắt nhìn Vũ Thanh một cái thôi mà Hứa Du đã thấy tim mình hình như đập mạnh hơn mấy lần. Người này, là ai vậy? Sao trông rất quen mắt quá vậy? Hứa Du cứ nhìn Vũ Thanh mãi, xem qua xem lại, trong lòng thì thầm nghĩ. Thấy Vũ Thanh có vẻ quen mắt nên Hứa Du không kìm được mà đánh giá anh ấy cẩn thận một lúc lâu, ánh mắt xăm soi đầu thì không ngừng hồi tưởng. Vũ Thanh thấy tên này nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lại không khỏi cảm thấy hơi sởn da gà, nghĩ thầm, nhìn quái gì mà nhìn. Ông đây cũng không phải mỹ nữ, có gì đáng xem vậy chứ? Ông nhìn cái quái gì? Vũ Thanh hơi khó chịu rồi, anh lên tiếng hỏi Hứa Du. Đám người xung quanh đang chờ xem trò vui thì nghe Vũ Thanh nói vậy bỗng giật nảy mình. Những người này đều sống ở thủ đô nên đều biết Hứa Du, người tên Hứa Du này ở thủ đô rất có tiếng tăm. Trong thế giới ngầm của thủ đô, cái tên Hứa Du chắc chắn là một trong ba cái tên nổi tiếng nhất. Bất kể gia tộc có tên tuổi hiển hách thế nào cũng đều khá nể mặt Hứa Du. Không phải vì lý do cầu kỳ gì, chỉ đơn giản họ muốn sự nghiệp của mình bình an, thế thôi.
Bởi vì thủ đoạn là việc của Hứa Du rất thâm, hơn nữa thế lực của ông ta cũng rất khổng lồ, đám đàn em, thuộc hạ đa phần đều là dân lưu mạng, cái gì cũng dám làm, cũng vì vậy mà địa vị của Hứa Du ở thủ đô được xác định. Thế nhưng vừa rồi Vũ Thanh lại dùng loại thái độ kia nói chuyện với Hứa Du nên mới khiến mọi người ở đây đều vì sự dũng cảm của Vũ Thanh mà chảy mồ hôi hột. Vũ Thanh lúc nào cũng điên thế sao? Vậy mà dám nói chuyện kiểu đó với anh Du, còn không thèm để anh Du vào mắt luôn. Đúng vậy, tuy Vũ Thanh rất có tiếng nhưng dù sao anh ta cũng rời thủ đô được 10 năm rồi, sao có thể bì được anh Du chứ? Cũng không nên nói vậy, ta nhìn thì thấy anh Du không mạnh bằng Vũ Thanh được. Đám khách lại âm thầm bàn luận với nhau, bọn họ cảm thấy đêm nay thực quá náo nhiệt, cứ như hội ngộ anh tài vậy, càng ngày càng có nhiều nhân vật kinh khủng xuất hiện. Hứa Du bị Vũ Thanh nói như vậy thì trong lòng cũng không vui, nhưng ông ta là người thanh lịch, sẽ không dễ dàng nổi trận lôi đình đến thế. Giờ vẫn còn chưa biết danh tính của đối phương ra sao, Hứa Du không muốn hành động lỗ mãng để tránh đắc tội với những người không thể đắc tội. Ông ta ở trong thủ đô lăn lộn lâu như vậy những điều căn bản luôn phải biết, không nhịn được những điều còn con thế này thì sao thành nổi việc lớn, ông ta vẫn còn muốn sống ở thủ đô lâu dài. Đã có cách nghĩ như vậy nên ông ta không ngại xuống nước trước, Hứa Du gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi mỉm cười nói với Vũ Thanh, người anh em, tôi thấy cậu rất quen mắt, không biết đã từng gặp qua lần nào chứ. Vũ Thanh không có ấn tượng gì với Hứa Du, dù sao năm đó, khi mà Vũ Thanh hô mưa gọi gió ở thủ đô thì lúc ấy Hứa Du chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ ở dưới chót thôi, nên Vũ Thanh không biết Hứa Du cũng là điều bình thường. Vậy sao, thôi, chỉ là nhìn quen mắt thôi cũng chẳng có gì đáng nói cả. Giờ sao, ông mang theo nhiều đến như vậy hẳn là muốn bảo kê cho tên Phan Hạo này nhỉ? Vũ Thanh lạnh lùng hừ một tiếng rồi hỏi Hứa Du. Hứa Du càng cảm thấy không vui. Ông ta cảm thấy như thế này quá mất mặt, ở cái thủ đô này có mấy người dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ông ta chứ? Chuyện này cứ như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Đến ngay cả cha mẹ của Phan Hạo hay Lương Thiên Vũ khi nói chuyện với ông cũng không dám như thế này ha ha, cậu nói không sai, tôi nghe nói cậu Phan Hạo bị người ta đánh nên định qua ghé chút xem thế nào. Hứa Du cười lạnh một cái, giọng điệu cũng không còn khách khách khí khí như vừa rồi nữa. Đương nhiên là Vũ Thanh cũng chẳng thèm quan tâm Hứa Du có khách khí hay không, với địa vị của anh ấy, từ lâu đã không thèm quan tâm tới mấy lời nịnh nọt đầu môi chót lưỡi rồi. Người đánh Phan Hạo chính là tôi, sao, giờ ông muốn giải quyết thế nào? Hoàng Thiên đứng đó, mặt không biểu hiện gì chỉ nhàn nhạt nói một câu. Lúc này ánh mắt của Hứa Du mới quay lại trên người Hoàng Thiên, ông ta rất ngạc nhiên nhìn anh. Từ cách Hoàng Thiên ăn mặc thì có thể thấy anh không có gì đặc biệt, bởi cách ăn mặc quá bình thường. Đặt trong một đám người thường thì chẳng khác nhau là bao. Nhưng mà, một người trẻ tuổi bình thường dám đánh Phan Hạo ra thế kia không? Chẳng nhẽ sợ mình sống quá lâu sao? Trong nội tâm Hứa Du vô cùng nghi hoặc, ông ta bỗng nhận ra, sự việc tối ngày hôm nay quá kỳ quặc, nhất định phải cẩn thận hơn. Xin hỏi cậu là ai? Hứa Du nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lạnh giọng hỏi. Ông không xứng được biết. Hoàng Thiên chưa từng nể mặt tên Hứa Du này một chút nào mà càng ngày càng có thái độ không coi ông ta ra gì. Hứa Thiên nghe Hoàng Thiên nói như vậy thì thật sự bị chọc giận rồi. Ông ta cũng nhận ra đối phương chỉ có duy nhất hai người bọn họ, người này kiêu ngạo, kẻ sau còn kiêu ngạo hơn, không biết bọn họ dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo đến vậy. Bọn họ rốt cuộc là ai? Hứa Du biết không hỏi được gì từ phía Hoàng Thiên đành gãi đầu quay sang hỏi Phan Hạo. Lòng Phan Hạo thì đang nóng như lửa đốt, anh ta cứ tưởng Hứa Du vừa đến sẽ lập tức xông vào cho Hoàng Thiên một trận chứ. Nhưng thật không ngờ Hứa Du đến còn không đánh ngay mà còn kiên nhẫn phí lời hỏi thăm ba bốn câu nữa chứ. Anh quan tâm bọn họ là ai làm gì, chơi chết bọn họ là được rồi. Phan Hạo vội la lên. Hứa Du nghe Phan Hạo nói vậy thì trừng mắt, trong lòng mắng thầm Phan Hạo, nói thế mà cũng nghe được à, thủ đô là đầm rồng hang cọp, ngọa hổ tàng long. Kẻ tài nhiều như lá rụng mùa thu, nơi nơi đều có những kẻ nguy hiểm, sao có thể muốn làm gì là làm chứ? Đây chẳng khác nào chán sống ở cái đất này rồi. Không được, tôi phải biết rõ bọn họ là ai rồi mới có thể giúp cậu. Hứa Du đối với chuyện thân phận của người mình sắp gây chuyện thì rất là cố chấp, đây cũng là bình thường, dù sao ông ta cũng chỉ muốn đánh một trận mà mình chắc chắn sẽ không thua thôi. Huống chỉ bên đó còn có một người nhìn rất quen mắt. Người mà ông A có ấn tượng như vậy chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Anh Du, người hơn 30 tuổi kia gọi là Vũ Thanh, còn người trẻ tuổi kia là con trai của nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên.
Đúng trong lúc tình thế giằng co thì một thanh niên tầm khoảng 20 tuổi tới gần, nhỏ giọng nói với Hứa Du về hai người. Hít. Hứa Du hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác như vừa dạo qua quỷ môn quan vậy, đúng là nghĩ mà sợ. Nhưng đi với đó ông ta cũng thấy may mắn vừa rồi mình cẩn thận không hành động lỗ mãng, lằng nhằng nửa buổi thì ra người đánh Phan Hạo, con trai nhà họ Phan lại là Hoàng Thiên, con trai nhà họ Hoàng. Mà người đứng cạnh con trai nhà họ Hoàng là ai? Chính là người hô mưa gọi gió ở thủ đô 10 năm về trước, Vũ Thanh. Hai vị này ai cũng không thể trêu vào, vậy mà suýt chút nữa, Hứa Du ông. Nhưng mà nghe nói là con trai nhà họ Hoàng đã mất tích từ 10 năm trước rồi cơ mà, giờ sao đột nhiên lại trở về. Trong lòng Hứa Du thầm suy tính mấy chuyện này, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi mồ hôi trên trán ông ta ngăn không được mà chảy như mưa. Phan Hạo thấy có người nói thân phận của hai người Hoàng Thiên cho Hứa Du thì trong lòng lạnh toát. Hứa Du đã biết thân phận của Hoàng Thiên và Vũ Thanh liệu còn dám ra tay nữa sao? Mẹ kiếp, ai mướn mày mà lắm lời thế? Phan Hạo hung hăng đánh người thanh niên vừa nói cho Hứa Du một cái, rồi trừng mắt nhìn anh ta. Người thanh niên này vốn chỉ muốn lập công với Hứa Du thôi nhưng không ngờ lại vô tình đắc tội với Phan Hạo, nên khi bị anh ta trừng mắt thì sợ đến rụt cổ lại. Thì ra là cậu Hoàng Thiên, và anh Vũ Thanh. Hứa Du nói còn hơi lắp bắp, trên mặt tươi cười rồi cúi đầu khom lưng chào hỏi Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh khiến người ta không theo kịp. Vừa rồi Hứa Du còn hùng hùng hổ hổ đem theo một đám người xông đến, trong rất là khí thế, thế mà bây giờ khi vừa nghe đến tên của Hoàng Thiên và Vũ Thanh thôi thái đó đã lập tức thay đổi 180 độ, quả thật là một cú bẻ lái xuất sắc. Điều này xảy ra, thực chất Hoàng Thiên cũng đoán trước được, dù sao ở cái đất thủ đô này thì người dám cùng nhà họ Hoàng đối đầu trực tiếp thì quả thật là không có. À, cũng không hẳn, còn có những kẻ đầu óc ngu xỉ, tứ chỉ phát triển và ngại sống quá dài mới dám liều mạng cùng nhà họ Hoàng, như tên Phan Hạo này là ví dụ điển hình. Mà tất cả những chuyện này cũng đều do tên Lương Thiên Vũ kia quá thâm, anh ta không dám đối đầu trực diện với nhà họ Hoàng nên mới dùng thủ đoạn mượn dao giết người để hại Hoàng Thiên, đáng tiếc đây lại là con dao cùn. Nhưng tính ra Lương Thiên Vũ cũng thông minh hơn Phan Hạo nhiều. Bây giờ ông có còn muốn đứng ra làm chỗ dựa cho tên Phan Hạo này sao? Hoàng Thiên vừa nhìn Hứa Du vừa hỏi. Hứa Du còn dám đứng ra bảo vệ cho Phan Hạo sao? Vì kết bè với Phan Hạo để đắc tội với Hoàng Thiên sao? Không đáng. Mà coi như không có gia thế nhà họ Hoàng đi chăng nữa thì ông ta không giúp Phan Hạo nữa, ông ta không dám. Vũ Thanh đứng ngay đó sao ông ta dám chứ? Vũ Thanh chính là chiến thần trong truyền thuyết, người mà với chỉ một cái tên cũng từng khiến cho từng kẻ sống trên đất thủ đô vừa sợ hãi vừa nể phục. Sao ông ta dám liều mạng với nhân vật như vậy chỉ để cứu Phan Hạo chứ? Không, 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 tất nhiên là không rồi. Xin cậu Hoàng Thiên đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là chủ nhân của quán rượu này, vô tình nghe thấy ở đây xảy ra chuyện nên đến đây xem tình hình thế nào thôi. Hứa Du vội vàng vừa xua tay vừa cười giải thích với Hoàng Thiên. À, thì ra ông là chủ nhân của nơi này sao? Nếu như vậy thì, có kẻ dẫn theo người đến gây chuyện trong quán của ông thì ông mặc kệ sao? Hoàng Thiên hỏi Hứa Du. Hứa Du giật mình, rồi lại lập tức trưng ra mặt cười rồi nói, nếu có chuyện như vậy, tôi là chủ quán đương nhiên phải quản rồi. Cậu Hoàng Thiên, không biết là kẻ nào dẫn theo người tới quán của tôi gây sự vậy? Hoàng Thiên chỉ vào Phan Hạo cùng với mấy tên đàn em mà anh ta mang tới rồi nói, chính là vị con trai nhà họ Phan này, anh ta mang theo 4 tên đàn em tới gây sự, vừa rồi còn muốn xông lên đánh hội đồng nữa kia. Điều này, biểu cảm trên mặt Hứa Du méo sạch, ông ta cảm thấy hôm nay thật đau đầu. Ý của Hoàng Thiên làm sao mà ông ta có thể không hiểu được? Ý anh là Phan Hạo chính là kẻ gây rối trong quán của ông ta rồi để ông ta xử lý Phan Hạo. Nhưng sao ông ta dám chứ? Nhà họ Phan cũng không phải dễ dây vào, nhà họ Phan chính là nhà có sức mạnh gần với nhà họ Hoàng nhất. Huống chỉ, mục đích ban đầu của Hứa Du khi mang người tới đây là để giúp đỡ Phan Hạo đối phó Hoàng Thiên, giờ sao có thể nghe lời Hoàng Thiên xử lý Phan Hạo được? Sao, cậu ta chính là người gây rối trong quán đấy, ông cứ như vậy bỏ qua sao? Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống hỏi Hứa Du. Hứa Du mặt mày biến sắc, lau qua lau lại mồ hôi đang toát đầy ra trên mặt, rồi chậm chạp đáp lại Hoàng Thiên. Cậu Hoàng Thiên, cậu Phan Hạo mang người tới gây sự với cậu là do cậu ta không đúng, nhưng cậu cũng đã đánh cho cậu ta một trận rồi nên chuyện này cứ cho qua đi, được không? Hoàng Thiên nghe xong lời này hừ một tiếng xong cũng không tỏ thêm thái độ gì.
Điều này khiến Hứa Du sợ tới mức không dám hé răng nữa, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, sốt ruột. Nhưng Phan Hạo lại tức giận vì bị đánh nên muốn trả đũa Hoàng Thiên, muốn mượn tay Hứa Du xử lý Hoàng Thiên, mặc dù không thành nhưng hiện tại Hoàng Thiên lại muốn trả đũa ngược lại. Anh Du, anh nói cái gì mà do tôi không đúng hả? Tôi dẫn theo người đánh Hoàng Thiên là có lý do cả. Hôm nay anh mà không cho tôi lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu lát nữa quán rượu của anh có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi. Phan Hạo giận dữ quát lên với Hứa Du. Hứa Du nghe vậy thì sắc mặt dần trở nên khó coi, càng âm trầm hơn. Lăn lộn bao nhiêu năm, nói gì thì nói thì cũng là một tên có tên tuổi, sao có thể để người ta chỉ thẳng vào mặt uy hiếp, quát tháo như vậy mà không tức cho được. Cậu Phan Hạo, cậu đang uy hiếp tôi sao? Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi thỏa mãn ý muốn của cậu, chính cậu tự giải quyết những gì mình gây ra đi. Hứa Du nói xong thì vung tay ra hiệu cho đám đàn em lui lại phía sau. Cũng bởi vì như vậy mà khiến xảy ra cảnh một mình Phan Hạo đối mặt trực diện với Hoàng Thiên. Phan Hạo thấy tình cảnh xảy ra theo hướng này thì lập tức há hốc mồm, đây không phải điều anh ta muốn. Nếu Hứa Du không giúp anh ta thì anh ta phải làm sao bây giờ, anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng Thiên mà. Hứa Du tên chết tiệt này, sao ông dám làm như vậy với tôi chứ? Trong lòng Phan Hạo mắng Hứa Du té tát, anh ta hận không thể lập tức xông tới bóp chết Hứa Du. Dù tên Hứa Du kia không dám làm gì Hoàng Thiên đi chăng nữa thì ít nhất cùng nên giữ chút thể diện cho anh ta chứ, bây giờ thì hay rồi, Hứa Du bây giờ mặc kệ anh ta rồi, thế này thì Phan Hạo tôi phải làm thế nào đây chứ? Phan Hạo lòng đầy oán trách, than phiền, anh ta bị Hứa Du đá ra chịu trận, bây giờ muốn lui cũng không muốn lui được, không có lựa chọn nào khác ngoài đối mặt trực diện với Hoàng Thiên, nếu không rất mất mặt. Được lắm, nếu ông đã mặc kệ tôi vậy thì tôi đây sẽ tự mình giải quyết. Phan Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó anh ta dẫn theo mấy tên đàn em đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Nhưng bốn tên đàn em của Phan Hạo đều đi sau lưng của anh ta, trông như rất khí thể nhưng thực ra là do không có tên nào dám đi lên đằng trước, chỉ dám cun cút đi theo sau Phan Hạo. Đặc biệt là tên đầu undercut, tên này mới bị Hoàng Thiên đánh cho thảm nhất, có thể coi tên này là người biết rõ Hoàng Thiên lợi hại thế nào nhất, vậy nên thằng này nào dám loi choi đi đầu, đâu còn dám đánh nhau với Hoàng Thiên nữa chứ. Còn có cả Vũ Thanh đứng cạnh Hoàng Thiên từ đầu đến cuối nữa, người này chẳng khác nào đại boss cả vậy nên tên đầu undercut biết rõ lần này tiến lên rất có thể là lành ít dữ nhiều, có đi mà không có về. Thế nhưng bị đánh thành như vậy vẫn đi thẳng tắp đến nếu cậu ta lại không dám đi lên cùng thì sẽ trông rất xấu hổ. Hứa Du đứng một bên, khoanh tay nhìn đám người tiến lên thì chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì thầm nghĩ, tên Phan Hạo này còn giả ngâu cái vẹo gì, vài ba tên côn đồ vớ vẩn. Thực lực thì chẳng ra làm sao mà dám đứng trước mặt cậu Hoàng Thiên khoa tay múa chân chứ. Cho dù có thể đánh thắng Hoàng Thiên thì sao, mấy người có nhìn thấy ai đang đứng cạnh đó không, Vũ Thanh vẫn ở đó kìa, liệu mấy người có thắng được không? Bây giờ Phan Hạo như mũi tên đã lên. Mẹ kiếp, ông nói ông là cậu ai cơ? Hoàng Thiên phẫn nộ quát lên, xông về phía Tiêu Tử Phong túm chặt lấy tóc của ông ta rồi lôi ông ta đi. À, câu làm gì đó? Tiêu Tử Phong đau tới kêu gào thảm thiết, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, cứ thế bị Hoàng Thiên dễ dàng lôi đi. Rầm 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 rầm. Tối nay Hoàng Thiên thực sự tức giận, nhịn không được mà muốn dọn sạch đám cặn bã rác rưởi này. Anh túm chặt lấy tóc của Tiêu Tử Phong rồi liên tục nện đầu của Tiêu Tử Phong xuống bàn. Kèm theo từng tiếng rầm rập là tiếng la ó của Tiêu Tử Phong, đầu của ông ta lúc này đã sưng to như quả dưa hấu, trên trán bầm tím rớm máu, mũi thì máu tuôn ra như mưa. Con mẹ nó, Hoàng Thiên, con mẹ nó, sao mày dám đánh tao như vậy chứ? Tiêu Tử Phong bị Hoàng Thiên đánh cho sắp trở thành tên ngu mất rồi, ông ta vẫn còn dám lớn tiếng mắng Hoàng Thiên. Lửa giận của Hoàng Thiên vốn đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm giờ lại bị Tiêu Tử Phong mắng như vậy sao anh có thể bình tĩnh nổi chứ? Ông khiến miệng ông trở nên thật là bẩn tươi. Hoàng Thiên giận dữ quát lên, lại túm chặt lấy tóc của Tiêu Tử Phong rồi lôi đầu ông ta lên, một tay khác của anh thì cầm một cái ly thủy tinh. Sau đó nện thẳng nó vào mồm của Tiêu Tử Phong. Bụp! Ly thủy tinh bị nện nát bấy, còn Tiêu Tử Phong đau đến mức gào lên như lợn bị chọc tiết, bốn chiếc răng của cổ lão thì bị đập văng ra khỏi miệng. Những mảnh thủy tinh tan vỡ găm đầy lên mặt Tiêu Tử Phong, lúc này gương mặt của ông ta đã bị hủy và có thể dùng hai cứ đáng sợ để hình dung. Cơn phẫn nộ của Hoàng Thiên vẫn chưa hề nguôi ngoai, lão già này còn dám đem mẹ anh ra để chửi khiến anh thực sự có suy nghĩ giết chết ông ta.
Hoàng Thiên tiếp tục cầm lên một cái ly dây, không bản không được, nếu đêm nay anh ta không lấy lại được thể diện của mình thì sau này anh ta sẽ không thể nào tiếp tục lăn lộn ở thủ đô được nữa, anh ta sẽ bị người người mắng chửi, cười nhạo. Hoàng Thiên, nếu mày nói xin lỗi tao ngay lập tức thì mọi chuyện hôm nay của chúng ta coi như xong. Phan Hạo chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thiên mà dõng dạc quát lên. Ở đây ai cũng nhận ra Phan Hạo chỉ đang mạnh miệng mà thôi chứ thực ra anh ta cũng đang rất rén, anh ta đang cố gắng cắn răng mà tỏ ra mạnh mẽ, ngang tàng vậy thôi. Bây giờ Hoàng Thiên thực sự cảm thấy phiền hà với đám người này, lần đầu tiên về thủ đô thì đã gặp phải cái chuyện đen đủi như thế này, lại còn gặp phải một đống cực phẩm, thực sự là quá mệt mỏi mà. Lại còn phải nhìn thấy tên Phan Hạo gào thét trước mặt mình thì Hoàng Thiên thấy bực mình, thực sự không kiên nhẫn nổi nữa. Dầm. Hoàng Thiên còn chẳng muốn nghe thêm bọn này sủa bậy thêm câu nào nữa, anh không nói câu nào, chân đá một phát thật mạnh vào bụng của Phan Hạo. À! Phan Hạo kêu thảm thiết một cái, cơ thể như cánh diều đứt dây bay thẳng ra phía xa. Phút! Phan Hạo nằm bệt dưới đất, mặt mũi trắng bệch, miệng thì ộc ra từng ngụm máu đỏ au, hẳn là anh ta đã bị tổn thương phần nội tạng. Mọi người xung quanh thấy một màn này thì khiếp sợ vô cùng, ánh mắt mọi người đều trợn trừng nhìn cảnh này, nhưng không ai dám hé răng nói lời nào. Một cú đá này thực sự quá mạnh, dùng hết lực cứ như muốn đá chết Phan Hạo vậy, một chút cũng không lưu tình. Tới giờ phút này, tất cả những người có mặt ở đây đều biết thêm về sự tàn nhẫn của con trai nhà họ Hoàng. Trước đây mọi người cũng chỉ nghe nói qua về Hoàng Thiên, nhưng anh ấy cũng chưa từng xuất hiện ở thủ đô suốt hơn 10 năm rồi nên chẳng có mấy người nhớ được cái tên Hoàng Thiên này. Thế nhưng đêm nay Hoàng Thiên vừa xuất hiện đã khiến thủ đô dậy sóng, nổ tung cả cái thủ đô này. Ai cũng biết, ngày mai tin tức đứng đầu mọi bản tin sẽ là Phan Hạo bị đá đến trọng thương. Những năm nay ở trong thủ đô, Phan Hạo chính là kẻ có tiếng ở cả đất thủ đô, đã phải chịu thiệt bao giờ đâu. Ai lại dám đánh anh ta kia chứ? Nhưng đêm nay Phan Hạo bị đánh, còn bị đánh rất thảm, đánh đến mức mà hộc cả máu mồm. Tên tóc undercut chỉ biết đứng ngây người ở đó cùng với anh ta còn có ba tên đàn em, tất cả đều treo vẻ mặt ngu hết cả người, đứng như trời trồng ở đó, còn không dám cả thở mạnh một cái, bọn họ sợ Hoàng Thiên xử luôn cả bọn. Các cậu còn nhìn cái gì? Đại ca của các cậu bị đánh như vậy mà các cậu không xông lên báo thù có anh ta à? Giọng nói của Hoàng Thiên lạnh lẽo vô cùng, anh nhìn chằm chằm tên đầu undercut và nói. Tên đầu undercut nghe thấy vậy thì cả người lạnh toát, loạng choạng lùi lại vài bước chứ nào dám xông lên đánh ai. Thấy Hoàng Thiên chỉ đứng im ở đó thôi mà tỏa ra khí thế bức người, trái tim tên đầu undercut không nhịn được mà run rẩy, nói đùa chứ, kể cả cho tên này 10 cái lá gan nữa cũng không dám đánh nhau cùng Hoàng Thiên. Hoàng, anh Hoàng Thiên, giết người chỉ là đầu rơi xuống đất thôi, tôi thấy việc hôm nay chỉ nên dừng ở đây thôi, ngừng tất thảy đi. Tên đầu undercut nhìn Hoàng Thiên rồi run rẩy nói ra. Mày là cái quái gì mà có tư cách khuyên bảo ta? Hoàng Thiên trừng mắt nhìn anh ta rồi lại đá ra một cái khiến tên này bay thẳng ra ngoài. Dầm một cái thật lớn, tên đầu undercut bị Hoàng Thiên đá cho nằm dạp trên mặt đất, nhưng ít ra anh ta khá hơn Phan Hạo chút, anh ta vẫn còn có thể gắng gượng đứng lên được. Tên này bị đánh xong không dám chửi, một tiếng rên cũng không dám, đứng tại chỗ ôm bụng, anh ta đau tới mức mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Ba người các cậu có muốn lên khoa tay múa chân hay khua đường quyền nữa sao? Hoàng Thiên lần lượt chỉ vào từng tên đàn em của Phan Hạo rồi lớn tiếng quát. Ba tên đàn em hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên, cả bọn dùng hết sức lắc mạnh đầu mình, ai dám lên đánh với Hoàng Thiên nữa cơ chứ? Vũ Thanh nhìn thấy mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối rồi gật đầu cười. Anh ta biết mình bỏ công bỏ sức là rất xứng đáng, thực lực của cậu chủ đã mạnh lên rất nhiều. Nếu dùng nó để đối phó mấy người bình thường này thì không có vấn đề gì, thực sự là dễ như trở bàn tay. Hứa Du cũng chứng kiến tất cả chuyện này, xem xong thì ông ta cảm thấy kính nể Hoàng Thiên từ tận đáy lòng. Ông vốn tưởng rằng Hoàng Thiên này chẳng qua là ỷ vào gia thế khổng lồ của cha mình thôi, nhưng qua sự việc tối nay thì ông ta nhận ra, Hoàng Thiên và đám con cháu quyền quý khác không giống nhau, anh chắc chắn là người có thực lực tuyệt vời. Hứa Du cũng rất muốn làm thân với Hoàng Thiên. Thế nhưng hôm nay không phải thời cơ tốt để làm chuyện đó, bởi vì dù sao ông ta cũng đến đây vì được Phan Hạo gọi tới giúp đỡ anh ta đối phó Hoàng Thiên thế nên anh ấy nhất định sẽ phản cảm với ông. Quả thật là như vậy, Hoàng Thiên không có một chút thiện cảm nào với Hứa Du cả. Hoàng Thiên cho rằng nếu không phải do anh là con trai của nhà họ Hoàng liệu Hứa Du sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh thế sao? Hiển nhiên là không thể nào,
ông ta sẽ vì để lấy lòng Phan Hạo mà sẽ quay sang đối phó anh. Thế nên, người tên Hứa Du này cũng chỉ là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, gặp kẻ mạnh hơn thì xun xoe nịnh bợ, loại người này, từ trước đến nay Hoàng Thiên đều chẳng thèm ngó ngàng tới. Cậu chủ, chúng ta về thôi. Phú Thanh nói với Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy đêm nay thực sự quá hỗn loạn rồi, nên về nhà sớm để hưởng an bình thì tốt hơn. Hoàng Thiên vẫn luôn muốn nhanh rời khỏi nơi này lâu rồi, nhưng lúc này khóe mắt anh lại nhìn thấy Lương Thiên Vũ, lập tức ánh mắt anh lại trên lạnh lẽo kinh khủng. Mọi việc lúc nào cũng phải xử lý từ căn nguyên, gốc rễ thì mới có hiệu quả, mà mọi chuyện hôm nay đều do tên Lương Thiên Vũ mà ra. Còn có cả lão già Tiêu Tử Phong kia nữa, hai người này thực sự quá đáng ghét. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Bông quay sang nói với Vũ Thanh, không được, đêm nay ta phải làm cho đám người này phục mới thôi. Hả? Vũ Thanh nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy thì mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh ánh cũng hiểu ngay Hoàng Thiên muốn làm gì. Lần này Hoàng Thiên đúng là gặp phải quá nhiều chuyện khiến anh phiền lòng, nếu không phải do tâm lý anh đủ mạnh mẽ thì khả năng đã sớm điên mất rồi. Thế nên Hoàng Thiên là cho đám người này phải chịu phục mới thôi, nếu dễ dàng tha cho bọn người này thì bọn họ sẽ lại ôm tâm lý may mắn đi tìm chết lần nữa, sẽ lại xuất hiện để làm phiền đến anh, loại người thế này cũng không phải lần đầu tiên anh mới gặp. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ phụ giúp cậu. Ánh mắt Phú Thanh dần trở nên lạnh lẽo, anh gật đầu nói với Hoàng Thiên. Ý như mặt chữ, mặc kệ tối nay Hoàng Thiên muốn làm cái gì thì chắc chắn Vũ Thanh sẽ theo anh, sẽ dùng hết sức mình hoàn thành điều anh muốn. Trái tim Lương Thiên Vũ co chặt lại, thằng này từ nấy vẫn luôn trốn trong góc, anh ta vốn là muốn trốn đi thế nhưng lại phát hiện ánh mắt của Hoàng Thiên thi thoảng lại liếc về phía của anh ta, chẳng hề có một cơ hội nào để chạy cả. Bây giờ lại nghe Hoàng Thiên nói những lời này khiến Lương Thiên Vũ thực sự cuống cuồng, không ổn, không ổn. Anh Thiên, kha kha kha. Em không ngờ anh lại mạnh mẽ như vậy đấy, cậu Phan Hạo cũng bị anh đánh cho thê thảm như vậy, ha ha. Lương Thiên Vũ cười một cách đầy ti tiện, anh ta chẳng biết làm gì khác vào lúc này ngoài việc nịnh hót Hoàng Thiên cả, chỉ mong sao làm cho anh bớt giận mà tha thứ cho Lương Thiên Vũ anh một lần. Lương Thiên Vũ, cậu không cần phải nói mấy lời buồn nôn đó nữa, cái lúc cậu ở sau lưng tôi bày mưu đặt kế hãm hại tôi thì cậu đem cái anh Thiên đó vứt đi đâu rồi? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Lương Thiên Vũ biết mình đối lý, khó lòng mà bao biện tiếp được cho mình. Hiện giờ Hoàng Thiên đã biết rõ bộ mặt thật của anh ta nên anh ta có giả bộ thế nào cũng là vô ích. Anh Thiên, tất cả đều do em sai rồi, do em dại dột, lẽ ra em không nên ngu muội nghe lời lão Tiêu Tử Phong dụ dỗ, là em có lỗi với anh, là em có lỗi với anh. Lương Thiên Vũ vừa khóc thảm thiết, vừa quỳ xuống trước mặt anh, mỗi câu xin lỗi lại tự đánh mạnh vào mặt mình, không hề để ý hình tượng, thân phận. Mặt mũi gì cả. Lương Thiên Vũ không thể không làm vậy, hôm nay anh ta đã gây ra chuyện náo loạn lớn như vậy chắc chắn Hoàng Thiên sẽ không tha cho anh ta có thể sẽ bị đánh đến tàn phế mất. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng thảm hại của Lương Thiên Vũ không khỏi nhíu chặt mày nhưng mà nếu thằng này thực sự ăn năn hối lỗi, thành tâm thừa nhận sai lầm của mình thì Hoàng Thiên đúng là sẽ tha cho anh ta một con đường sống. Không biết lời nói của Lương Thiên Vũ thật giả thế nào nhưng quả thực tên này biểu hiện ra rất thành thật. Nhưng Hoàng Thiên cũng không hề ngăn cản hành động của Lương Thiên Vũ, trước cứ để cho tên này tự tát chính mình xong rồi nói tiếp. Hoàng Thiên không lên tiếng nên Lương Thiên Vũ cũng không dám dừng lại, từng cái tát dùng hết sức vả vào mặt để thừa nhận sai lầm trước Hoàng Thiên. Còn ông định thế nào? Hoàng Thiên lại nhìn về phía khác, nơi Tiêu Tử Phong đang ở đó mà lên tiếng hỏi Tiêu Tử Phong biết rõ đêm nay nát bét rồi, Hoàng Thiên đang muốn dọn sạch sẽ bọn họ, tránh để họ làm phiền tới anh lần nữa. Nhưng Tiêu Tử Phong không thể hành động như Lương Thiên Vũ được, dù sao ông A cũng đã 30 tuổi rồi, không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Hoàng Thiên, cậu muốn xử tôi thế nào? Tiêu Tử Phong không thèm giả vờ, lớn giọng hỏi Hoàng Thiên. Cũng giống như Lương Thiên Vũ, tự vả đi. Hoàng Thiên hời hợt nói. Cứ bỏ qua cho ông ta như vậy, nào có cái giá rẻ đó chứ? Trái tim của Tiêu Tử Phong như quặn lại. Cái việc tự vả vào mặt mình. Ông ta không làm được. Nhưng nếu không làm theo lời của Hoàng Thiên thì anh cũng sẽ không tha cho ông. Do dự một hồi lâu, Tiêu Tử Phong quyết định kiên trì không vả mặt, ông ta cứng rắn nói với Hoàng Thiên, cậu đừng có mà quá đáng. Tốt xấu gì tôi cũng là cậu của cậu, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy chứ? Nghe thấy giọng Lâm Ngọc An có hơi nghẹn ngào, đầu Hoàng Thiên lại ong ong cả lên, anh thật sự không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.
Lẽ nào anh vừa rời khỏi thành phố Bắc Ninh một ngày, Lâm Ngọc An đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hoàng Thiên không dám nghĩ thêm nữa, anh vội vàng hỏi, Ngọc An, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An ở đầu bên kia khịt mũi, buồn đến nỗi không nói ra được một câu nào. Điều này càng khiến Hoàng Thiên lo lắng hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không biết, tại sao không nói gì với anh? Ngọc An, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lại còn hỏi có chuyện gì? Đều là do cậu chuốc thêm phiền phức đây. Đi rồi thì đừng quay về nữa, nếu không thì con gái tôi cũng bị cậu hại chết rồi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói phẫn nộ của Trương Lan Phượng, thế nhưng hiện tại những lời nói này của Trương Lan Phượng lại mang theo ý vị rất châm biếm. Hoàng Thiên nghe thấy giọng Trương Lan Phượng thì cảm thấy rất phiền phức, đặc biệt là khi anh đang sốt ruột như này, thế nhưng Hoàng Thiên cũng không muốn cãi nhau với Trương Lan Phượng, bây giờ anh không có tâm tư đó. Mẹ, rốt cuộc Ngọc An đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Thiên nén cơn giận lại, hỏi Trương Lan Phượng. Hứ, anh đừng có mà hỏi tôi. Nếu như anh lo lắng thì mau quay về giúp Ngọc An nghĩ cách đi. Sau đó thì cút hẳn ra khỏi nhà chúng tôi ngay. Trương Lan Phượng nói. Hoàng Thiên thẳng thừng tắt máy, anh và Trương Lan Phượng không có gì để nói chuyện với nhau cả. Nhưng đó lại là vợ anh, Hoàng Thiên lo lắng sắp điên, anh cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chủ, sao vậy? Quản gia Trần thấy sự việc rất nghiêm trọng, lúc này ông lo lắng hỏi. Hoàng Thiên nhìn ra được, bác Trần vẫn rất trung thành với anh, vậy nên Hoàng Thiên cũng không giấu quản gia Trần. Anh nói với ông ấy, vợ tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải lập tức quay về thành phố Bắc Ninh. Cậu chủ, vậy tôi giúp cậu đặt vé máy bay. Quản gia Trần lập tức trả lời. Ừ, Hoàng Thiên gật đầu, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó thông báo với Vũ Thanh, kêu anh ta lập tức cùng anh rời khỏi kinh đô. Vũ Thanh rất nhanh đã tới, lần này anh ta tới kinh đô với Hoàng Thiên là để tìm Tiêu Đông Mai tính sổ, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi, anh ta cũng không muốn ở lại kinh đô lâu thêm nữa. Cậu chủ, sao lại phải quay về gấp như vậy? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Trong nhà xảy ra chút chuyện, Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vũ Thanh nhìn ra được, chuyện này có lẽ không hề nhỏ, nếu không thì cậu chủ cũng sẽ không lo lắng đến mức này. Vậy nên Vũ Thanh cũng không hỏi nhiều. Anh ta lặng lẽ đi theo Hoàng Thiên. Rất nhanh sau đó quản gia Trần đã quay lại, ông ấy vừa đi vào liền khó xử nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, chuyến bay sớm nhất cũng phải buổi chiều mới có. Hoàng Thiên nghe vậy thì nhíu mày, buổi chiều mới cất cánh vậy thì có kịp hay không? So với ngồi đợi chuyến bay, chỉ bằng lái xe về thành phố Bắc Ninh còn nhanh hơn ngồi máy bay đấy. Nghĩ thế, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh, cậu đi chọn một chiếc xe, chúng ta lái xe quay về. Vâng. Vũ Thanh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài chọn xe. Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần ở bên cạnh, anh nhận ra quản gia Trần dường như vẫn luôn có gì muốn nói, thế là anh hỏi, quản gia Trần, có lời gì muốn nói thì ông cứ nói đi, lát nữa tôi phải đi rồi. Quản gia Trần nhìn Hoàng Thiên, ông ấy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng, cậu chủ, tối qua bà chủ mất tích rồi, bà ấy đã rời khỏi nhà họ Hoàng, ông chủ đang đi tìm bà ấy khắp nơi. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Hoàng Thiên. Anh không ngờ Tiêu Đông Mai bỏ nhà ra đi. Thế nhưng người phụ nữ này đi cũng tốt, như vậy sẽ không chuốc thêm rắc rối cho nhà họ Hoàng nữa. Hoàng Thiên nghĩ vậy, anh không kiềm chế được mà hừ lạnh một tiếng. Cậu chủ, cậu nói liệu có phải bà chủ thấy hổ thẹn nên mới bỏ nhà ra đi hay không? Quản gia Trần khó hiểu hỏi Hoàng Thiên. Quản gia Trần, ông nói gì cơ? Bà ta thấy hổ thẹn. Ha ha, Hoàng Thiên cười chế giễu. Người phụ nữ như Tiêu Đông Mai mà cũng biết hổ thẹn. Đúng là nực cười quá mà. Cậu giáo huấn bà ấy một trận như vậy, tính cách bà ấy lại bướng bỉnh như thế, chắc chắn là không chịu nổi rồi, quản gia Trần phân tích. Ha ha, ông đừng lo cho bà ta nữa, bà ta thích đi đâu thì đi, đi rồi thì nơi này càng sạch sẽ hơn. Hoàng Thiên cười lạnh. Quản gia Trần nghe xong cũng cười, ông ấy là người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong mười mấy năm này, với người phụ nữ dã tâm như Tiêu Đông Mai. Quản gia Trần từ trước đến giờ vẫn vô cùng phản cảm. Rất nhanh sau đó, Vũ Thanh quay trở lại, anh ta đã chọn một chiếc xe thể thao Ferrari. Cậu chủ, tôi đã chọn được xe rồi, chúng ta đi thôi. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, anh và Vũ Thanh đi ra khỏi phòng. Quản gia Trần tiễn Hoàng Thiên tới tận cửa xe, ông không nỡ rời xa Hoàng Thiên. Dù sao cậu chủ mới về được có một ngày, bây giờ lại phải đi nữa. Trong lòng quản gia Trần cảm thấy rất tiếc nuối. Sau khi Hoàng Thiên lên xe, anh quay đầu lại nhìn quản gia Trần một cái, thấy dáng vẻ mắt ướt lệ của quản gia Trần,
trong lòng Hoàng Thiên có chút cảm khái. Xem ra quản gia Trần thật sự vẫn luôn trung thành với anh. Đợi bố tôi qua về, ông thay tôi nói lời từ biệt với ông ấy nhé. Hoàng Thiên nói với quản gia Trần. Tôi biết rồi thưa cậu chủ, quản gia Trần lớn tiếng đáp. Hoàng Thiên không nói gì nữa, anh ra hiệu cho Vũ Thanh lái xe. Vũ Thanh lái xe nhanh như gió, sau khi rời khỏi nhà họ Hoàng, chiếc xe lao trên đường quốc lộ rồi đi thẳng vào đường cao tốc. Bây giờ Hoàng Thiên rối như tơ vò, anh chỉ muốn lập tức quay về nhà, xem Lâm Ngọc An rốt cuộc bị làm sao. Thế nhưng khi lái xe đến ngoại ô, trên đoạn đường vô cùng vắng lặng đột nhiên có một chiếc xe ở phía trước lao nhanh đến, chắn ngay giữa đường. Mặt đường đã hoàn toàn bị phong tỏa, Vũ Thanh tức phát điên, anh ta vội dừng xe lại. Hoàng Thiên thấy vậy thì nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ xe có vấn đề gì vậy. Vũ Thanh đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần, anh ta lập tức nhận ra đã xảy ra điều gì đó. Cậu chủ, cậu cẩn thận chút, chiếc xe này tới gây rối đấy. Vũ Thanh thấp giọng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng ý thức được mọi chuyện, chiếc xe này quá kỳ lạ, rất có khả năng là nó tới để nhằm vào anh. Chẳng bao lâu, mọi chuyện đã được chứng thực, thùng xe được mở ra, mười mấy người mặc áo đen nhanh chóng nhả ra từ bên trong. Cũng vào lúc này, chiếc xe sang trọng ở phía sau Hoàng Thiên cũng nhanh chóng lao lên, đâm vào xe Hoàng Thiên. Trong mắt Hoàng Thiên lướt qua một tia sáng, anh biết trận chiến này khó mà tránh được. Còn về việc đối phương là ai thì Hoàng Thiên vẫn còn chưa rõ, thế nhưng anh biết chắc rằng, hôm nay sợ rằng anh phải đấu đến độ anh không chế thì tôi chết rồi. Sắc mặt Vũ Thanh trầm xuống, ánh mắt anh ta cũng đầy sát khí. Đúng là cái đám vướng tay vướng chân, cậu chủ đang gấp gáp quay về Bắc Ninh, bọn họ lại còn đến làm loạn gây sự. Trong lòng Vũ Thanh rất khó chịu, anh ta đã rút súng ra khỏi eo, lên đạn, chuẩn bị sẵn sàng bóp cò. Cậu chủ, cậu cứ ở yên trong xe, đừng ra ngoài, tôi ra đối phó với bọn họ. Vũ Thanh để lại một câu này, sau đó mang súng xuống xe. Hoàng Thiên đương nhiên không thể để một mình Vũ Thanh đi đấu với bọn họ được, anh cũng xuống xe, quan sát xung quanh. Lúc này, hai chiếc xe ở phía sau cũng xuất hiện hai nam một nữ. Trên mặt ba người đều là vẻ mặt lạnh như băng, họ nhìn Hoàng Thiên giống như đang nhìn kẻ địch vậy. Hoàng Thiên vừa nhìn ba người này thì nhận ra ngay. Hai nam một nữ này chính là cặp anh em Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan, còn người đàn ông kia chính là Phan Hạo. Sắc mặt Lương Thiên Vũ vẫn còn sưng phù, tối qua Hoàng Thiên đã tát anh ta mấy trăm cái, mặt anh ta sưng thành dáng vẻ như hiện tại, răng cũng không động đậy được. Lương Ngọc Lan thì lại không bị thương gì, tinh thần cũng rất tốt, thế nhưng trong đôi mắt to của cô ta đều vẻ thù địch, cô ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Sắc mặt của tên Phan Hạo kia cũng không tốt mấy, mặt anh ta tím xanh, tối qua anh ta bị Hoàng Thiên đạp cho mấy cái đến nội thương, giờ vẫn còn chưa hồi phục. Vũ Thanh nhìn rõ ba người phía sau này, trong lòng anh ta chẳng biết nói gì. Lẽ nào ba tên này trí nhớ kém vậy sao? Tối qua anh đã xử lý bọn chúng thảm như nào, giờ đã quên nhanh như vậy rồi. Bầu không khí rất căng thẳng, không ai lên tiếng trước cả, mười mấy người đàn ông mặc đồ đen nhảy ra từ trong thùng xe. Lúc này cũng đã bao vây xung quanh xe Hoàng Thiên. Mười mấy tên đó đều có dáng vẻ rất lạnh lùng, trong tay mỗi người đều cầm một cây súng ngắn, chủng loại y như nhau. Rất nhanh sau đó, ở ghế lái phụ của xe xuất hiện một ông già gầy gò ốm yếu, ông già này mặc đồ màu đen, trong tay còn kẹp một điếu xì gà, ông ta vừa hút vừa cười khẩy nhìn về phía Hoàng Thiên, dáng vẻ vô cùng tự đại, ngông cuồng. Hoàng Thiên, nhanh như vậy mà đã muốn chạy rồi sao? Ha ha! Muốn cứ thế rời khỏi kinh đô ư, anh nghĩ dễ quá rồi đấy. Lương Ngọc Lan là người lên tiếng trước, trên mặt cô ta đều là nụ cười lạnh lẽo. Hoàng Thiên tôi muốn chạy, nói đi, dẫn nhiều người đến đây như vậy là có ý gì? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Hô hô, có ý gì ư, ý còn chưa hiện rõ ra nữa hay sao, hôm nay anh không đi nổi đâu, ngoan ngoãn quỳ xuống đất, tôi hứng thì tôi sẽ tha cho anh một cái mạng chó. Lương Ngọc Lan cười hô hô. Dáng vẻ rất khí phách nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng như muốn bóp chết của Lương Ngọc Lan trong lòng anh hơi hối hận. Sớm biết con tiện nhân vậy này phiền như thế thì tối qua anh không nên mềm lòng, người phụ nữ này lại có vấn đề gì nữa vậy? Có những người phụ nữ vẫn nên xử lý sạch sẽ chút chứ không nên để sổng ra như vậy. Không đi được sao, cậu chủ tôi muốn đi, mấy người cản được sao? Lúc này Vũ Thanh mới lên tiếng, hừ một tiếng lạnh nhạt. Hoàn toàn không để ý tới những người mặc đồ đen này. Ồ, giọng điệu cũng lớn phết đấy,
ngươi chính là tên Vũ Thanh kia đúng không? Tên đại ca già nua kia lên tiếng, nhìn Vũ Thanh với vẻ mặt khinh miệt, sau đó ông ta bước đến. Vũ Thanh cười chế nhạo khi thấy tên đại ca ngạo mạn như vậy. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, lão già này thật sự không muốn sống nữa rồi. Ông là ai? Vũ Thanh nhìn tên đại ca, rồi thản nhiên hỏi. Trong lòng tên đại ca già kia rất khó chịu, với thân phận và thực lực của ông ta, chưa từng có ai dám xem thường ông ta như Vũ Thanh cả. Các ngươi đứng cho vững mà nghe đây, tôi đây là thủ lĩnh của băng Hắc Phong, Đinh Quang Anh, ngoài đời bạn bè hay gọi tôi là chú Anh. Đinh Quang Anh lắc đầu tự giới thiệu, tỏ vẻ khá tự hào. Vũ Thanh không khỏi cảm thấy kích động khi nghe điều này. Vũ Thanh sớm đã được nghe nhiều thông tin về băng Hắc Phong này rồi. Đây là một tổ chức khét tiếng ở Kyoto, và tên Đinh Quang Anh này đã nổi tiếng nhiều năm, với rất nhiều tên đàn em tay sai, còn hành động rất bí mật. Nhiều người không muốn chọc tức lão già này, bởi vì chỉ cần chọc giận lão, nghĩa là bọn họ đang gặp rắc rối lớn, cả đời không được yên ổn. Hoàng Thiên đứng một bên nghe rất rõ, thì trong lòng anh cảm thấy hơi chấn động. Xem ra hôm nay thật sự có chút phiền phức rồi, băng Hắc Phong này thật sự không thể chọc vào được, đặc biệt là tên Đinh Quang Anh này, là một tên thực sự rất khó nhăn, lão già này hận rất dai, hơn nữa không từ thủ đoạn để đoạt lấy, dưới trướng ông ta còn có vô số tên đàn em liều mạng vì lão. Bây giờ biết sợ chưa hả? Hừ, tối hôm qua mấy người còn rất hung hăng lắm mà. Lương Ngọc Lan đang nhìn từ phía sau tỏ vẻ rất đắc ý, lúc đó hỏi Hoàng Thiên và Vũ Thanh với vẻ mỉa mai. Sợ, ha ha, con nhỏ kia, người không hiểu Vũ Thanh ta chút nào cả. Vũ Thanh vừa ha ha một tràng, rồi sau đó bước đến chỗ Đinh Quang Anh. Lúc này Đinh Quang Anh mới phát hiện ra, trong tay Vũ Thanh cầm một khẩu súng, nhưng ông ta không lấy gì bận tâm cả. Nếu trong tay Vũ Thanh chỉ có một khẩu súng, thì trong khẩu súng đó chứa được mấy viên đạn đâu chứ? Mình dẫn theo nhiều người như vậy, lại có thể sợ hãi trước một khẩu súng sao? Được đấy, xứng đáng là Vũ Thanh vang danh khắp Kyoto đấy, dũng khí cũng khá khen đấy. Đinh Quang Anh nở một nụ cười nham hiểm, rồi còn vỗ tay. Tất nhiên rồi, ông ta vốn dĩ không phải đang vỗ tay khen ngợi Vũ Thanh gì cả, mà chỉ là gửi tín hiệu cho cấp dưới của mình. Trong phút chốc, mười mấy tên mặc đồ đen xông lên, hai tên trong số đó đã gạt người ra sau lưng Hoàng Thiên và Vũ Thanh, chuẩn bị đánh lén Vũ Thanh. Với kỹ năng của mình, đương nhiên Vũ Thanh đã phát hiện ra động thái của hai tên đồ đen này từ sớm rồi, lúc này anh còn không thèm quay đầu lại, rồi liên tiếp tung ra hai cước tuyệt đẹp vào hai tên kia. Bụp bụp, xài, ai đét, hai tên mặc đồ đen bị đá ngồi lăn trên đất, một hồi lâu sau cũng không thể đứng dậy được, sắc mặt có chút đau đớn. Xông lên hết một lượt cho tan. Đinh Quang Anh nghiêm nghị hét lên, nụ cười trên mặt ông ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy tức giận. Khoảng mười mấy tên mặc đồ đen vừa định làm gì đó, thì Phan Hạo hét lên, chờ đất. Ngay sau đó, Phan Hạo sải bước đi tới, phía sau anh ta còn có Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan. Lúc này sắc mặt của Phan Hạo tái nhợt đi tràn đầy sự tức giận. Sau khi anh ta bước đến, đầu tiên là nhìn Hoàng Thiên, rồi nghiến răng. Giống như sắp ăn thịt Hoàng Thiên vậy. Đinh Quang Anh có chút kinh ngạc, hỏi Phan Hạo, cậu có gì cần nhắc nhở sao? Vốn dĩ Đinh Quang Anh khách sáo với Phan Hạo như vậy là vì Phan Hạo là người bảo trợ cho ông ta, để đối phó Hoàng Thiên, Phan Hạo đã chỉ ra 3 tỷ, thuê người của băng Hắc Phong để trả thù Hoàng Thiên chút giận cho anh ta. Nghe thấy Đinh Quang Anh hỏi như vậy, Phan Hạo nghiến răng nở nụ cười sắc lạnh nói với Đinh Quang Anh, chú anh, để tôi nói vài lời với tên Hoàng Thiên này trước đã. Ha ha, được thôi, đợi cậu nói xong rồi, thì tôi sẽ lại xử lý cậu ta. Đinh Quang Anh cười lớn, rồi ra hiệu cho người của mình đừng làm gì cả. Phan Hạo đã nói rõ với Đinh Quang Anh rằng anh ta muốn khiến cho Hoàng Thiên phải tàn phế, đánh phế cả hai chân của Hoàng Thiên, khiến anh phải ngồi xe lăn cả đời. Nhưng trước đó, Phan Hạo còn muốn hạ bệ Hoàng Thiên, anh ta muốn nhìn thấy Hoàng Thiên phải quỳ dưới chân mình để cầu xin, hơn nữa anh ta còn muốn quay phim lại. Rồi đăng lên cho người khác xem L. Phan Hạo cho rằng chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục mà anh ta phải chịu đựng đêm qua, đó mới thực sự là báo thù chút giận. Hoàng Thiên, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, lập tức quỳ dưới chân tôi, liếm sạch giày cho tôi. Còn nữa, gọi tôi 10 tiếng ông nội, và thừa nhận lỗi lầm của mình. Nếu làm vậy, thì tôi có thể tha cho anh một mạng, chỉ phế đi hai chân của anh thôi, thế nào? Phan Hạo rất ngạo mạn, khoa tay múa chân nói trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy thật buồn cười,
trong lòng nghĩ tên cặn bã này không phải điên rồi chứ. Phan Hạo, tên nhóc nhà cậu đủ rồi đấy, so với cậu, thì Hoàng Thiên tôi vẫn là nhân từ hơn. Hoàng Thiên nhếch miệng nói với Phan Hạo. Thấy Hoàng Thiên đến nước này mà còn có thể cười được, Phan Hạo thực sự rất tức giận. Được được, anh còn dám cười khinh tôi đúng không? Hoàng Thiên, anh tưởng tôi không dám giết anh chứ gì? Phan Hạo hung hăng trừng mắt nhìn, rồi la lớn lên. Những lời anh nói đây, tôi sẽ làm y như vậy trên người anh. Nói xong, Hoàng Thiên không thèm để ý đến Phan Hạo nữa, mà chỉ nhìn về phía Lương Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, cậu định xử lý tôi thế nào đây? Lương Thiên Vũ biết mình và Hoàng Thiên đối lập nhau rất nhiều, nếu không khiến Hoàng Thiên không thể trở mình được, thì sau này anh ta sẽ khó mà sống qua ngày. Vậy nên anh ta không giả vờ nữa, hoàn toàn lộ rõ bản chất thật của mình. Hi hi, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng kiêu ngạo nữa được không? Chỉ dựa vào cậu và Vũ Thanh thì có thể đối phó với nhiều người như vậy của băng Hắc Phong sao chứ? Cậu có thể đối phó với chú anh sao chứ? Lương Thiên Vũ hỏi Hoàng Thiên với vẻ giễu cợt. Tôi muốn thử. Thử, ha ha ha, chỉ dựa vào cây súng tàn trong tay Vũ Thanh thôi sao? Dù anh ta có bắn chuẩn đến đâu thì có thể giết được mấy người chứ? Lương Thiên Vũ cười rộ lên, có băng Hắc Phong chống lưng, nên bây giờ anh ta chẳng xem Hoàng Thiên và Vũ Thanh ra gì cả. Tôi chỉ muốn biết, cậu sẽ xử lý tôi sao đây? Cũng muốn đánh gãy hai chân của tôi giống như tên Phan Hạo kia sao? Sắc mặt Hoàng Thiên trở nên lạnh lùng, anh hỏi lại Lương Thiên Vũ. Hai mắt Lương Thiên Vũ trừng lên, quát Hoàng Thiên, đúng vậy. Tôi cũng như cậu Hạo, muốn đánh phế tên chết tiệt nhà cậu, khiến cậu phải ngồi trên xe lăn suốt nửa đời còn lại, ha han. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hoàng Thiên cười nhạt một cái, nói xong lời này, anh đột nhiên bắt lấy Phan Hạo đang đứng trước mặt, rồi dùng đầu gối đánh vào bụng của anh ta. Bụp một tiếng, Phan Hạo đột nhiên hét lên thảm thiết, gập người ngồi xổm trên đất. Chà, còn dám ngạo mạn, lên cho tôi, đánh gãy chân anh ta cho tôi. Lương Thiên Vũ vô cùng tức giận hét lên, ra hiệu cho đám người của băng Hắc Phong xông lên. Mười mấy tên mặc đồ đen lao về phía Hoàng Thiên, trong tay mỗi tên đều cầm một cây gậy ngắn, đặc biệt để đánh nát chân của Hoàng Thiên. Nãy giờ Vũ Thanh đã nhịn đủ rồi, nhưng lúc này anh không kìm được nữa, liền bóp cò. Bùm 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 bùm. Sáu phát súng được bắn ra, ngay lập tức, sáu tên đàn ông mặc đồ đen bị bắn vào chân, rồi tất cả đều gục xuống đất. Tên chết tiệt nhà ngươi dám bắn, ngươi chết chắc rồi. Đỉnh Quang Anh vô cùng tức giận, lão ta hung dữ đến mức nhảy tới trước mặt Vũ Thanh, rồi bất ngờ dùng chân đá một cái thật mạnh vào khẩu súng của anh ta. Lúc đó Vũ Thanh đang nhìn về phía Hoàng Thiên, nên anh ta đã mất cảnh giác bị Đinh Quang Anh đá vào cổ tay phải. Khẩu súng trên tay anh ta cũng rớt xuống, văng xa vài mét. Khẩu súng đã hết đạn, nên không cần để ý nữa, chỉ là cú đá lúc nấy suýt chút nữa đã đá văng cổ tay của Vũ Thanh rồi, khiến cổ tay anh ta sưng tấy cả lên. Vũ Thanh nghiến răng, tự nghĩ rằng Đinh Quang Anh này quả là danh bất hư truyền, thực lực quả rất lợi hại. Nhưng điều này cũng khiến Vũ Thanh hứng chí lên. Anh ta bay đến đấu với Đinh Quang Anh. Những tên mặc đồ đen còn lại đã bao vây Hoàng Thiên, xông vào đánh nhau với Hoàng Thiên một trận tơi bời. Một mình Hoàng Thiên đối phó với 7-8 tên đồ đen, anh cảm thấy rất căng thẳng. Dù thực lực của Hoàng Thiên khá mạnh, nhưng dù sao anh cũng tay không, đối phó với 7-8 tên cầm gậy ngắn cũng rất khó. Sau khi đánh gục 3 tên đồ đen xuống, Hoàng Thiên không thèm để ý nên bị một tên cầm gậy đánh vào sau lưng. Lúc đó đau đến nổi phải nghiến răng chịu đựng. Hoàng Thiên chưa kịp suy nghĩ, vừa quay đầu lại liền tóm lấy tên mặc đồ đen kia, rồi đoạt lấy cây gậy trong tay hẳn. Bộp! Hoàng Thiên hung hăng cầm lấy cây gậy ngắn, nện vào đầu tên đồ đen. Ây ai! Tên mặc đồ đen thật xui xẻo, bị đánh đến chảy máu đầu, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Lúc này ánh mắt Hoàng Thiên đỏ lên, rồi xông lên xử lý 4 tên đồ đen còn lại. Thấy mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi, Lương Ngọc Lan đang đứng quan sát cảm thấy hoảng loạn, cô ta thấy Hoàng Thiên càng đánh càng hăng, thì trong lòng có dự cảm không hay. Đôi bên tranh đấu, kẻ mạnh hơn tức thắng, đây là chân lý đã tồn tại bấy lâu nay. Nhất là lúc cả hai bên đều thương vong, kẻ nào giữ được quyết tâm khí thế rồi cũng sẽ chết thì kẻ ấy đã thắng. Lúc này, Hoàng Thiên chính là như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, vốn dĩ không thể dừng lại được nữa. 4 tên áo đen còn lại không ngờ Hoàng Thiên lại hung hãn đến vậy, cứ liều mình mà tấn công bọn họ. Đến lúc đáng lẽ nên thoát thân,
nhưng Hoàng Thiên lại không chạy mà lại chọn cách kéo cả đối thủ vào đường chết. Những tên áo đen này chỉ được lệnh đối phó với Hoàng Thiên, bọn họ vốn không có thù hận gì với Hoàng Thiên cả, không ai muốn bỏ mạng ở đây cả. Vì vậy, bằng mọi cách Hoàng Thiên chiếm thế thượng phong. Vũ Thanh cũng không ngờ một mình Hoàng Thiên lại có thể chống lại 7-8 tên kia, hơn nữa còn bất phân thắng bại nữa chứ. Trong lòng anh ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, để anh ta có thể tập trung đối phó với tên Đinh Quang Anh khó nhằn này. Đinh Quang Anh và Vũ Thanh một mình đấu nhau, lão già này càng đánh càng thấy sợ, ông ta thấy rằng mặc dù vừa rồi mình còn rất lanh lẹ, nhưng so với Vũ Thanh thì vẫn còn kém xa. Chưa đầy 2 phút, Đinh Quang Anh đã thấy thoáng mệt, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Bộp! Trong lúc lơ là, Đinh Quang Anh đã bị Vũ Thanh đá một cước thẳng vào ngực bay ngược ra ngoài. Chỉ với một cái búng tay, cơ thể khô khốc của Đinh Quang Anh đã đập xuống đất, một ngụm máu phun ra từ miệng ông ta, cho thấy ông ta đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Vũ Thanh không chút nhượng bộ, lao tới phía trước, nắm lấy cánh tay phải của Đinh Quang Anh rồi thẳng chân đạp xuống. Đinh Quang Anh hét lên một tiếng kinh khủng như lợn bị chọc tiết, cánh tay phải của ông ta đã bị Vũ Thanh đạp gãy rồi. Kéo lê Đinh Quang Anh như lôi một con chó chết, Vũ Thanh nhặt khẩu súng lục của mình lên, nhanh chóng nạp đầy đạn, rồi kéo Đinh Quang Anh đến gần Hoàng Thiên. Nhìn thấy bốn tên áo đen vẫn ngoan cố đối đầu với Hoàng Thiên, Vũ Thanh chĩa súng về phía bốn tên kia rồi quát, nếu không muốn chết thì ôm đầu ngồi xuống. Quỳ cái đầu ngươi đấy, có đạn đâu mà ngươi bắn. Một tên mặc đồ đen mắng mỏ. Đoàng. Không do dự, Vũ Thanh nổ súng vào vai tên đàn ông áo đen kia. Ai yô. Tên đàn ông mặc đồ đen đau đến mức ném cây gậy ngắn trong tay đi, liền nắm chặt bờ vai đâm máu rồi ngồi xổm trên mặt đất. Ba tên đàn ông mặc đồ đen còn lại thấy thế, thì tất cả đều ngoan ngoấn bỏ gậy xuống rồi ôm đầu ngồi xuống. Đại ca của họ, Đinh Quang Anh đã bị Vũ Thanh đánh bại, vậy họ còn kháng cự lại để làm gì nữa? Không khéo bị ăn một phát đạn không chừng. Tình cảnh cuối cùng cũng đã được kiểm soát, nhưng Vũ Thanh và Hoàng Thiên đều bị thương nhẹ. Cổ tay của Vũ Thanh bị thương nghiêm trọng và sưng lên đến mức anh ta phải nghiến răng chịu đựng. Còn Hoàng Thiên thì bị một cây gậy đánh vào lưng, tuy không nhìn thấy thương tích thế nào nhưng chắc đã bị bầm tím cả rồi. Đã lớn vậy rồi, anh chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy. Lúc này Hoàng Thiên thực sự rất tức giận. Tập hợp Đinh Quang Anh và mười mấy tên đàn em của lão ta lại một chỗ, Hoàng Thiên ra lệnh cho họ ngồi thành vòng tròn, ôm đầu không được nhúc nhích. Đinh Quang Anh cảm thấy hôm nay là ngày đen đủi nhất của mình, không ngờ ông ta lại thất thủ như vậy, hơn nữa cánh tay còn bị gãy, đây là điều mà ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Vũ Thanh nhìn đám người băng hắc phong, còn Hoàng Thiên thì lại lạnh lùng nhìn Lương Thiên Vũ và Phan Hạo. Ba người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây. Hoàng Thiên ngoắc ngón tay ra hiệu cho ba người bọn họ đi tới. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan ngẩn người hồi lâu, hai anh em họ còn tưởng rằng Phan Hạo thuê đám người của băng hắc phong đến xử lý gọn lẹ Hoàng Thiên. Nhưng làm sao họ có thể ngờ rằng chỉ sau vài phút, kết quả lại thành ra thế này. Lúc này làm sao Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan lại còn có thể ngạo mạn được nữa chứ? Cả hai đều ngoan ngoãn bước tới, trông vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Phan Hạo kia cũng ngẩn người ra, đến bây giờ cũng không tin những gì mình nhìn thấy là thật. Băng hắc phong sao, ngay cả đích thân Đỉnh Quang Anh ra tay, còn dẫn theo nhiều đàn em đến vậy, mà không thể đối phó nổi Hoàng Thiên và Vũ Thanh sao? Phan Hạo không thể nào nghĩ ra nổi, anh A đứng đó không nhúc nhích gì. Tai anh bị nhét lông lừa rồi à? Mau qua đây cho tôi. Hoàng Thiên tức giận hét vào mặt Phan Hạo. Phan Hạo dùng mình sợ hãi, cuối cùng cũng lo lắng bước tới. Hoàng Thiên, anh muốn thế nào thì làm nhanh chút đi. Phan Hạo ta đây không sợ anh đâu. Phan Hạo vẫn cứng đầu tỏ ra vẻ không khuất phục, anh ta cảm thấy ở trước mặt bạn gái Lương Ngọc Lan tuyệt đối không được tỏ vẻ yếu đuối khuất phục. Nhưng Hoàng Thiên không có tâm trạng dọa anh ta nữa, lúc này Hoàng Thiên rất sốt ruột. Siết chặt cây gậy ngắn trong tay, Hoàng Thiên nói với Phan Hạo, vừa rồi tôi đã nói, những lời anh nói ban đầu thì tôi sẽ làm cho. Anh như vậy, tôi đã nói gì nào? Phan Hạo cố ý giả ngốc hỏi Hoàng Thiên. Đánh gãy chân tôi, khiến tôi phải ngồi xe lăn suốt nửa đời còn lai, anh thật độc ác đấy. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Phan Hạo nghe vậy liền dùng mình sợ hãi, nhìn vẻ mặt sắc lạnh của Hoàng Thiên, liền biết Hoàng Thiên không phải đang dọa anh ta, mà anh đang thực sự nghiêm tú. Xe tôi đâu có dọa anh khi nào đâu chứ. Hơn nữa đâu dám nghĩ phế hai chân của anh. Phan Hạo có chút bối rối, liền trở mặt.
Hoàng Thiên thấy tên Phan Hạo này thật chướng mắt, anh ta không chịu thừa nhận, là đàn ông, mà anh ta không có chút trách nhiệm nào cả. Những lời cậu nói, cậu có tin hay không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi, sau đó đạp Phan Hạo ngã xuống đất. Ai anh dám đánh tôi, cha của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Phan Hạo vừa lo lắng vừa toát mồ hôi, đến lúc cấp bách thì lại đem cha ra dọa người khác. Ở Kyoto, cha của Phan Hạo thực sự rất có địa vị, nói chung, một khi xảy ra chuyện gì thì anh ta lại đem bố mình ra để thoát thân. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, Phan Hạo sợ Hoàng Thiên như thế, lại không đủ tâm trí để ý chuyện này, thì Hoàng Thiên làm sao có thể sợ anh ta được chứ? Rắc rá. Hoàng Thiên nện liền hai gậy đánh gãy hai chân của Phan Hạo. Hai chân bị gãy, khiến Phan Hạo đau đớn hét lên thất thanh, cuối cùng anh ta ngất đi vì quá đau. Nhìn thấy Phan Hạo thê thảm như vậy, trong lòng Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Thiên thật sự nói là làm, thật sự sẽ đánh gãy cả hai chân của Phan Hạo. Khi nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn nói muốn đánh gãy hai chân của Hoàng Thiên, thì Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan trở nên run rẩy, rồi huých một tiếng quỳ xuống. Anh Thiên, mọi chuyện đều do tên Phan Hạo kia bày ra cả, người của băng Hắc Phong cũng là do anh ta bỏ 3 tỷ ra thuê về đấy, không hề liên quan đến tôi đâu. Lương Thiên Vũ tuyệt vọng quỳ trước mặt Hoàng Thiên, cố gắng đùn đẩy mọi việc. Hoàng Thiên vừa nghe xong thì liền cau mày, không ngờ Lương Thiên Vũ lại không biết xấu hổ đến vậy. Ban nãy còn rất ngang ngược không xem ai ra gì, thế mà giờ mất đi chỗ dựa thì liền quỳ xuống van xin. Còn đổ hết mọi trách nhiệm lên người Phan Hạo. Đúng là đồ mặt dày. Không liên quan gì đến cậu, thế sao cậu lại ở đây? Hoàng Thiên vỗ vỗ vào mặt Lương Thiên Vũ hỏi. Lương Thiên Vũ chết lặng trước câu hỏi đó, không biết giải thích làm sao cho phải. Anh Thiên, thật sự mấy chuyện này không liên quan nhiều đến tôi lắm, là Phan Hạo cứ một mực muốn đối phó anh, chứ không phải tôi tán đồng với anh ta đâu. Lương Thiên Vũ mặt dày giải thích. Ồ, he he, vừa nãy tôi còn hỏi riêng cậu. Có phải cậu cũng muốn đánh gãy chân tôi không, thì cậu trả lời thế nào? Hoàng Thiên cười lạnh nhạt hỏi Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ hối hận đến chết, ban nãy không nên thốt ra lời sang bậy này, chính miệng mình nói ra giờ thì làm sao mà rút lại được đây? Anh Thiên, đều trách em không biết cao thấp, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, hôm qua cũng là do cái miệng hại cái thân nên anh mới đánh em mấy trăm cái, trong lòng em có chút tức giận. Lương Thiên Vũ vừa lau nước mắt, vừa khóc van xin. Hoàng Thiên cực kỳ ghét Lương Thiên Vũ, anh cũng đã từng nhiều lần thấy bộ dạng đê hèn cầu xin của Lương Thiên Vũ rồi, bởi vì đêm qua Lương Thiên Vũ cũng làm ra bộ dạng như vậy. Tôi sẽ không tin một lời vô nghĩa nào của cậu nữa. Nói xong, Hoàng Thiên đá Lương Thiên Vũ té xuống đất, rồi cầm cây gậy ngắn trong tay lên, đánh vào hai bắp chân của Lương Thiên Vũ tiếng hai chiếc xương gáy kêu răng rắc, Lương Thiên Vũ liền khóc thét cả lên. Lúc này, Phan Hạo cũng tỉnh dậy, anh ta phát hiện cũng có người giống mình. Chân của Lương Thiên Vũ cũng bị Hoàng Thiên đánh gãy. Những lời Hoàng Thiên tôi nói, thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi khuyên các người một câu, tốt nhất sau này đừng đến gây sự với tôi nữa, nếu không các người nhất định sẽ nhận một cái chết thê thảm. Mặc dù giọng điệu của Hoàng Thiên rất bình thản, nhưng Phan Hạo và Lương Thiên Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ biết rằng Hoàng Thiên không hề dọa họ. Anh Thiên, chúng tôi nhất định không dám nữa, anh bỏ qua cho chúng tôi đi. Lương Ngọc Lan tỏ ra đáng thương, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời khi nghĩ đến bộ dạng đắc ý vừa rồi của người phụ nữ này. Miệng thì nói dối lần này đến lần khác. Mũi dài ra trên mặt rồi kìa, thấy cấp bách thì liền tỏ vẻ đáng thương, cô nói cô có phiền chán không nào. Hoàng Thiên hét lên, rồi vả mấy tát vào mặt Lương Ngọc Lan. Khi Lương Ngọc Lan nhìn thấy Hoàng Thiên đưa tay lên, cô ta tái mặt vì sợ hãi. Vừa rồi, khi Lương Ngọc Lan nắm được ưu thế, cô ta đã lên mặt, diễu võ dương oai trước mặt Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ, cô ta đã cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Thấy Hoàng Thiên định cho mình một bài học, Lương Ngọc Lan sợ tới mức kêu lên mẹ ơi rồi lùi lại hai bước. Chát! Hoàng Thiên đuổi theo, tát cô ta một phát thật mạnh. Đầu óc Lương Ngọc Lan choáng váng, mặt mũi sưng phồng cả lên. Anh là loại đàn ông gì vậy? Ngay cả phụ nữ cũng đánh. Tôi khinh bỉ anh. Lương Ngọc Lan giơ ngón giữa vào mặt Hoàng Thiên, hét lớn. Hoàng Thiên cười lạnh, dù gì anh cũng chả trông mong gì vào việc Lương Ngọc Lan tôn trọng mình, khinh thường thì cứ khinh thường đi, dù sao cái tát này cũng rất sảng khoái. Không thành vấn đề, cô cũng nhớ kỹ cho tôi,
đừng tưởng rằng mình là phụ nữ thì không ai dám đánh cô. Hoàng Thiên, tôi không tin mấy thứ vớ vẩn đó đâu. Hoàng Thiên cảnh cáo Lương Ngọc Lan. Lương Ngọc Lan rất tức giận, nhưng không dám mạnh miệng với Hoàng Thiên nữa, cô ta biết Hoàng Thiên thật sự không thèm lấy lòng mình. Hoàng Thiên nhìn Đinh Quang Anh đang đứng sang một bên như lão ngốc. Lửa giận trong lòng Hoàng Thiên lập tức bùng lên. Chết tiệt, ông già này bị làm sao vậy? Đã vậy còn mang người đến gây thêm phiền phức cho tôi. Hoàng Thiên thầm nguyền rủa trong lòng, sau đó bước đến bên cạnh Đinh Quang Anh. Vũ Thanh biết rằng Đinh Quang Anh không phải là người dễ chọc vào, mặc dù bây giờ lão ta đã bị gãy một cánh tay, nhưng lão vẫn là một kẻ rất nguy hiểm. Sợ Hoàng Thiên sơ suất, Vũ Thanh nhanh chóng đi theo Hoàng Thiên. Đinh Quang Anh không ngờ kết quả lại thành ra như thế này, ông ta đứng đó, ngẩn người, cảm giác như đang mơ. Tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, thế mà hôm nay lại xa cơ thất thế, Đinh Quang Anh không thể chấp nhận nổi hiện thực này. Nhìn thấy Hoàng Thiên mang vẻ mặt thâm trầm bước đến, tim của Đinh Quang Anh như thắt lại. Xấu hổ cũng đã đủ lắm rồi, nếu lại còn bị Hoàng Thiên tặng thêm một bài học, thì thật sự là triệt để không còn trốn dung thân. Nghĩ đến đây, đôi mắt Đinh Quang Anh lóe lên dữ tợn, ổng ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi Hoàng Thiên tới gần sẽ đột nhiên đập cho Hoàng Thiên một đòn chí mạng. Hoàng Thiên cũng đã nhận ra, lão Đinh Quang Anh cặn bã này đến giờ này mà vẫn muốn xuống tay với mình, ánh mắt hiểm ác kia không thể lừa được người khác đâu. Nhưng Hoàng Thiên cũng đã đề phòng từ lâu, đối phó với một lão già bị gãy tay, Hoàng Thiên vẫn rất tự tin. Ông định làm sao đây? Hoàng Thiên đến trước mặt Đinh Quang Anh, nghiêm nghị hỏi. Đinh Quang Anh giật nảy mình, nhưng ngay sau đó, ông ta bình tĩnh lại, nhìn Hoàng Thiên, cười nham hiểm. Rồi đột nhiên ra đòn, đánh vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã sớm đề phòng, nghiêng đầu tránh được cú đấm, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Đinh Quang Anh, rồi thuận thế đẩy vào ngực ông ta. Á, không ổn. Đinh Quang Anh thầm nghĩ, lão ta biết cơ thể mình chắc chắn sẽ mất trọng tâm sau khi đã dồn quá nhiều lực vào cú đấm vừa rồi. Đúng như dự đoán của Đinh Quang Anh, cơ thể ông ta đã hoàn toàn mất trọng tâm, và Hoàng Thiên bị lôi sang một cách thô bạo. Ông già này bây giờ hèn hạ như một con chó, cắm đầu xuống đất. Hoàng Thiên không cho ông ta có cơ hội đứng dậy, nắm lấy cánh tay lão, đạp mạnh một phát. Răng rắc, tiếng xương gáy vang lên, cánh tay may mắn còn lại của Đinh Quang Anh bây giờ cũng không giữ được nữa, đã bị Hoàng Thiên đạp gáy. Quái! Đinh Quang Anh đau đớn hét lên thảm thiết, chu lên một tiếng như chó săn, trợn trắng mắt, suýt thì ngất đi. Thằng nhóc này, cậu điên rồi. Đinh Quang Anh nén cơn đau dữ dội, quay lại nhìn Hoàng Thiên, hung dữ nói. Ha ha, ông cũng không tệ nhỉ, lại còn giúp người khác đến định đánh gãy chân tôi. Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nhìn Đinh Quang Anh rồi nói. Đinh Quang Anh bị chất vấn, không còn gì để nói, đúng là có chuyện như thế. Phan Hạo đưa cho lão ta 35 tỷ, yêu cầu lão ta đánh cho hai chân Hoàng Thiên tàn phế. Vậy thì sao, thằng nhóc như cậu tốt nhất đừng làm loạn nữa, nếu không. Chuyện xảy ra với băng Hắc Phong của chúng tôi, cậu hẳn là đã nghe qua rồi. Đinh Quang Anh hằn học cảnh báo Hoàng Thiên, lão ta lấy băng Hắc Phong ra để dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nhìn thấy Đinh Quang Anh đe dọa mình như vậy, lửa giận trong lòng anh càng bùng lên mạnh mẽ. Ông đang định hù tôi đó hả? Hoàng Thiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đinh Quang Anh đang nằm trên mặt đất mà quát lên. Vũ Thanh ở bên cạnh quan sát mọi chuyện, không khỏi lắc đầu. Thầm nghĩ, Đinh Quang Anh ơi là Đinh Quang Anh, ông còn không hiểu rõ cậu chủ nhà chúng ta sao, lại còn dám uy hiếp cậu a? Thật đúng là không màng sống chết mà. Đinh Quang Anh không sợ hãi khi nhìn thấy Hoàng Thiên như thế, ngược lại ông ta còn tức giận hơn, tức đến thắt cả tim. Euro ó vẻ như chơi cứng với Hoàng Thiên không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Đinh Quang Anh xảo quyệt vội vàng cố nặn ra một nụ cười, nói với Hoàng Thiên, ha ha ha, em trai Thiên, tôi lúc nấy là đùa với cậu thôi. Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Cậu cũng đánh gãy một tay của tôi rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Xê nhìn Đinh Quang Anh biến đổi như tắc kè hoa, Hoàng Thiên càng cảm thấy phản cảm với lão già này. Nếu ông con mẹ nó cứng rắn đến cùng thì tôi còn thấy nể ông. Sao, hù tôi không được thì quay sang giả vờ sợ sệt. Hoàng Thiên khinh thường nhìn Đinh Quang Anh, hỏi lão ta. Đinh Quang Anh giận đến nổ phổi, không biết Hoàng Thiên định làm gì mình. Em trai Thiên, không đánh nhau thì không quen biết mà, về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, hôm nay tha cho tôi một mạng, thấy thế nào? Vì sống sót,
Đinh Quang Anh đã hoàn toàn không quan tâm đến thể diện. Ha ha, ngay trước mặt bao nhiêu thuộc hạ như vậy, ông xem lại bộ dạng của mình đi. Chó vẫy đuôi mừng chủ sao, không ngại mất mặt sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Đinh Quang Anh suýt nữa phun máu, ông ta không ngờ rằng Hoàng Thiên thật sự nói như vậy với mình. Đây chính là làm nhục ông ta, không thể chịu đựng nổi. Vậy cuối cùng là cậu muốn thế nào? Đinh Quang Anh hét lên với Hoàng Thiên. Còn dám hét lên với tôi? Hoàng Thiên cau mày, hung hăng đá vào miệng Đinh Quang Anh. Gái! Đinh Quang Anh thê thảm, bị Hoàng Thiên đá một cước vào miệng, hét lên thảm thiết. Vốn dĩ Đinh Quang Anh cũng không còn trẻ, hàm răng cũng không chắc như những người trẻ tuổi, bị cú đá cực mạnh của Hoàng Thiên một cước đạp vào, rụng mất cả bốn cái răng cửa. Đinh Quang Anh rủa thầm Hoàng Thiên trong lòng, đã ghi hận với Hoàng Thiên, nhất định phải báo thù cho bằng được. Hoàng Thiên cũng rất rõ ràng, mối thù hôm nay với Đinh Quang Anh phải giải quyết cho xong. Cho dù không ác ý ngược đãi Đinh Quang Anh, lão già này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu đã như vậy thì chẳng bằng hôm nay cứ chơi cho đã. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không chút khách khí. Đinh Quang Anh đã ngã xuống đất nhưng Hoàng Thiên vẫn tiếp tục đá một cách hung bạo. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dáng người Đinh Quang Anh gầy gò, khô héo, tuổi tác đã cao làm sao có thể chịu được sự đánh đập của Hoàng Thiên. Trong vòng 3 phút, Đinh Quang Anh không thể nhịn được nữa, máu me đầy mặt, đau khổ cầu xin. Tôi phục rồi, cậu đừng đá nữa. Đinh Quang Anh khóc nức nở cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên còn chưa chút giận xong, làm sao mà dừng được. Hôm nay tôi phải để cho ông nhớ thật lâu. Hoàng Thiên tức giận nói, đánh thêm một hồi nữa. Đinh Quang Anh bị đánh đến mức toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, cảm thấy xương cốt già nua này sắp rã ra từng mảnh. Con mẹ nó, tên Hoàng Thiên này cũng quá hung ác rồi đó. Đinh Quang Anh thầm oán trách trong lòng, hận Phan Hạo đến chết đi sống lại. Nếu không phải tại Phan Hạo dùng tiền thuê ông A đến đối phó với Hoàng Thiên thì ông ta cũng đâu ra nông nỗi này. Nếu biết trước như vậy, cho dù Phan Hạo có đưa 100 tỷ thì Đinh Quang Anh cũng không thèm nhận. Cậu đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa thì tôi chết mất. Đinh Quang Anh vừa khóc vừa nói. Hoàng Thiên cảm thấy cơn tức giận của mình cũng coi như đã tiêu tan thì mới chịu dừng lại. Nhìn Đinh Quang Anh bị đánh như chó chết, Hoàng Thiên lạnh lùng nói, lão già, đừng có vì tiền mà làm chuyện xấu. Cẩn thận ngày nào đó đụng phải tôi thì tôi lại cho ông một bài học. Tôi biết, hôm nay tôi đã gặp được người có thể trừng trị mình. Đinh Quang Anh đáp lại Hoàng Thiên một cách yếu ớt. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, anh không có thời gian nói chuyện phiếm với đám người này, nóng lòng muốn về nhà gặp Lâm Ngọc An. Đi thôi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu, bước lên xe, nhanh chóng lái xe chở Hoàng Thiên rời khỏi đây. Cậu chủ. Hôm nay cậu đánh Đinh Quang Anh ác như vậy, lão ta nhất định sẽ báo thù. Vũ Thanh nhắc nhở Hoàng Thiên. Ha ha, tôi biết, cứ kệ lão ta đi. Hoàng Thiên cười lạnh. Vũ Thanh không nói gì thêm nữa, cũng đã giữa trưa, anh ta và Hoàng Thiên đã vào đến thành phố Bắc Giang. Hoàng Thiên vừa đến nơi đã lập tức về nhà, không chậm trễ giây nào. Anh đi về trước đi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh đồng, và lái xe rời đi. Hoàng Thiên nhanh chóng lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa bước vào nhà, Hoàng Thiên đã cảm thấy bầu không khí tràn đầy u ám. Cho dù không ai lên tiếng, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này. Trương Lan Phượng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thở dài thở ngắn, mặt mũi xúi quẩy. Lâm Huỳnh Mai đang đứng bên cạnh bàn trà, cũng mang dáng vẻ nặng nề, lo lắng. Hoàng Thiên biết chuyện này không thể là chuyện nhỏ, anh quét mắt một lượt. Không nhìn thấy bóng dáng Lâm Ngọc An đâu. Mẹ, Ngọc An đâu? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng hung hăng trợn mắt chừng Hoàng Thiên, tâm trạng bà bây giờ vô cùng kinh khủng, hơn nữa biệt thự do Hoàng Thiên làm chủ đã bị thiêu rụi, bà ta càng thêm chướng mắt Hoàng Thiên. Sao không tự mình tìm? Hỏi tôi thì vợ cậu xuất hiện à? Trương Lan Phượng như thể vừa ăn phải thuốc súng, hét vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên choáng váng, bà mẹ vợ này cũng đỉnh quá rồi đó. Không lẽ mình với bà ta kiếp trước thù nhau hay sao? Vừa thấy mặt là đã phát điên thế này rồi. Mẹ, đừng đối xử với anh rể như vậy, anh rể cũng sốt ruột mà. Lâm Huỳnh Mai khuyên nhủ. Cậu ta sốt ruột cái con khỉ, chỉ con đã thành ra như thế rồi, cậu ta còn có tâm trạng đi ra ngoài ngủ lại qua đêm, có trời mới biết cậu ta hẹn hò với người phụ nữ nào. Trương Lan Phượng tính khí thất thường, nói.
Lâm Ngọc An là người mà Hoàng Thiên nhớ thương nhất, anh không có tâm trạng cãi nhau với Trương Lan Phượng, mặc kệ bà ta, đi vào phòng ngủ của mình và Lâm Ngọc An. Lúc này, Lâm Ngọc An đang nằm lì trên giường, dáng người thướt tha rất quyến rũ. Lâm Ngọc An nghe thấy tiếng ồn ào của Trương Lan Phượng ngoài phòng khách, nhưng cô ấy cũng không thèm đứng dậy. Ngọc An, em có chuyện gì vậy? Hoàng Thiên lo lắng đến bên giường, cố gắng đỡ người Lâm Ngọc An. Cơ thể Lâm Ngọc An khẽ run lên, thổn thức, không nói gì nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự lo lắng, anh cứng rắn kéo Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không ngờ rằng Hoàng Thiên lại dùng sức như vậy, vừa định lấy tay che mặt, nhưng đã quá muộn, bị Hoàng Thiên nhìn thấy hết. Nhìn thấy gương mặt của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên lập tức kinh hãi đến há hốc mồm. Phần da trước kia bị bỏng nặng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An bây giờ đã biến thành màu xanh tím. Giống như một vết bớt lớn màu xanh tím, thật sự còn xấu hơn, nghiêm trọng hơn lúc bị bỏng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình đã đưa Ngọc An đi tìm thầy thuốc Đào Văn Lâm rồi mà. Đào Văn Lâm là người có năng lực, đã khôi phục hoàn toàn khuôn mặt của Ngọc An về trạng thái ban đầu. Nhưng bây giờ lại có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nó lại trở nên nghiêm trọng hơn? Hoàng Thiên choáng váng đầu óc, anh cảm thấy hơi mông lung. Thảo nào Lâm Ngọc An khóc không thành tiếng trên điện thoại, hóa ra là mặt cô ấy thành ra thế này. Ngọc An, chuyện gì vậy? Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An, hỏi. Lâm Ngọc An òa khóc hết sức thương tâm, cô ấy xinh đẹp như vậy, bây giờ khuôn mặt lại thành ra thế này, thật sự là gần như tuyệt vọng. Đừng nói là xinh đẹp tuyệt chân như Lâm Ngọc An, cho dù có là bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể chấp nhận được khuôn mặt của mình trở thành như thế này, phụ nữ luôn coi gương mặt là sinh mệnh. Hoàng Thiên, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay em thức dậy thì đã thế này rồi. Lâm Ngọc An buồn bã nói với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên thực sự rất bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Phân tích một chút, Hoàng Thiên có câu trả lời. Đó là thuốc thảo dược mà Đào Văn Lâm bôi cho Lâm Ngọc An có vấn đề. Tên Đào Văn Lâm chết tiệt này, chẳng lẽ ông ta đang giở trò với thảo dược sao? Rõ ràng đã chữa khỏi cho mặt của Ngọc An rồi, sau 2 ngày thì biến thành thế này. Hoàng Thiên âm thầm suy đoán, không khỏi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lập tức đi tìm Đào Văn Lâm làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Làm sao bây giờ, em không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác. Lâm Ngọc An cực kỳ buồn bã, bất lực nhìn Hoàng Thiên. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, anh sẽ tìm ra cách, anh nhất định sẽ khôi phục khuôn mặt của em lại như ban đầu. Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An vào lòng và an ủi cô. Lâm Ngọc An cảm thấy an tâm hơn một chút, cô không khóc lóc thương tâm nữa, nhưng vẫn rất buồn. Nghĩ cách, để tôi xem cậu có thể nghĩ ra cách gì. Hừ, nếu như mặt mũi của con gái tôi không thể khôi phục như cũ, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Trương Lan Phượng đi đến cửa phòng, chống nạnh nói với Hoàng Thiên. Mẹ, chuyện này không trách Hoàng Thiên được, mẹ đừng nói như vậy với anh ấy. Lâm Ngọc An bất đắc dĩ khuyên nhủ Trương Lan Phượng, cô biết mẹ cô trí nhớ không tốt, bà đã quên trước đây mình bị Hoàng Thiên cho một bài học rồi sao? Hoàng Thiên, mẹ lo lắng cho em, tâm tình không tốt, đừng chấp mẹ. Lâm Ngọc An sợ rằng Hoàng Thiên bị chọc tức, lại phản pháo Trương Lan Phượng nữa, thế là cô đã nhanh chóng khuyên nhủ Hoàng Thiên trước. Hoàng Thiên làm sao có thể tùy tiện đánh Trương Lan Phượng? Dù thế nào đi chăng nữa, Trương Lan Phượng cũng là mẹ vợ của anh. Anh không nể mặt người khác nhưng vẫn phải nể mặt vợ mình. Nhìn thấy vẻ bối rối của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên đành phải cười với cô, nói, đừng lo lắng, anh không giống bà ấy. Trương Lan Phượng nghe được mấy lời này thì lập tức nổi giận, vừa định hung hăng càn quấy với Hoàng Thiên thì đã bị Lâm Huỳnh Mai kéo ra phòng khách. Đi thôi Ngọc An, anh đưa em ra ngoài. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Đi đâu? Vẫn đi tìm cái ông thầy thuốc Đào Văn Lâm đó hả? Em cảm thấy ông ta muốn dùng thuốc để hại em. Lâm Ngọc An khẽ thở dài một tiếng, nói với Hoàng Thiên, rất lo lắng. Sao Hoàng Thiên có thể không biết chuyện này chứ? Mặt vợ mình thành ra thế này chắc chắn là do Đào Văn Lâm giở trò. Đào Văn Lâm nhất định có thể chữa lành mặt cho Lâm Ngọc An, nhưng lão già này lại ngấm ngầm chơi chiêu hèn hạ. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thực sự tức giận. Nhưng hiện tại, vẫn phải tìm đến Đào Văn Lâm. Ngoại trừ lão già này, thật sự không ai có thể chữa khỏi cho Lâm Ngọc An. Đương nhiên phải tìm lão ta, đi thôi. Hoàng Thiên nói, nắm lấy tay Lâm Ngọc An, rời khỏi phòng. Lâm Ngọc An cũng không nói gì nữa, cô chỉ có thể tin tưởng Hoàng Thiên. Sau khi ra khỏi nhà, Hoàng Thiên chở Lâm Ngọc An đến thẳng nhà Đào Văn Lâm.
Lần này đến nhà Đào Văn Lâm, Hoàng Thiên mang theo bộ mặt giận dữ. Chẳng những muốn Đào Văn Lâm chữa lành mặt cho Lâm Ngọc An, mà còn muốn nói chuyện với lão già này một chút. Hoàng Thiên đã quen thuộc với ngôi làng nhỏ trên núi mà gia đình Đào Văn Lâm sinh sống, lái xe đến chiều là tới. Xe dừng trước cửa nhà Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An xuống xe, chuẩn bị đi thẳng vào. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Thiên căng thẳng, cửa nhà của Đào Văn Lâm đã bị khóa lại. Hẳn là không có ai ở nhà. Thật là phiền phức, Đào Văn Lâm không có ở nhà. Hoàng Thiên đau đầu, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Đào Văn Lâm đã động tay động chân, ông ta nhất định phải biết hôm nay mặt của Lâm Ngọc An sẽ có vấn đề, đương nhiên không thể ở nhà đợi người ta đến đánh. Tiêu rồi, ông xã, ông ta không có ở nhà. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, gần như tuyệt vọng mà nói. Không sao, cho dù ông ta có chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt được ông ta. Hoàng Thiên an ủi Lâm Ngọc An, nhưng anh cũng không chắc sẽ tìm được Đào Văn Lâm. Dù sao thế giới rộng lớn như vậy, Đào Văn Lâm nếu đã muốn cao chạy xa bay thì tìm ở đâu bây giờ? Lâm Ngọc An cũng biết Hoàng Thiên chỉ đang an ủi cô thôi, cô buồn bã nói, thật là, em cũng không biết tại sao Đào Văn Lâm lại muốn hại em thế này. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng lại âm thầm phân tích. Thứ nhất, Đào Văn Lâm có thù với anh, ông ta làm vậy là để trả thù. Thứ hai, Đào Văn Lâm có quan hệ mật thiết với Tiêu Đông Mai, cũng có thể là Tiêu Đông Mai đã sai Đào Văn Lâm làm như vậy. Bất kể là vì lý do gì, mặt của Lâm Ngọc An đã thành ra như vậy, trong lòng Hoàng Thiên thực sự nóng như lửa đốt, bất kể như thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức để tìm ra Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên lúc này mới nghĩ đến Lã Việt. Tuy rằng đây không phải địa bàn hoạt động của Lã Việt, nhưng Lã Việt có rất nhiều tay chân thân tín, tin tức vẫn rất nhạy bén, nói không chừng có cách tìm được Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên vừa định gọi cho Lã Việt thì đúng lúc này, một nam một nữ bước ra khỏi căn nhà bên cạnh nhà Đào Văn Lâm. Người đàn ông khoảng 50 hoặc 60 tuổi, ăn mặc rất giản dị, gương mặt khắc khổ, dầu dĩ không vui cô gái trạc tuổi đôi mươi, dáng người rất thanh tú nhưng trên mặt lại có nhiều vết xước, như thể bị người ta cào cấu. Hai người này vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe điện ở bên ngoài thì nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên thấy có người xuất hiện, lại còn là hàng xóm của Đào Văn Lâm, anh vội vàng chạy đến. Xin hỏi hai người có biết vua của những loại thuốc đi đâu không? Hoàng Thiên hỏi người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, sau đó rất cẩn thận mà hỏi, mấy người tìm ông ta làm gì? Tìm ông ta có chút việc. Hoàng Thiên trả lời. Người đàn ông thở dài thườn thượt, im lặng, chuẩn bị đưa cô gái kia đi. Cô gái nhìn Hoàng Thiên một lượt, sau đó anh dò hỏi, anh này, anh có phải là bạn của Đào Văn Lâm không? Hoàng Thiên nghe thế khẽ giật mình, anh lập tức nói, không gọi là bạn. Cô gái nghe vậy, thở dài một hơi, nói với Hoàng Thiên, vậy thì anh nên tránh xa Đào. Văn Lâm một chút, đừng động vào ông ta, nếu không sẽ hối hận. Đừng có nói nhiều. Lên xe. Người đàn ông giận dữ hét lên với cô gái. Cô gái sợ đến mức không dám nói gì, vội vàng lên xe điện định cùng người đàn ông bỏ đi. Hoàng Thiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của cô gái này. Dựa vào trực giác, Hoàng Thiên cảm thấy cô gái này hẳn là phải biết điều gì đó. Vậy Hoàng Thiên sao có thể để cô ấy rời đi như thế này? Anh mau chóng đến ngăn xe điện lại. Chú à, cô bé này là gì của chú? Hoàng Thiên hỏi người đàn ông. Là con gái tôi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông mắt, đề cao cảnh giác với Hoàng Thiên. Tôi muốn hỏi con gái chú một số chuyện, chú đợi tí đã, đừng đưa cô ấy đi vội. Hoàng Thiên nói. Tức cười, cậu nghĩ mình là ai? Cậu không thấy mặt con gái tôi bị chảy xước đến độ này sao? Tôi còn phải đưa con bé lên thị trấn xử lý vết thương. Người đàn ông rất khó chịu, hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không tức giận. Sờ sờ trong ví, anh chỉ mang theo trong người hơn 4 triệu, đưa hết cho ông chú. Không mất nhiều thời gian của hai người đâu, tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Hoàng Thiên nói, có tiền dẫn lối, người đàn ông nhận tiền, ngay lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Ồ, được rồi, nhưng anh bạn trẻ à, tôi khuyên cậu một câu, con gái tôi nói đúng. Cậu tuyệt đối đừng chọc tức Đào Văn Lâm. Người đàn ông nhăn mặt khuyên nhủ Hoàng Thiên. Tại sao? Hoàng Thiên hỏi. Lão Lâm này không phải loại người tốt đẹp gì. Người đàn ông nhìn quanh, thấy xung quanh không có người, ông ta mới hạ giọng nói với Hoàng Thiên, cậu còn trẻ nên cậu không biết, tôi và Đào Văn Lâm là hàng xóm của nhau.
Vậy mà tên già dê này lại có ý đồ xấu xa với con gái tôi. Con gái tôi cũng chả lớn hơn con ông ta bao nhiêu, cậu nói xem loại người như vậy có cặn bã không cơ chứ. Thăng 9. Hoàng Thiên gật đầu, thảo nào mà người cha và đứa con gái này lại tỏ ra đề phòng Đào Văn Lâm, hóa ra là như vậy. Cậu trai trẻ, Đào Văn Lâm thật sự không phải người tốt gì đâu, nếu cậu nhờ ông ta chữa trị thì phải cẩn thận. Lão dê già này thích nhất là để lại di chứng cho người ta. Sau đó bệnh nhân quay lại tìm lão lại kiếm được thêm tiền. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói với Hoàng Thiên. Những lời này đúng vào tâm can Hoàng Thiên, thật sự là như thế, nhưng lần này Đào Văn Lâm thật sự quá tàn nhẫn, trực tiếp làm biến dạng mặt Lâm Ngọc An. Vậy chú có biết Đào Văn Lâm đã đi đâu không? Hoàng Thiên hỏi. Người đàn ông lắc đầu nói với Hoàng Thiên, ai mà biết được. Đào Văn Lâm và con trai của lão ta đã chuyển đi sáng nay, cũng chẳng biết là chuyển đi đâu. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nghe vậy, trong lòng lạnh đi ít nhiều. Ba, con biết lão ta đi đâu? Cô gái đứng bên cạnh, cắn môi tức giận nói. Đi đâu? Người đàn ông nghi ngờ hỏi. Khẳng định là đến nhà Mã Dung Dung. Cô gái nói rất chắc chắn. À, đúng là có thể. Người đàn ông gật đầu lia lịa. Hai mắt Hoàng Thiên sáng lên, vội vàng hỏi, Mã Dung Dung là ai? Cô ta sống ở đâu? Người đàn ông run lên vì tức giận khi nghe Hoàng Thiên hỏi đến Mã Dung Dung. Mã Dung Dung là bồ của Đào Văn Lâm. Cậu trai trẻ nhìn đi, con gái tôi bị Mã Dung Dung cào mặt đây này. Người đàn ông nói, chỉ vào mặt con gái mình. Cô gái cúi đầu xuống, cảm thấy mặt mình giống như mặt mèo, rất xấu hổ. Tại sao Mã Dung Dung lại cào mặt con gái của chú? Lâm Ngọc An tò mò hỏi. Người đàn ông thở dài, giận dữ nói, Đào Văn Lâm cứ thương nhớ con gái tôi. Mã Dung Dung đã biết chuyện này. Sáng nay cô ta xông đến nhà, tìm con gái tôi đòi tính sổ, cào con bé thành ra thế này. Con gái tôi có làm gì đâu, Đào Văn Lâm nhớ thương nó thì là lỗi của nó à? Hoàng Thiên đã nhìn thấy rất rõ ràng, hai cha con này đều là những người nông thôn thật thà, nhưng cô gái lại xinh đẹp, đã Đào Văn Lâm nhìn chúng. Sau đó Mã Dung Dung, bồ của Đào Văn Lâm, ghen tuông và chút giận lên cô gái này. Vốn dĩ những sự việc này không liên quan gì đến Hoàng Thiên, nhưng cô gái khẳng định Đào Văn Lâm đã đến nhà Mã Dung Dung. Điều này khiến Hoàng Thiên cảm thấy như thể đang bế tắc thì tìm ra lối thoát. Nếu Đào Văn Lâm thực sự ở trong nhà của cô bồ thì quá tốt. Có thể đưa tôi đến nhà Mã Dung Dung không? Hoàng Thiên hỏi người đàn ông. Người đàn ông nghe thế thì biến sắc, ông ta trông rất bối rối. Hoàng Thiên cũng không ngạc nhiên, anh biết hai cha con này bình thường chắc chắn đã bị Đào Văn Lâm bắt nạt không ít, Mã Dung Dung chắc hẳn cũng là một kẻ gian manh, hai cha con sợ Mã Dung Dung và Đào Văn Lâm cũng hợp lý thôi. Cứ yên tâm, tôi đảm bảo an toàn cho hai cha con chú. Hoàng Thiên trấn an người đàn ông. Người đàn ông lắc đầu, vẫn rất do dự. Cha à, chúng ta cứ dẫn anh trai này đi đi. Hơn nữa, ba cũng lấy tiền của người ta rồi. Cô gái thuyết phục. Người đàn ông cũng cảm thấy có chút băn khoăn, suy nghĩ hồi lâu, ông ta gật đầu đồng ý. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn nhau, cả hai cùng thở phào. Người đàn ông lái xe điện chở cô gái đi phía trước. Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An theo sau. Sau khi đi hơn chục cây số, Hoàng Thiên lái xe vào một ngôi làng nhỏ liền kề. Người đàn ông xuống xe điện, chỉ vào một ngôi nhà trông rất xa hoa. Cậu trai trẻ, đây là nhà của Mã Dung Dung, tôi không dám bảo đảm Đào Văn Lâm có ở đây không. Được, vậy hai người trở về đi. Hoàng Thiên nói với người đàn ông và cô gái, anh không muốn hai cha con họ gặp rắc rối. Người đàn ông chỉ hận không thể rời đi càng sớm càng tốt, khởi động xe điện, chở con gái về. Đi thôi Ngọc An, chúng ta vào xem thế nào. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật đầu, cùng Hoàng Thiên xuống xe, đi vào nhà. Cả ngôi làng nhỏ có chừng hơn 30 hộ gia đình, nhà của Mã Dung Dung là ấn tượng nhất. Sống trong một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Hơn nữa, toàn bộ sân nhà đã tốn rất nhiều công sức xây dựng, ở thôn núi nhỏ này, quá chói mắt. Hoàng Thiên biết rõ, mấy năm nay Đào Văn Lâm kiếm được không ít tiền. Đương nhiên phải cho nhân tình những thứ tốt, nhà của Mã Dung Dung sửa sang đẹp như vậy, hẳn là tiền của Đào Văn Lâm. Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An bước vào sân, cửa nhà Mã Dung Dung mở ra. Một người đàn ông gầy gò khoảng 40 tuổi bước ra. Người đàn ông này trông dáng dấp rất hèn mọn, nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đang bước vào sân.
anh ta nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An bước vào nên mới ra ngoài kiểm tra. Mấy người tìm ai vậy? Người đàn ông gầy gò tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, hỏi. Nhưng khi tên này nhìn thấy Lâm Ngọc An, ánh mắt của hắn có hơi biến đổi, xúc động như gặp được thần tiên. Khi nhìn thấy mảng màu xanh tím trên mặt Lâm Ngọc An, người đàn ông gầy gò sửng sốt một chút. Tìm Mã Dung Dung. Hoàng Thiên bình tĩnh đáp. Ồ, cậu tìm vợ tôi có việc gì sao? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, vẻ mặt khó chịu, rất cảnh giác với Hoàng Thiên. Là ai tìm tôi vậy? Đúng lúc đó, một giọng nói quyến rũ truyền đến, một người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi chừng 35, 36 tuổi bước ra khỏi phòng. Người phụ nữ này đi đứng yểu điệu, tuy không còn trẻ nhưng lại tỏa ra cảm giác thành thục, xinh đẹp, vẫn còn rất quyến rũ. Chính là Mã Dung Dung, nhân tình của Đào Văn Lâm. Cô là Mã Dung Dung. Hoàng Thiên híp mắt, người phụ nữ khả giống với suy đoán của anh. Đúng rồi đó, làm sao thế cậu em đẹp trai, tìm tôi có việc gì? Mã Dung Dung nháy mắt với Hoàng Thiên, hai mắt to chớp chớp, cực kỳ lỗ mãng. Người đàn ông gầy có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng anh ta buồn bực, chua xót và rất tức giận. Nhưng ở trước mặt vợ mình là Mã Dung Dung, người đàn ông gầy này cũng chẳng dám làm gì, là kiểu sợ vợ điển hình. Có chút chuyện. Tôi muốn hỏi cô về một người. Hoàng Thiên thản nhiên nói với Mã Dung Dung. Ha ha, người nào vậy? Đừng đứng bên ngoài nói chuyện, anh đẹp trai mau vào đây. Mã Dung Dung vừa nói vừa kéo cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự không nói nên lời, người phụ nữ này cũng quá tùy tiện, càn rỡ rồi đó. Nhưng để tìm được Đào Văn Lâm, cũng đành nhịn. Hoàng Thiên không để cô ta kéo, cùng Lâm Ngọc An bước vào nhà Mã Dung Dung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Lâm Ngọc An vẫn rất lo lắng, cô thấy Mã Dung Dung không phải là một người phụ nữ tốt, còn cả chồng của Mã Dung Dung, cả người trông như một con khỉ gầy gò, lại có một đôi mắt nhỏ gian tà, hẳn là chẳng phải tốt đẹp gì. Nhưng Hoàng Thiên đã kéo cô vào nhà, cô cũng chỉ đành đi theo, nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng. Hoàng Thiên cảm nhận được, anh để ý thấy tay vợ lúc này đang đổ mồ hôi, biết rằng cô đang rất căng thẳng. Đừng sợ, không sao đâu. Hoàng Thiên nhẹ giọng an ủi Lâm Ngọc An. Vâng. Lâm Ngọc An gật đầu, mỗi khi Hoàng Thiên bình tĩnh, trầm ổn như vậy, luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn. Bây giờ cũng không thể sợ hãi được. Mã Dung Dung dắt theo người chồng gầy ốm của mình, đi theo sau lưng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, bước vào phòng. Lão gầy rất ghét Hoàng Thiên, rất muốn đuổi cổ Hoàng Thiên đi, nhưng anh ta không có tiếng nói trong gia đình. Mã Dung Dung không nói gì thì làm sao anh ta dám gây chuyện. Mã Dung Dung rất tò mò về Hoàng Thiên. Cô ta không biết Hoàng Thiên đến đây làm gì, nhưng cô ta cảm thấy Hoàng Thiên trẻ tuổi, dáng dấp cũng không tệ, trong lòng xao xuyến. Cậu em đẹp trai, lại đây, ngồi đây, tôi pha trà cho cậu. Mã Dung Dung ân cần chào hỏi Hoàng Thiên, định đi pha trà. Hoàng Thiên cũng không dám uống trà nhà cô ta, người phụ nữ này là bồ của Đào Văn Lâm, vẫn rất nguy hiểm. Pha trà thì thôi đi, tôi tới đây là để tìm Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên phất phất tay với Mã Dung Dung, sau đó nhìn thẳng vào cô ta, nói. Sắc mặt của Mã Dung Dung đột nhiên thay đổi khi nghe đến cái tên Đào Văn Lâm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô ta lập tức trở lại bình thường, năng lực ứng biến của người phụ nữ này rất mạnh. Trong lòng Mã Dung Dung đã đề cao cảnh giác với Hoàng Thiên, cô ta cũng cảm thấy Hoàng Thiên là kẻ không mời mà đến. Sau khi nghe thấy tên của Đào Văn Lâm, người đàn ông gầy nghẹn tím mặt, rất tức giận. Đối với người đàn ông gầy mà nói, Đào Văn Lâm quả thực chính là cơn ác mộng của anh ta. Vợ anh ta đã đi theo Đào Văn Lâm mấy năm nay, anh ta vẫn luôn giận mà không dám nói gì, rất khổ tâm. Ha ha, cậu em đẹp trai, cậu quen biết với thầy thuốc Lâm sao? Mã Dung Dung cười khúc khích, nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt quyến rũ. Ha ha, biết, rất biết là đằng khác. Ồ. Vậy thì cậu đã tìm nhầm chỗ rồi. Cậu nên đến làng bên cạnh để tìm ông ta. Sao lại đến nhà tôi tìm? Mã Dung Dung lộ ra vẻ rất khó hiểu, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trong lòng biết rõ, từ khi Đào Văn Lâm đưa con trai ông ta là Đào Quốc Vũ rời khỏi nhà, hiển nhiên không dám để người ta dễ dàng biết được tung tích của mình, cho nên Mã Dung Dung chắc chắn là đang giúp Đào Văn Lâm che giấu. Đừng vòng vo nữa, đưa Đào Văn Lâm ra ngay, tôi không muốn mạng của ông ta. Chỉ cần ông ta chữa khỏi mặt vợ tôi sẽ tha cho ông ta lần này. Giọng Hoàng Thiên trở nên lạnh lùng, nhìn Mã Dung Dung rồi nói.
Mã Dung Dung nghe vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hừ, tôi nói này, thằng nhóc như cậu đúng là không hiểu chuyện. Tìm được Đào Văn Lâm thì tìm đi, cậu tới nhà tôi làm gì? Mã Dung Dung hừ lạnh một tiếng, chống hông hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không ngờ Mã Dung Dung lại trở mặt nhanh như vậy, dáng vẻ mạnh mẽ này đúng là không kém gì Trương Lan Phượng. Tại sao tìm đến cô, trong lòng cô không có tự hiểu nào? Sắc mặt Hoàng Thiên cũng trở nên âm trầm, anh nhìn thẳng vào Mã Dung Dung. Mã Dung Dung có chút chột dạ trước ánh mắt sắc bén của Hoàng Thiên, nhìn cô ta mạnh mẽ vậy thôi, nhưng đối diện với ánh mắt quá sắc bén của Hoàng Thiên lúc này, cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Mã Dung Dung giả vờ bình tĩnh và hét lên với Hoàng Thiên. Đào Văn Lâm là bồ cũ của cô cho rằng tôi không biết sao. Nói đi, cô giấu ông ta ở đâu? Hoàng Thiên đứng lên, nghiêm nghị hỏi Mã Dung Dung. Mã Dung Dung thực sự bị khí thế của Hoàng Thiên làm cho kinh hãi, cô ta nhất thời có chút choáng váng. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn. Tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là quả hồng mềm, đối mặt với năng, cô ta lập tức cảm thấy khiếp đảm. Con người cậu thật là kỳ quái. Được rồi. Nhà chúng tôi không tiếp đón cậu có thể đi. Mã Dung Dung vừa nói vừa chỉ vào cửa, ra lệnh đuổi khách đi. Hoàng Thiên sao có thể cứ vậy mà đi? Hai cha con kia nói thế nhưng cũng rất chắc chắn, Đào Văn Lâm và con trai ông ta là Đào Quốc Vũ khẳng định là đã chuyển đến nhà của Mã Dung Dung. Nếu không gặp được Đào Văn Lâm, hôm nay tôi sẽ không rời đi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cậu, tôi chưa thấy ai to gan lớn mật như vậy. Mã Dung Dung tức giận đến trợn trắng mắt. Nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy, người đàn ông gầy cũng bất mãn. Anh ta vội vàng xông lại chỗ Hoàng Thiên, nói, cậu lập tức cút ngay cho tôi. Đừng ép tôi động tay động chân với cậu. Đối với dáng vẻ hống hách này của người đàn ông gầy, Hoàng Thiên thầm cảm thấy buồn cười. Mọc cả đống sừng trên đầu rồi mà còn ở đây la lối. Ha ha, anh không nên động tay động chân với tôi, anh nên làm như vậy với Đào Văn Lâm, ông ta đang trồng sừng trên đầu anh đấy. Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nói với người đàn ông gầy. Người đàn ông gầy nghe thấy thế thì tức giận đến mức gần như ngất đi. Đây là vết sẹo nhiều năm qua trong lòng anh ta. Mọi người thân cận đều biết chuyện lộn xộn này giữa vợ anh ta và Đào Văn Lâm, khiến anh ta không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng không có cách nào cả, muốn sống tốt thì phải cắm tí sừng trang trí trên đầu. Đào Văn Lâm giàu có, mấy năm nay đã giúp gia đình anh ta xây nhà mới, còn cho Mã Dung Dung hơn 700 triệu. Đối với cái làng nhỏ này, số tiền đó không hề nhỏ tí nào. Trục lợi của người ta, nghĩ đến những lợi ích mà Đào Văn Lâm cho mình, người đàn ông gầy cũng nhẫn nhịn. Hơn nữa, anh ta không dám động vào Đào Văn Lâm, mặc dù trong lòng rất ghét Đào Văn Lâm, nhưng anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Im hơi lặng tiếng. Lời nói của Hoàng Thiên đã giáng một đòn mạnh vào người đàn ông gầy. Anh ta cảm thấy khó chịu còn hơn ăn phải ruồi. Cậu đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà sừng với không sừng? Người đàn ông gầy gò mắng Hoàng Thiên, tự lừa mình dối người. Sừng hay không thì tự anh biết. Nếu anh còn là đàn ông thì nói cho tôi biết Đào Văn Lâm ở đâu, tôi thay anh xử lý ông ta. Hoàng Thiên nói với người đàn ông gầy. Người đàn ông gầy nghe Hoàng Thiên nói vậy thì hai mắt lập tức sáng lên. Mơ tưởng muốn xử lý Đào Văn Lâm đã lâu, nhưng anh ta không có dũng khí, càng không có năng lực. Bây giờ Hoàng Thiên nói giúp anh ta xử lý Đào Văn Lâm, anh ta thực sự đã lay chuyển. Nếu thực sự có thể xử lý Đào Văn Lâm thì quá tốt rồi. Nhưng thằng nhóc này có làm được không? Người đàn ông gầy không chắc chắn, do dự cực kỳ mà đứng đó. Hoàng Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết. Người đàn ông gầy gò và Mã Dung Dung nhất định biết Đào Văn Lâm đang ở đâu. Đưa tôi đến chỗ Đào Văn Lâm ngay lập tức, anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh xả cơn giận này. Hoàng Thiên bước đến bên cạnh người đàn ông gầy gò, vỗ vai anh chàng. Cậu, thật sự có thể đối phó với Đào Văn Lâm sao? Người đàn ông gầy gò lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Thiên, trong lòng rất mâu thuẫn. Tất nhiên, cái đó, ngay khi người đàn ông gầy gò định đồng ý. Mã Dung Dung ở bên cạnh lập tức hô mạnh một tiếng. Khụ khụ, anh to gan rồi đúng không? Tránh ra một bên cho tôi. Mã Dung Dung dữ tợn hét lên với người đàn ông gầy. Người đàn ông gầy như chuột gặp phải mèo, ngoan ngoãn đứng sang một bên, không còn dám nói chuyện với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy không nói nên lời. Đây có phải là đàn ông không vậy? Sợ vợ đến thế này à?
Sợ vợ không sai, nhưng loại vợ ngoại tình này thì sợ làm gì? Hoàng Thiên thật sự không còn gì để nói với người đàn ông gầy gò, lúc này mới nhìn về phía Mã Dung Dung, nói, cô được đấy, liều mình vì tình nhân cũng đủ rồi. Con mẹ nó, cậu đừng ở nhà tôi làm càn, cút nhanh ra ngoài cho tôi. Mã Dung Dung mạnh miệng, hùng hổ đi tới kéo cánh tay Hoàng Thiên, muốn kéo Hoàng Thiên ra ngoài. Hoàng Thiên thấy không thương lượng, ngoài cũng hôi thối, anh không muốn nhẹ tay với cô à. Cô thử mắng tôi một câu nữa xem nào. Hoàng Thiên nắm lấy cánh tay của Mã Dung Dung, hét lên. Quái, đau quái. Mã Dung Dung đau đớn kêu lên, cánh tay của cô ta sao có thể chịu được bàn tay to lớn của Hoàng Thiên. Trong nháy mắt, tay cô ta đã bị anh bóp đến bầm dập. Hoàng Thiên cũng chỉ là trừng phạt cô ta chút thôi, nếu cô ta không phải phụ nữ, Hoàng Thiên đã sớm lớn miệng chào hỏi cô ta rồi. Có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Hoàng Thiên trầm mặt hỏi Mã Dung Dung. Mã Dung Dung đau đớn, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, muốn mắng nhưng lại kìm được, không dám mắng. Cuối cùng là cậu muốn gì? Đào Văn Lâm thật sự không ở trong nhà tôi. Mã Dung Dung hét lên. Có thật không có ở đây không? Hoàng Thiên siết mạnh tay thêm chút nữa. Á, cậu mau buông tôi ra, đau chết mất. Mã Dung Dung la lối thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hoàng Thiên cũng không buông tay. Anh cảm thấy Mã Dung Dung vẫn còn rất cứng miệng, không cho bà ta nếm chút khổ sở thì bà ta sẽ không chịu nói ra. Khi sức lực của Hoàng Thiên tăng lên, Mã Dung Dung thật sự chịu không nổi nữa, cánh tay của bà ta bắt đầu đau nhức, khiến bà ta đau đớn không thể tả. Được rồi, đừng bóp nữa. Tôi nói là được chứ gì. Mã Dung Dung cầu xin tha thứ. Hoàng Thiên cũng không muốn như vậy, nhưng hiện tại trong lòng của anh rất lo lắng, anh chỉ muốn nhanh chóng bắt được Đào Văn Lâm. Nếu không khi tên già này chạy mất sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Cuối cùng thì anh cũng thấy Mã Dung Dung biết điều, lúc này Hoàng Thiên mới buông lỏng bà ta ra. Đưa tôi đi tìm ông ta. Hoàng Thiên nói. Mã Dung Dung xoa cánh tay, trợn trắng mắt nói với Hoàng Thiên, lúc nãy người ta đã nói cả ngàn lần rồi, Đào Văn Lâm thực sự không ở nơi này. Điều này. Hoàng Thiên tỏa ra lửa giận tận trời, đi qua đi lại nửa ngày. Mã Dung Dung vẫn không thừa nhận. Xem ra thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi, người phụ nữ này thật lì lợm. Hình như bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải. Hoàng Thiên lạnh giọng quát lớn, anh đã mất hết kiên nhẫn. Mã Dung Dung sợ đến mức lui về phía sau mấy bước, trốn ở phía sau lưng của người đàn ông gầy gò. Người ta nói không biết là không biết mà, ức hiếp một người phụ nữ, anh có còn là đàn ông hay không? Mã Dung Dung hét lên. Ngay cả người đàn ông gầy gò cũng nghe không nổi nữa, ông ta phát hiện Mã Dung Dung ngoại tình, thật đúng là mạo hiểm, ngay cả mạng sống cũng không cần. Hơn nữa người đàn ông gầy gò cũng đã nhìn ra, Hoàng Thiên không phải là người bình thường, khi ông ta thấy Hoàng Thiên ra tay, người đàn ông gầy gò đã thấy rõ, Hoàng Thiên vẫn rất có thực lực, sự tự tin này càng khiến cho người khác cảm thấy yên lòng. Cho nên người đàn ông gầy gò thay đổi ý định, ông ta rất hận Đào Văn Lâm, cũng hận người vợ đã cắm sừng mình. Bà cũng đừng giả bộ, bạn tốt của bà ở ngay nhà chúng ta, bà còn nói dối cái gì nữa. Người đàn ông gầy gò đẩy Mã Dung Dung ra, chỉ vào mũi của bà ta mà lớn tiếng mắng. Khiến Mã Dung Dung tức giận đến mức méo cả sống mũi, bà ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt này, người đàn ông bất lực của bà ta lại dám bán đứng bà tan ông bị điên rồi phải không? Tôi muốn ly hôn với ông. Mã Dung Dung tức giận mắng. Ly hôn thì ly hôn. Mẹ nó, mấy năm nay tôi bị mọc sừng cũng đủ rồi. Người đàn ông gầy gò mắng một cách đau khổ, gương mặt xanh mét vì tức giận. Hoàng Thiên thật sự có chút đồng tình với người đàn ông gầy gò này. Có thể tưởng tượng được người đàn ông này cưới một người vợ như vậy, mấy năm nay cuộc sống trôi qua như thế nào. Lâm Ngọc An cũng thấy bối rối, cô cảm thấy nếu đã là vợ chồng, nhà gái quá mạnh mẽ cũng không được, nhìn thấy người đàn ông này đã bị hành hạ thành ra như thế. Ông cứ đợi đó. Mã Dung Dung hung hăng uy hiếp một câu, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng người đàn ông gầy gò không đếm xỉa đến bà ta, bắt Mã Dung Dung lại, nói cái gì cũng không để cho bà ta chạy trốn. Người anh em, Đào Văn Lâm và con trai của ông ta ở ngay trên lầu nhà tôi. Cậu mau bắt ông ta đi. Người đàn ông gầy gò lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Khi Hoàng Thiên nghe thấy lời nói này, trong nhất thời tinh thần của anh hơi chấn động. Xem ra chuyến đi này không tốn công vô ích. Đào Văn Lâm thật đúng là ở chỗ này. Lúc này Hoàng Thiên cũng không thèm để ý đến Mã Dung Dung nữa,
lôi kéo tay của Lâm Ngọc An, bước lên lầu 2. Mã Dung Dung thấy Hoàng Thiên đi lên lầu, vội vàng dậm chân, cào người đàn ông gầy gò. Người đàn ông cũng không quan tâm nhiều như vậy, ông ta đánh nhau với Mã Dung Dung ở lầu 1. Hoàng Thiên lên lầu 2, phát hiện lầu 2 có 3 căn phòng, trong đó có 2 căn phòng mở cửa, bên trong không có một bóng người. Cửa của căn phòng tận cùng bên trong đóng chặt, hơn nữa loại cửa này rất dày, hiệu quả cách âm tốt, phỏng chừng tiếng động vừa rồi ở lầu 1, người ở trong căn phòng này sẽ không nghe được. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng của anh cầu nguyện, chỉ mong Đào Văn Lâm đang ở bên trong. Phanh! Đi ra phía trước, Hoàng Thiên đá một chân vào cửa phòng. Mẹ kiếp! Một tiếng hô kinh hoàng của người đàn ông trung niên truyền ra từ trong phòng, ngay sau đó chợt nghe tiếng bước chân lộn xộn, một người đàn ông nhanh chóng từ cửa sổ nhảy xuống. Không ổn! Hoàng Thiên thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng chạy vào phòng. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi, đang đứng trên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ. Tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng, nhưng Hoàng Thiên liếc mắt một cái đã nhận ra, thằng nhóc này, chính là con trai Đào Quốc Vũ của Đào Văn Lâm. Người vừa mới nhảy ra ngoài, nhất định chính là Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên nghĩ đến đây, nóng nảy không ít, nếu để Đào Văn Lâm chạy thoát thì coi như uổng phí thời gian của ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất, chính là rút dây động rừng, nhất định Đào Văn Lâm sẽ ẩn nấp kín đáo hơn, sẽ không để cho người khác dễ dàng tìm được. Cậu xuống đây cho tôi. Hoàng Thiên cắn răng, anh đến trước cửa sổ để lôi Đào Quốc Vũ xuống. Một tiếng phù phù, Đào Quốc Vũ nặng nề té xuống đất, nhếch miệng quở trách. Đừng nhúc nhích. Thấy Đào Quốc Vũ đứng lên, chân của Hoàng Thiên đạp lên ngực của thằng nhóc này. Đào Quốc Vũ cảm thấy xương ngực của mình sắp bị đạp gấy, đau đớn hô to lên, tôi không nhúc nhích, tôi không nhúc nhích, anh nhẹ nhàng một chút, xương của tôi sắp gấy rồi. Hoàng Thiên không quan tâm xương của anh ta có gấy hay không, hung hăng đạp lên ngực của anh ta, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ. Chỉ thấy Đào Văn Lâm đã ngồi trên chiếc xe gắn máy, phóng như bay. Có muốn đuổi cũng đuổi không kịp, nếu nhảy ra khỏi cửa sổ, Hoàng Thiên lo lắng cho Lâm Ngọc An. Anh không yên tâm để Lâm Ngọc An một mình ở chỗ này. Tên già kia chạy rất nhanh. Trong lòng của Hoàng Thiên thầm nghĩ, anh vẫn rất lo lắng. Cũng may bắt được con trai của Đào Văn Lâm, có Đào Quốc Vũ ở trong tay, trái lại anh cũng không sợ Đào Văn Lâm không xuất hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng của Hoàng Thiên cảm thấy yên tâm không ít. Cha của cậu đã bỏ rơi cậu rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Đào Quốc Vũ đang ở dưới chân của anh. Đào Quốc Vũ sợ đến mức mất hồn, rơi vào tay của Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mấu chốt là Hoàng Thiên xuống tay quá nặng, lần trước khi còn ở nhà, anh ta đã bị Hoàng Thiên dạy dỗ đến mức khó quên, cả đời cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Thiên. Hiện tại lại rơi vào trong tay của Hoàng Thiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như rất tức giận của Hoàng Thiên, Đào Quốc Vũ biết mình sắp thê thảm rồi. Anh Thiên, oan có đầu nợ có chủ, đều là ông già đáng chết của tôi đắc tội anh. Anh tìm ông ta tính sổ là được, xin anh thả tôi đi. Đào Quốc Vũ khẩn trương năn nỉ Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên nghe thấy lời này thật sự choáng váng, sao lại có đứa con trai như vậy chứ? Thật đúng là cha nào con nấy. Ha ha, ông ta là cha của cậu đó. Cậu lại nói cha mình là ông già đáng chết. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi Đào Quốc Vũ. Đúng vậy, tuy rằng ông ta là cha của tôi, nhưng ông ta làm việc trái với lương tâm. Anh xem khuôn mặt của vợ anh kìa, ông ta không phải là con người. Cái miệng nhỏ nhắn của Đào Quốc Vũ chuyên nói chuyện dễ nghe và cũng tỉ tiện vô cùng. Hoàng Thiên cực kỳ khinh bỉ thằng nhóc này, nhưng bây giờ anh cũng không có tâm trạng dạy dỗ anh ta. Cha của cậu chạy đi đâu rồi? Hoàng Thiên hỏi Đào Quốc Vũ. Tôi cũng không biết, anh Thiên, anh thả tôi ra trước, chờ ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ thông báo cho anh. Trong mắt của Đào Quốc Vũ đảo qua đảo lại, nói với Hoàng Thiên. Khuôn mặt của Hoàng Thiên lập tức trầm xuống, cho Đào Quốc Vũ một cái bạt tai. Bốp! Đào Quốc Vũ đã sớm đoán được mình sẽ bị đánh, chỉ có điều không nghĩ tới tới lại nhanh như vậy, hơn nữa anh ta vẫn nói dễ nghe như vậy, tại sao lại bị đánh chứ? Anh Thiên, anh, sao anh lại đánh tôi? Cậu cho rằng mình ngu ngốc thì người khác cũng ngu ngốc như cậu sao? Thả cậu đi, cậu còn sẽ thông báo lại cho tôi sao? Hoàng Thiên tức giận nói. Đào Quốc Vũ bụng mặt không dám tranh luận, thằng nhóc này thật đúng là một tên hèn nhát, không có cha của anh ta ở bên cạnh thì anh ta càng không khống chế được. Anh Thiên, vậy anh nói làm thế nào thì làm thế đó đi,
chỉ cần đừng đánh tôi nữa thì tốt rồi. Đào Quốc Vũ dùng giọng nói run rẩy của mình để thương lượng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy thằng nhóc này nghe lời, cũng không tiếp tục đánh anh ta nữa, lôi anh ta đi xuống lầu. Lâm Ngọc An đi theo sau Hoàng Thiên, cô càng ngày càng phát hiện, người đàn ông của cô thật là ngang ngược, trước đây lại không nhìn ra điểm này. Dưới lầu, người đàn ông gầy gò và Mã Dung Dung còn đang đánh nhau, oán hận chất chứa trong những năm gần đây, vào thời điểm này bùng lên. Dừng tay! Hoàng Thiên nhìn có chút phiền, lớn tiếng quát để dọn đường. Mã Dung Dung nhanh chóng dừng lại, không dám ngăn cản nữa, hiện tại bà ta thực sự rất sợ Hoàng Thiên. Người đàn ông gầy gò cũng không dám trái ý của Hoàng Thiên, lúc này ông ta hầm hừ tức giận mà ngừng tay, nhìn lại trên mặt của ông ta đã bị cào nát như con mèo nhỏ. Người anh em, Đào Văn Lâm đâu? Người đàn ông gầy gò thấy Hoàng Thiên bắt được Đào Quốc Vũ. Vì vậy nghi ngờ hỏi. Chạy, ông không nghe được tiếng xe máy sao? Hoàng Thiên nhíu mày nói. Vừa rồi tôi chỉ lo dạy dỗ con khốn kia, không nghe được. Người đàn ông gầy gò tức giận. Hoàng Thiên muốn cười lại cười không nổi, anh phát hiện người đàn ông gầy gò thảm hơn Mã Dung Dung rất nhiều, rất rõ ràng mới vừa rồi ông ta bị Mã Dung Dung dạy dỗ. Nhưng Hoàng Thiên chỉ nhìn chứ không nói thẳng ra, dù sao người đàn ông gầy gò cũng là một người đàn ông, nếu không Hoàng Thiên cũng không cần giữ gìn mặt mũi cho ông ta. Ngọc An, chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật đầu, cùng Hoàng Thiên ra khỏi nhà của Mã Dung Dung. Người anh em, ở lại dùng cơm xong rồi đi. Người đàn ông gầy gò có chút luyến tiếc Hoàng Thiên, ông ta đuổi theo họ. Dĩ nhiên, ngay khi Hoàng Thiên rời đi, người đàn ông gầy gò chắc chắn sẽ bị vợ của mình hành hạ, cho nên ông ta không muốn Hoàng Thiên đi nhanh như vậy. Trong lòng của Hoàng Thiên cũng hiểu rõ, nhưng anh làm gì có thời gian mà ở lại dùng cơm. Tấm lòng của anh quá lớn lao sao. Về phần người đàn ông gầy gò có bị Mã Dung Dung bạo hành hay không, Hoàng Thiên cũng không lo được nhiều như vậy. Đi cùng Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên áp giải Đào Quốc Vũ, nhanh chóng lên xe. Đào Quốc Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thằng nhóc này rất quy tắc. Chưa từng dám phản kháng một chút nào. Hoàng Thiên quá dễ dàng để xử lý thằng nhóc Đào Quốc Vũ này, cho nên anh cũng không trói thằng nhóc này lại. Anh Thiên, anh muốn đưa tôi đi đâu? Giọng nói của Đào Quốc Vũ run rẩy, hỏi Hoàng Thiên. Câm miệng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã áp giải Đào Quốc Vũ về thành phố Bắc Ninh. Ngọc An, em về nhà trước đi, chờ anh lấy được thuốc từ tay của Đào Văn Lâm, anh sẽ trở về nhà để tìm em. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An biết cô đi theo bên người Hoàng Thiên sẽ là một gánh nặng, cho nên cô nghe lời anh mà trả lời một tiếng, cô xuống xe để đi về nhà. Trong xe chỉ còn lại một người là Đào Quốc Vũ, Hoàng Thiên xoay người nhìn về phía Đào Quốc Vũ, vẻ mặt của anh không tốt. Gọi điện thoại cho cha của cậu, nói ông A lập tức tới gặp tôi. Hoàng Thiên quát vào mặt của Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Hoàng Thiên, anh ta thực sự rất hoang mang lo sợ. Đừng thấy thằng nhóc này sống một mình trên núi, nhưng gia cảnh của nhà anh ta cũng coi như là nhà giàu đời thứ hưu mấy năm nay Đào Văn Lâm không thua lỗ, trong nhà vẫn phải có mấy chục triệu đồng. Cho nên Đào Quốc Vũ thật sự sợ chết, anh ta sợ Hoàng Thiên dưới cơn nóng giận sẽ làm thịt anh ta. Vậy thì anh ta sẽ không có cách nào hưởng thụ cuộc sống của kẻ có tiền. Được thôi anh Thiên, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho cha của tôi, kêu ông ta đến thành phố Bắc Ninh để gặp anh. Đào Quốc Vũ thành thật nói với Hoàng Thiên, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Đào Quốc Vũ, anh vẫn luôn đề phòng thằng nhóc này, đừng thấy thằng nhóc này biểu hiện như một kẻ vô dụng, thật ra trong lòng của anh ta rất danh ma, phải đề phòng. Gọi nhiều lần. Đối phương đều đang ở trạng thái tắt máy, Đào Quốc Vũ còn mở loa ngoài để Hoàng Thiên nghe được. Anh Thiên, cha của tôi tắt điện thoại, tôi không gọi cho ông ta được. Vẻ mặt của Đào Quốc Vũ khổ sở nhìn Hoàng Thiên, có dáng vẻ rất vô tội. Tôi không tin cậu không gọi được. Hoàng Thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Đào Quốc Vũ đổ mồ hôi, run rẩy nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, anh cũng tận mắt thấy, cha của tôi tắt máy. Ông già đó, anh nói xem ông ta tắt máy làm cái gì chứ? Bốp bốp! Hoàng Thiên không nói hai lời, tát Đào Quốc Vũ hai bạt tai. Đào Quốc Vũ buồn bực sắp khóc, trước đây chưa có ai dám đánh anh ta, nhưng sau khi gặp được Hoàng Thiên, anh ta đã bị đánh không ít lần. Anh Thiên, không phải anh đang ép buộc tôi sao? Cha của tôi tắt điện thoại, tôi cũng không còn cách nào khác.
Cái miệng nhỏ nhắn của Đào Quốc Vũ khá có thể nói, oán trách Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nắm lấy cổ áo của Đào Quốc Vũ, lạnh lùng nói, vừa rồi ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu, thằng nhãi nhà cậu đừng giở trò quỷ với tôi. Cái này, trong lòng của Đào Quốc Vũ giật mình, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lại lợi hại như vậy, anh ta diễn giống như thật nhưng lại bị Hoàng Thiên nhìn ra. Hoàng Thiên vẫn nhìn thấy rất thấu đáo, ánh mắt của một người không bao giờ nói dối, cho tới bây giờ ánh mắt của thằng nhóc Đào Quốc Vũ này vẫn luôn rất thất thường, đảo tới đảo lui rất gian xảo, cũng không đơn giản chỉ là sợ hãi hèn nhát như vậy. Thằng nhóc này đang cố ý tỏ ra yếu kém. Giả ngây giả dại. Anh Thiên, tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi đâu có giở trò quỷ gì đâu. Đào Quốc Vũ không còn yếu ớt như vừa nãy, trong mắt của anh ta lóe lên hai tia lạnh lão. Anh ta cũng nóng nảy. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, anh biết phân tích của mình chưa bao giờ sai, Đào Quốc Vũ vẫn luôn diễn kịch trước mặt anh ta đang giả bộ sợ hãi. Cậu không rõ đúng không? Được, tôi tìm một chỗ để nói rõ cho cậu hiểu. Hoàng Thiên nói, thả cổ áo Đào Quốc Vũ ra, sau đó lái xe rời khỏi chỗ này. Trong lòng của Đào Quốc Vũ thấp thỏm, anh phát hiện Hoàng Thiên đã thật sự nổi giận. Hình như muốn đưa anh ta đến nơi nào để giải quyết. Muốn đánh Hoàng Thiên hai cái nhưng Đào Quốc Vũ lại không dám, anh ta đã sớm thử qua, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Nếu như đột nhiên đánh nhau với Hoàng Thiên, chắc chắn anh ta sẽ bị đánh thê thảm, Đào Quốc Vũ từ bỏ ý định này. Hoàng Thiên lái xe mang theo Đào Quốc Vũ, nhanh chóng đến chỗ của Tiêu Tấn. Hiện tại trong lòng của Hoàng Thiên rất rối bời, anh đã lười dạy dỗ thằng nhóc này. Anh dứt khoát trực tiếp giao cho Tiêu Tấn trông chừng anh ta. Lúc này Tiêu Tấn đang trông nom trung tâm giải trí của anh ta, nhận được thông báo của Hoàng Thiên, Tiêu Tấn mang theo đàn em nhanh chóng đến trước cửa của trung tâm giải trí tiếp đón anh. Xe của Hoàng Thiên dừng lại, Tiêu Tấn nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho Hoàng Thiên. Anh Thiên, cậu ta là ai vậy? Tiêu Tấn nhìn Đào Quốc Vũ đang ngồi kế bên ghế tài xế một chút, vẻ mặt nghi ngờ. Ha ha, đúng là một tên cứng miệng. Hoàng Thiên lạnh lùng cười. Tiêu Tấn đang làm gì vậy? Đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội như vậy, quả là một người tinh danh. Anh ta vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy, Tiêu Tấn cũng đoán được mục đích đến chỗ này của Hoàng Thiên, mặt của anh ta trầm xuống, bỗng chốc túm Đào Quốc Vũ xuống xe. Này các người làm gì vậy? Đào Quốc Vũ sợ đến mức móng tay đều ê dần, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lại mang anh ta tới nơi này, hơn nữa Tiêu Tấn mang theo nhiều người như vậy, tất cả đều có vẻ côn đồ, bọn họ nhìn thật dọa người. Đừng nói lời vô ích. Một tên đàn em đầu chọc của Tiêu Tấn tức giận nói. Sau đó nhéo Đào Quốc Vũ, như nhéo một con gà nhỏ, xách vào trung tâm giải trí. Trong lòng của Đào Quốc Vũ lạnh băng, anh ta cũng đoán được. Anh ta sợ rằng bản thân sẽ không có trái cây ngon để ăn. Hoàng Thiên đi theo phía sau, anh biết có Tiêu Tấn giúp anh làm việc này thì căn bản không cần quan tâm. Rất nhanh, Tiêu Tấn mang theo đàn em. Áp giải Đào Quốc Vũ đến phòng làm việc của anh ta. Mười mấy đàn em của Tiêu Tấn đứng ở nơi đó, bao quanh Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ cực kỳ hoảng loạn, nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của Hoàng Thiên, nói rằng, anh Thiên, có chuyện gì từ từ nói. Đừng đánh tôi. Cậu đồng ý nói chuyện sao? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi. Đồng ý, tôi sẽ thử gọi điện thoại cho cha của tôi một lần nữa, có được hay không? Đào Quốc Vũ liên tục nói. Chỉ mong lần này cậu có thể gọi được, nói cách khác. Hậu quả tự cậu tưởng tượng lấy. Hoàng Thiên nói. Tay của Đào Quốc Vũ run run lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Đào Văn Lâm. Euro ó thể thấy được rằng điện thoại di động của Đào Văn Lâm đã bị tắt nên không liên lạc lại được. Cho cậu ta thấy chút sắc mặt đi. Hoàng Thiên hoàn toàn không nhịn được, nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy, lúc này đáp ứng một tiếng, nắm tóc của Đào Quốc Vũ, xách thằng nhóc này lên nhiều lần. Này đừng đánh đừng đánh. Kêu to cái rằm. Tên đàn em đầu chọc của Tiêu Tấn mắng o, đến trước mặt của Đào Quốc Vũ, nhất định cho anh ta bị điện giật một trận. Đấm hơn 10 cái, Đào Quốc Vũ đã không còn dáng vẻ trẻ con nữa, mặt mày biến sắc. Tiêu Tấn cũng tát một cái, hung hăng dạy dỗ Đào Quốc Vũ. Trong vòng nửa phút, Đào Quốc Vũ đã không chịu nổi, làm sao anh ta có thể chịu được nằm đấm của mấy tên côn đồ. Anh Thiên, tôi nói thật. Cha của tôi còn có một số điện thoại nữa, ông ta nói tôi gọi cho ông ta nếu có tình huống khẩn cấp. Đào Quốc Vũ ôm đầu hô lớn. Hoàng Thiên vung tay lên, ý bảo bọn người của Tiêu Tấn dừng tay. Tiêu Tấn mới dừng lại, có
có điều anh ta có thể tùy ý ra tay bất cứ lúc nào. Nói cho cha của cậu biết, đến thành phố Bắc Ninh gặp tôi. Nếu như trong vòng một tiếng mà ông ta không đến, tôi sẽ chặt xác của cậu rồi ném cho chó ăn. Hoàng Thiên tức giận nói. Trong lòng của Đào Quốc Vũ run rẩy mấy lần, anh ta nghĩ Hoàng Thiên không phải đang hù dọa anh ta, nếu như cha của anh ta không tới, Hoàng Thiên sẽ thật sự chặt anh ta. Vì mạng sống, Đào Quốc Vũ không thể làm gì khác hơn là gọi vào một số khác của Đào Văn Lâm, cái số này ngoại trừ anh ta ra thì không ai biết. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối được. Cha, mau tới thành phố Bắc Ninh cứu con, nếu như cha không tới thì con sẽ mất mạng đói. Đào Quốc Vũ gào khóc thảm thiết với chiếc điện thoại, khát vọng được sống rất lớn. Đầu dây bên kia, một lúc lâu không có ai nói chuyện, Hoàng Thiên không có tâm trạng để chờ đợi, lúc này anh nhanh chóng giành lấy điện thoại di động từ trong tay của Đào Quốc Vũ. Tên họ Đào kia, trung tâm giải trí của thành phố Bắc Ninh, nếu trong vòng một tiếng mà ông không đến đây thì ông cứ chờ để nhặt xác cho con trai của ông đi. Hoàng Thiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không đợi Đào Văn Lâm trả lời. Tiêu Tấn và đàn em nhìn Hoàng Thiên, tất cả bọn họ đều cực kỳ giật mình. Đặc biệt là Tiêu Tấn, anh ta phát hiện từ khi quen biết Hoàng Thiên, anh ta chưa bao giờ thấy Hoàng Thiên tức giận như vậy. Sau khi Đào Quốc Vũ nghe thấy Hoàng Thiên nói ra câu này thì ngay lập tức sợ đến mức le lưỡi một cái. Lúc nào anh ta cũng luyến tiếc cuộc sống này, bởi vậy mà anh ta cực kỳ sợ chết. Vừa rồi Hoàng Thiên nói bằng giọng vô cùng chắc chắn khiến cho Đào Quốc Vũ không thể không tin. Nhìn anh bằng ánh mắt khiếp đảm pha lẫn sợ sệt, chống ngực Đào Quốc Vũ đập thình thịch, anh ta rất sợ việc bản thân phải chết trong tay Hoàng Thiên. Anh Thiên, tôi rất hợp tác với anh mà, anh không thể giết tôi như thế được. Đào Quốc Vũ nói với Hoàng Thiên bằng giọng hốt hoảng, bày ra dáng vẻ nịnh hót như chó vẫy đuôi mừng chủ về. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét khi nhìn thấy dáng vẻ này của Đào Quốc Vũ. Là đàn ông mà một chút khí phách cũng không có, người như vậy đúng là làm cho người khác khinh thường. Đừng nói nhảm nữa, Hoàng Thiên hét lên với Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ sợ đến nỗi rụt cổ lại, không dám lằng nhằng với Hoàng Thiên nữa. Anh Thiên, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Tấn hỏi Hoàng Thiên bằng giọng nghi ngờ. Anh ta có cảm giác chắc là chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thì chắc chắn Hoàng Thiên sẽ không giận dữ như vậy. Hơn nữa Tiêu Tấn còn nhận ra, bây giờ Hoàng Thiên đang cực kỳ lo lắng. Hoàng Thiên không giấu giếm Tiêu Tấn mà kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, về chuyện mà Đào Văn Lâm ra tay hãm hại làm cho gương mặt của Lâm Ngọc An bị biến dạng. Sau khi Tiêu Tấn nghe Hoàng Thiên kể lại mọi chuyện thì không khỏi hít sâu vào một hơi. Từ lâu Tiêu Tấn đã biết Lâm Ngọc An có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Một người phụ nữ đẹp như thế mà khuôn mặt lại bị hủy hoại, thật sự thì chuyện này làm cho người ta không thể tiếp nhận nổi. Anh Thiên, anh cứ bình tĩnh đã, cũng may là chỉ bị hủy một mảng da nhỏ thôi. Tôi nghĩ lão già họ Đào đó chắc chắn có thể trị khỏi được. Tiêu Tấn vội vàng an ủi Hoàng Thiên nhưng anh chỉ cười khổ một cái rồi không nói gì nữa. Cho dù có thể chữa khỏi hay không thì bây giờ anh cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi, huống hồ bây giờ vẫn chưa tìm được Đào Văn Lâm. Đào Quốc Vũ lo lắng đứng ở đó trong trạng thái đề phòng. Trông anh ta giống hệt một thằng ngốc vậy, chỉ đứng yên ở đó mà không dám hé răng nói nửa lời vì anh ta sợ Hoàng Thiên sẽ giết mình. Tiêu Tấn nhìn thoáng qua Đào Quốc Vũ rồi nói với anh ta, là cha cậu tác động vào thuốc nên mới khiến cho khuôn mặt của vợ anh Thiên bị hủy hoại đúng không? Chuyện này, Đào Quốc Vũ nghẹn họng, anh ta thấy dáng vẻ hung dữ đó của Tiêu Tấn thì cả người run lên vì sợ hãi. Anh Tấn hỏi sao mày còn chưa trả lời đi? Tên đầu chọc, thuộc hạ của Tiêu Tấn xông lên đấm vào mặt Đào Quốc Vũ một cái. Đào Quốc Vũ sợ đến mức mặt mũi tái nhợt cả lại. Lại còn bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt nên nỗi sợ hãi trong lòng anh ta càng tăng lên nhiều hơn. Đúng thế, là do cha tôi động tay động chân. Đào Quốc Vũ không dám chối mà nói thật với Tiêu Tấn bằng vẻ khúm núm. Cha cậu còn nói gì nữa? Hoàng Thiên hỏi bằng giọng lạnh lùng. Cha tôi còn nói ông ấy không phải là người dễ dây vào như vậy đâu. Nếu anh dám khiêu khích ông ấy thì ông ấy sẽ khiến cho anh dù có khóc ra nước mắt cũng không thể tìm được ông ấy. Đào Quốc Vũ vội vàng nói lại với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, anh giơ chân đạp một đạp vào bụng Đào Quốc Vũ làm cho anh ta bay xa 3 mét rồi đập thẳng người lên vách tường đằng sau. Ai Đào Quốc Vũ ôm bụng một cách đau đớn rồi từ từ ngồi xổm xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt anh ta. Mức độ giận dữ bây giờ của Hoàng Thiên như muốn xé nát Đào Quốc Vũ ra vậy.
Nhưng Đào Văn Lâm còn chưa xuất hiện thì Hoàng Thiên vẫn phải giữ lại mạng của Đào Quốc Vũ làm con tin để ép ông ta xuất hiện. Nhìn đồng hồ đi, nếu trong vòng một giờ đồng hồ nữa mà Đào Văn Lâm vẫn chưa tới đây thì giết tên nhãi danh này ngay lập tức đi. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Vâng, Tiêu Tấn trả lời thì rút con dao găm trong người ra, hai mắt anh ta sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Đào Quốc Vũ đang ôm bụng ngồi trong góc nhà. Đào Quốc Vũ sợ đến nỗi nằm lăn ra đất. Anh ta thừa biết rằng Hoàng Thiên nói được làm được. Đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu trong vòng một giờ đồng hồ nữa mà cha anh ta còn chưa xuất hiện thì chắc chắn Hoàng Thiên sẽ giết anh ta thôi. Anh Thiên, tôi gọi điện cho cha tôi hỏi một chút được không? Đào Quốc Vũ nói với Hoàng Thiên bằng giọng run rẩy, anh ta run đến mức không cầm vững cái điện thoại trong tay. Gọi đi, Hoàng Thiên trả lời. Đào Quốc Vũ bèn gọi điện thoại cho cha mình ngay lập tức. Lần này anh ta rất mừng vì vừa gọi mà điện thoại đã được kết nối thành công. Cha mau đến đây nhanh đi, nếu trong vòng một giờ nữa mà cha không đến là họ sẽ giết con đấy. Đào Quốc Vũ gào ầm lên qua điện thoại, anh ta khóc đến mức làm cho người nghe cũng thấy đau lòng thay, hẳn là bị dọa đến mức này rồi. Con đưa điện thoại cho Hoàng Thiên đi. Ở đầu dây bên kia, Đào Văn Lâm nói chuyện với Đào Quốc Vũ bằng giọng nói cực kỳ u ám. Đào Quốc Vũ cũng không biết Đào Văn Lâm muốn làm gì. Anh ta nhanh chóng đứng dậy rồi đưa điện thoại qua chỗ của Hoàng Thiên. Anh Thiên, cha tôi muốn nói chuyện với anh. Hoàng Thiên cầm lấy điện thoại di động, anh chỉ nghe thấy giọng nói của Đào Văn Lâm truyền tới từ đầu dây bên kia. Hoàng Thiên, không phải cậu muốn tìm thuốc chữa trị khuôn mặt cho vợ mình sao? Tôi có thể cho cậu. Bây giờ cậu đến thôn Lê Khang Vĩ đi, tôi đang ở nhà máy gạch bỏ hoang ở phía tây của thôn chờ cậu. Nhưng cậu nhớ kỹ một điều cho tôi. Là nếu con tôi bị rụng dù chỉ một sợi tóc thì đừng mong tôi đưa thuốc cho cậu. Nói xong, Đào Văn Lâm cúp điện thoại ngay lập tức. Đúng là Hoàng Thiên không ngờ rằng đến giờ này rồi mà lão già Đào Văn Lâm này vẫn còn can đảm để ngang ngược như vậy. Mạng sống của con trai ông ta đang nằm trong tay Hoàng Thiên, dù bây giờ Hoàng Thiên không lấy được thuốc trong tay ông ta thì Lâm Ngọc An cũng không thể chết được. Nhưng mặc dù như thế thì trong lòng của Hoàng Thiên, khuôn mặt của vợ mình còn quan trọng gấp nghìn lần mạng sống của tên khốn Đào Quốc Vũ này. Chắc là lão già Đào Văn Lâm này đoán được Hoàng Thiên không dám giết con trai mình nên mới không sợ hãi gì như vậy. Lão già Đào Văn Lâm đáng chết này còn khó đối phó hơn tên Đào Quốc Vũ kia nhiều. Anh Thiên, Đào Văn Lâm nói gì thế? Tiêu Tấn hỏi Hoàng Thiên. Ông ta hẹn gặp tôi ở một nhà máy gạch bỏ hoang ở phía tây thôn Lê Khang Vĩ. Cậu biết thôn Lê Khang Vĩ đó ở đâu không? Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nghĩ ngợi một lúc nhưng không biết thôn này nằm ở đâu. Trong số các cậu có ai biết thôn Lê Khang Vĩ ở đâu không? Tiêu Tấn hỏi thuộc hạ của mình. Anh Tấn, em biết này. Thôn Lê Khang Vĩ nằm ở ngoại ô phía nam của thành phố chúng ta, cách thành phố Bắc Ninh tầm 10 km đó ạ. Tên thuộc hạ đầu chọc trả lời. Anh Thiên, chỗ đó cách đây cũng không xa lắm, em đi cùng anh nhé. Tiêu Tấn xung phong nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu một cái. Anh đoán nếu Đào Văn Lâm đã có can đảm để hẹn gặp anh ở đó thì chắc chắn ông ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước và đặt sẵn mai phục ở đó cũng nên. Được rồi, lão già này không dám đến thành phố Bắc Ninh nên mới phải hẹn tôi ra ngoại thành đây mà. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Sức khỏe của Lã Việt đã bình phục rồi, anh có muốn thông báo một câu cho ông ấy không? Tiêu Tấn hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không biết Lã Việt đã xuất viện nên khi thấy Tiêu Tấn hỏi như vậy. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định đưa Lã Việt đi cùng. Dù sao thì Lã Việt cũng rất có tiếng ở thành phố Bắc Ninh này, nếu có ông ta đi cùng thì nhiều việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Được rồi, cậu gọi điện thoại cho Lã Việt, bảo ông ta tới đây. Vâng, Tiêu Tấn trả lời rồi gọi điện thoại cho Lã Việt. Đào Quốc Vũ đứng ở một bên, niềm hy vọng dấy lên trong lòng anh ta. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hoàng Thiên, Đào Quốc Vũ cười trộm trong lòng vì anh ta tưởng Hoàng Thiên đang gặp khó khăn. Mày cười gì, mày tưởng cha mày đang ở ngoại thành là có thể làm khó được người nhà họ Hoàng bọn tao à? Tên đầu chọc có tính cách cực kỳ hung bạo, anh ta nắm cổ áo của Đào Quốc Vũ rồi quát lên. Đào Quốc Vũ bị dọa đến mức xách một bên miệng, anh ta không dám cười nữa mà chỉ còn biết nói bằng giọng khẩn trương, không không không, tôi không cười. Mày tưởng mắt bố mày mù à? Tên đầu chọc nhìn Đào Quốc Vũ rồi liên tục nói như nã đại bác vào mặt anh ta. Đào Quốc Vũ thực sự buồn bực đến mức muốn chết luôn đi cho rồi. Hôm nay là ngày lễ bị đánh hay sao à? Nhưng anh ta không dám nói gì, cũng không dám cười nữa mà chỉ thật thà đứng nguyên ở chỗ đó.
Hoàng Thiên không có tâm trạng quan tâm đến Đào Quốc Vũ. Bây giờ anh chỉ muốn đến thôn Lê Khang Vĩ gặp Đào Văn Lâm càng nhanh càng tốt. Anh đoán chắc Đào Văn Lâm sẽ không cho mình leo cây đâu, vì dù sao thì con trai của ông ta cũng đang là con tin trong tay anh, ông ta không thể nào không cứu con mình được. Nghĩ như vậy nên trong lòng Hoàng Thiên yên tâm hơn được một chút. Mười mấy phút sau, Lã Việt vội vàng chạy tới. Sau lưng Lã Việt còn có mấy tên thuộc hạ, tất cả những người đó đều là thuộc hạ trụ cột, là cánh tay đắc lực của ông ta. Anh Thiên, Tiêu Tấn đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi, anh không cần lo lắng, bây giờ tôi đi cùng anh. Lã Việt nhìn Hoàng Thiên bằng vẻ mặt kích động rồi nói bằng giọng cực kỳ tự tin. Hoàng Thiên không nói gì, bây giờ trên mặt anh gần như không có biểu hiện gì cả nhưng khắp người anh đều tỏa ra mùi chết chóc. Lã Việt hiểu rõ rằng lần này Hoàng Thiên tức giận thật rồi, cái tên Đào Văn Lâm đó lại có gan bày trò hãm hại vợ anh, đúng là muốn tìm chỗ chết mà. Người ngựa đều đông đủ rồi nên Hoàng Thiên chỉ vào Đào Quốc Võ rồi nói với đám Lã Việt, dẫn theo thằng nhãi này, đi thôi. Vâng. Lã Việt trả lời rồi cho thuộc hạ vác Đào Quốc Vũ lên rồi theo Hoàng Thiên rời đi. Hoàng Thiên lên xe, anh để gã thuộc hạ đầu chọc lái xe đi phía trước, còn tất cả những người còn lại đều đi phía sau xe tên đầu chọc. Vì tên đầu chọc biết đường đến thôn Lê Khang Vĩ nên anh ta là người lái xe dẫn đầu đoàn. Anh ta lao vút đi với tốc độ cực kỳ nhanh, chạy thẳng ra bên ngoài khu vực thành thị. 6-7 chiếc xe rời khỏi khu vực thành phố Bắc Ninh, chỉ mất 10 phút đồng hồ để đến thôn Lê Khang Vĩ. Sau khi đến nơi, đúng như lời Đào Văn Lâm nói, quả thực ở đây có một nhà máy gạch bỏ hoang gần làng. Anh Thiên, đến nơi rồi. Tên đầu chọc xuống xe rồi đi đến bên cạnh xe của Hoàng Thiên mời anh xuống. Hoàng Thiên nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được mà cau mày một cái. Xung quanh chỗ này đều vô cùng hoang vắng. Là cái chỗ mà chim chóc không thèm đậu, chó không thèm chạy qua, không hiểu Đào Văn Lâm nghĩ gì mà lại đi tìm một nơi tồi tệ như thế này để nói chuyện. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì kỳ lạ cả, Đào Văn Lâm nhát gan như vậy, làm sao mà ông ta dám xuất hiện ở chốn thành thị phồn hoa đô hội được cơ chứ? Chỉ là Hoàng Thiên vẫn không biết ông ta tìm được ai chống lưng cho mình mà lại dám o gan như vậy. Nếu Đào Văn Lâm chỉ có một mình thì chắc chắn ông ta sẽ không dám xuất hiện đâu. Trừ khi ông ta là người thiếu kiên nhẫn. Nghĩ như vậy nên Hoàng Thiên ra khỏi xe rồi vung tay về phía thuộc hạ. Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thiên, Lã Việt là thuộc hạ trung thành, đã đi theo Hoàng Thiên từ rất lâu. Ông ta luôn là người thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của anh. Lã Việt vung tay về phía Tiêu Tấn, ra hiệu cho họ dẫn theo Đào Quốc Vũ rồi theo Hoàng Thiên đi vào nhà máy gạch. Tất nhiên là Hoàng Thiên không thèm để một kẻ hèn hạ như Đào Văn Lâm vào trong mắt. Nếu không phải vậy thì anh đã thông báo chuyện này cho Vũ Thanh biết rồi. Dưới sự chỉ đạo của Lã Việt, hơn 20 người đi theo Hoàng Thiên vào nhà máy gạch. Bên trong nhà máy gạch bị bỏ hoang cực kỳ quạnh quẽ, phía xa chỉ có một dãy nhà nhỏ lát gạch đỏ đang bốc khói nghỉ ngút, chắc là có người đang nấu ăn ở đó. Ngay lập tức, Hoàng Thiên dẫn theo đám người chạy thẳng tới dãy nhà phía bên kia, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Đào Văn Lâm ngay lập tức mà thôi. Vừa chạy tới cửa, anh chỉ thấy cánh cửa bị một người đá ra từ bên trong. Phịch một cái, cánh cửa vốn đã tả tơi nay lại càng vỡ tan ra dưới cú đạp này. Nhưng có thể thấy được lực chân của người vừa đá cánh cửa khá là lớn, hẳn là có luyện tập qua. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ở bên trong ra, sau lưng anh ta còn có vài thanh niên theo sau. Trong tay những người này đều cầm vũ khí, hình như là gậy sắt, còn người đàn ông hơn 30 tuổi cầm đầu đám người này thì cầm một con dao dài sắc bén trong tay. Trên khuôn mặt của người đàn ông cầm đầu này lộ ra vẻ hung ác, trên má phải của anh ta có một vết sẹo rất dài khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Ha ha, dẫn theo không ít người nhỉ, định bày binh bố trận với bọn này hả? Tên mặt sẹo đảo mắt một vòng quanh đám người Hoàng Thiên rồi nói bằng giọng khinh thường. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Hoàng Thiên, anh nhìn bên kia chỉ có 6 người tính cả tên mặt sẹo, còn bên anh thì có hơn 20 người. Số lượng người ở hai bên chênh lệch khá lớn. Vậy mà tên mặt sẹo vẫn có thể kiêu căng hống hách như vậy, thật sự thì điều này làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lã Việt chỉ cảm thấy buồn cười, ông ta nghĩ thầm rằng sao lại có người không sợ chết mà vẫn ở đây làm sang làm bậy như vậy. Chỉ có 6 người mà cũng dám lên mặt với ông mày à? Bày binh bố trận với mày thì làm sao? Mày không phục à? Tiêu Tấn vác một cây gậy dài rồi đi về phía tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo liếc Tiêu Tấn một cái bằng vẻ khinh thường rồi cười nói. Người anh em này, cậu có biết tôi là ai không? Tiêu Tấn nghe anh ta hỏi vậy thì không nói gì cả,
vì Tiêu Tấn đã gặp mặt hàng kiểu này bao giờ đâu. Tao thấy hình như da mày rất dày đấy, đừng nói linh tinh nữa, để tao giúp mày trải vài cái cho da bớt dày lại nhé. Tiêu Tấn thấp giọng nói rồi đột ngột xông đến. Tên mặt sẹo không hề sợ hãi mà xoay con dao dài chém về phía đỉnh đầu của Tiêu Tấn. Anh ta hét lên một tiếng, một dao này vừa nhanh lại vừa mạnh, như thể muốn giết đối phương chỉ bằng một nhát dao vậy. Dường như anh ta muốn dùng một dao chém nát bấy đầu của Tiêu Tấn. Ngay cả Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh đó cũng toát mồ hôi. Mặc dù đúng là Tiêu Tấn đánh nhau như cơm bữa nhưng một dao này cũng quá hung ác rồi, như thể muốn Tiêu Tấn phải bỏ mạng ở nơi này vậy. Tiêu Tấn cũng sợ hết hồn, anh ta không ngờ đối phương lại ra tay ác độc như vậy, hơn nữa lại còn chém với tốc độ và sức mạnh cực kỳ đáng kinh ngạc. Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Tiêu Tấn tránh sang bên cạnh để né con dao một cách khó khăn. Vùi tên mặt sẹo lại vung tay lên, một dao này quét ngang eo của Tiêu Tấn. Không xong rồi. Tiêu Tấn thầm than một câu, anh ta biết mình không thể tránh được một dao lần này, chắc chắn bị tên mặt sẹo chặt đứt eo rồi. Một tiếng, keng vang lên, đúng lúc con dao dài của tên mặt sẹo chém ngang eo của Tiêu Tấn thì bị một cây gậy dài chặn lại, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chan chát, phát ra tia lửa. Đang đứng gần bên bờ vực của cái chết nhưng được cứu sống, Tiêu Tấn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chính là Hoàng Thiên đang cầm cây gậy dài để chặn lại con dao của tên mặt thẹo, cứu mạng anh ta. Anh Thiên, Tiêu Tấn cảm động đến mức nghẹn ngào, nếu không có Hoàng Thiên nhanh tay cứu anh ta thì chắc bây giờ anh ta đã bỏ mạng lại đây rồi. Đừng nói nữa, cậu ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, Hoàng Thiên quơ quơ cây gậy trong tay rồi nói với Tiêu Tấn. Mặt Tiêu Tấn nóng bừng lên. Anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt Hoàng Thiên, xấu hổ với Lã Việt, vậy mà anh ta lại không thể đánh được tên mặt sẹo này. Nhưng Hoàng Thiên lại không hề thấy có gì phải xấu hổ cả. Vì anh cũng nhìn ra chắc chắn tên mặt sẹo này là người có kinh nghiệm, ít nhất anh ta cũng phải đánh đấm trên 10 năm rồi, đây không phải là người mà người bình thường có thể đánh lại được. Sao hả, mày muốn luyện tập với tao một chút à? Tên mặt sẹo kiêu ngạo, quơ quơ con dao dài trong tay rồi hỏi Hoàng Thiên bằng giọng khinh thường. Tên mặt sẹo nghĩ người hung hăng bặm trợn như Tiêu Tấn còn không phải đối thủ của mình thì một người gầy yếu như Hoàng Thiên sao có thể đánh được anh ta cơ chứ. Nhưng tên mặt sẹo đã đánh giá Hoàng Thiên quá thấp. Hoàng Thiên đã theo học Phú Thanh nhiều năm, sao người bình thường có thể so sánh với anh được. Đúng thế, không phải anh tự nhận bản thân rất giỏi sao. Vậy chúng ta thử một chút đi. Hoàng Thiên nói với tên mặt sẹo bằng giọng cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt tên mặt sẹo lộ ra vẻ hiểm ác. Anh ta đã giết rất nhiều người nên bây giờ giết thêm một người cũng không vấn đề gì cả. Nếu mày đã cương quyết tìm đến cái chết như vậy thì cũng không trách tao được. Tên mặt sẹo nở một nụ cười vô cùng âm hiểm sau đó bắt đầu ra tay với Hoàng Thiên. Lã Việt đang đứng ở một bên nhìn thấy vậy thì trong lòng có hơi lo lắng. Mặc dù trong ấn tượng của anh ta thì Hoàng Thiên là một người cực kỳ lợi hại, nhưng tên mặt sẹo này cũng lợi hại không kém nên Lã Việt sợ Hoàng Thiên mắc phải sai lầm nào đó. Tiến lên, Lã Việt ra lệnh cho thuộc hạ rồi sau đó anh ta dẫn đầu chạy lên trước. Hoàng Thiên khoát tay chặn họ lại, ra hiệu cho đám người Lã Việt lui về phía sau. Anh Thiên, Lã Việt nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt nóng nảy. Anh ta cho rằng bản thân rất lợi hại nên tôi sẽ đấu với anh ta, một mình tôi thôi. Để tôi dạy cho anh ta hiểu thế nào là cách làm người. Hoàng Thiên nói với Lã Việt bằng giọng nhàn nhạt. Lã Việt hiểu tính của Hoàng Thiên nên không thể làm gì khác ngoài việc im lặng rồi ra hiệu cho thuộc hạ lui sang một bên quan sát trận đấu. Dạy tao cách làm người ấy à? Đúng là thứ rác rưởi. Tên mặt sẹo phun ra một câu rồi vung con dao dài, xông về phía Hoàng Thiên. Kỹ năng dùng dao của anh ta vẫn vô cùng sắc bén nhưng còn phải xem đối phương là ai mới được. Lúc đánh nhau với Tiêu Tấn, tên mặt sẹo không hề gặp áp lực gì cả vì vừa mới ra tay. Anh ta đã biết võ công của Tiêu Tấn chỉ là thứ võ mèo cào. Nhưng khi ra tay với Hoàng Thiên, tên mặt sẹo cảm nhận được một loại áp lực cực kỳ lớn. Anh ta chỉ thấy cây gậy dài trong tay Hoàng Thiên vung lên vung xuống, xoay chuyển trong gió, từng chiêu mà Hoàng Thiên tung ra đều vô cùng sắc bén. Không tới 10 giây mà tên mặt sẹo đã cảm thấy gần như không chịu được nữa, mồ hôi lạnh chảy đầy hai bên thái dương của anh ta. Đúng là anh Thiên của chúng ta mài. Tiêu Tấn đứng một bên reo lên với Lã Việt bằng giọng vui vẻ. Lã Việt cũng cực kỳ bất ngờ, anh ta không ngờ là chiêu thức của Hoàng Thiên lại sắc bén như vậy. Những thuộc hạ dưới trướng Lã Việt cũng phục Hoàng Thiên sát đất. Họ đều hiểu, nếu người tiến lên đấu với tên mặt sẹo là họ thì chắc chắn sẽ bị con dao dài kia chém chết. Rắc rá.
C.A.I. Tên mặt sẹo hét lên một tiếng đầy đau đớn, anh ta ôm lấy cổ tay bị Hoàng Thiên dùng gậy đánh gấy, con dao dài cũng rơi xuống đất. Bịch! A.I. tên mặt sẹo bị Hoàng Thiên đá ngã xuống đất, chỉ còn biết ôm bụng dưới kêu đau. Chỉ có mấy chiêu thức thế này mà cũng dám lên mặt với tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Rác rưởi, chỉ là do mày gặp may thôi. Tên mặt sẹo vẫn không phục, anh ta ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Hoàng Thiên bằng vẻ hung hăng. Vậy thì chắc tôi sẽ gặp may thêm lần nữa rồi. Hoàng Thiên nói rồi vác cây gậy dài lên. Tên mặt sẹo thay đổi sắc mặt, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì cây gậy trong tay Hoàng Thiên đã rơi xuống như tuyết đầu mùa rơi. Cây gậy vung xuống đánh cho tên mặt sẹo nằm lăn lộn dưới đất, anh ta gào thét âm lên. Năm thanh niên đi sau tên mặt sẹo đang muốn xông lên thì bị đám người của Lã Việt bao vây. Sau một trận đấm đá thì năm tên thanh niên này đều nằm gục xuống, mặt mũi sưng vù lên. Đào Văn Lâm đang ở đâu? Sau khi đạp một đạp vào mặt tên mặt sẹo, Hoàng Thiên hỏi bằng giọng cáu kỉnh. Bị Hoàng Thiên đá nên máu mũi tên mặt sẹo chảy ròng ròng, anh ta giận điên lên, hận Hoàng Thiên đến mức răng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Đừng hỏi tao, tao không biết gì cả. Tao cho mày không biết này. Hoàng Thiên gầm lên rồi nện một gậy vào đầu tên mặt sẹo. A.I. đầu tên mặt sẹo như bị đập ra một lỗ thủng, anh ta đau đến mức như sắp ngất đi. Bây giờ mày đã biết chưa? Hoàng Thiên hỏi tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo vẫn rất khí phách, tuy anh A không dám gào lên với Hoàng Thiên nữa nhưng anh ta vẫn ngậm chặt miệng, không nói cho Hoàng Thiên biết dù chỉ một chữ. Hoàng Thiên không tin nổi, anh đang định đánh đến khi nào tên mặt sẹo phục mới thôi nhưng đúng lúc này, có hơn 10 chiếc xe lao vào nhà máy gạch, xông về phía bên. Bụi đất bay lên mù mịt, hơn 10 mấy chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh nên chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và đám người Lã Việt đều hơi ngỡ ngàng, họ không biết những người này là ai. Chẳng mấy chốc, tầm 4-50 người nhảy ra khỏi xe, mỗi người cầm một cây gậy ngắn trong tay rồi nhanh chóng bao vây đám người Hoàng Thiên dưới sự chỉ huy của một người đàn ông tầm 30 tuổi. Hoàng Thiên thấy đám người cầm gậy ngắn này rất quen, anh có cảm giác hình như mình đã gặp họ ở đâu rồi. Người đàn ông dẫn đầu tầm 30 tuổi kia mặc quần áo lập lĩnh, vẻ tàn bạo xen lẫn lạnh lùng hiện đầy lên khuôn mặt. Đi bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Hoàng Thiên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, người đàn ông trung tuổi đó chính là Đào Văn Lâm. Mặc dù bây giờ tình hình có phần không ổn nhưng Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Đào Văn Lâm thì đã cảm thấy cực kỳ kích động. Thực sự thì Hoàng Thiên đã tan nát cõi lòng vì cô vợ Lâm Ngọc An của mình, cuối cùng bây giờ anh cũng nhìn thấy lão già Đào Văn Lâm kìa rồi. Ha ha, Hoàng Thiên, cậu cũng dũng cảm thật đấy, dám tới tận đây luôn. Đào Văn Lâm vỗ vỗ tay rồi đi về phía Hoàng Thiên với vẻ mặt tươi cười, vẻ đắc ý tràn đầy trên khuôn mặt. Trong lòng Hoàng Thiên hơi buồn bực, anh tự hỏi không biết lão Đào Văn Lâm này tìm ở đâu ra nhiều người giúp đỡ như vậy. Lã Việt chỉ dẫn theo hơn 20 người, mà bây giờ Đào Văn Lâm mang tới tầm 4-50 người, vậy là bên anh bị đối phương áp đảo về mặt số lượng rồi. Đào Văn Lâm, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Hoàng Thiên nhìn Đào Văn Lâm bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh thật sự muốn bóp chết ông ta ngay lập tức. Xuất hiện rồi thì cậu có thể làm gì đây hả? Nhóc họ Hoàng này, thảo nào mà cậu dám lớn lối như vậy, thì ra là có Lã Việt, anh cả của thành phố Bắc Ninh chống lưng cho cậu. Đào Văn Lâm cười gắn vài cái rồi nhìn Hoàng Thiên bằng vẻ tức giận. Ông cũng thế thôi, dẫn nhiều người đến đây như vậy để họ cho ông thêm can đảm đúng không? Đào Văn Lâm, chúng ta đừng tốn hơi thừa lời mà tranh cãi vô ích làm gì nữa. Ông mau chữa khỏi mặt cho vợ tôi. Tôi sẽ để cho ông và con trai ông một đường sống. Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm. Thật ra thì đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Hoàng Thiên rồi. Vì muốn khuôn mặt của Lâm Ngọc An có thể trở lại như trước kia nên anh thà bỏ qua cho cha con Đào Văn Lâm, chỉ cần Đào Văn Lâm biết điều một chút mà chữa khỏi mặt cho Lâm Ngọc An là được. Nhưng Hoàng Thiên nhầm rồi, bây giờ Đào Văn Lâm đến đây là để ra oai. Bây giờ ông ta mang theo tận 4-50 người, sao có thể sợ Hoàng Thiên được chứ? Ha ha, sao cậu dũng cảm thế Hoàng Thiên ơi? Thằng nhãi nhà cậu còn không nhìn lại một chút xem với tình hình như thế này, cậu và đám người cậu dẫn tới còn có thể quay về thành phố Bắc Ninh được ư? Đào Văn Lâm nở nụ cười vô cùng đắc ý rồi nói với Hoàng Thiên bằng giọng khiêu khích. Anh Thiên, lỗi là của tôi, do tôi bất cẩn. Tôi không ngờ là họ lại dẫn tới nhiều người như vậy. Lã Việt nhíu nhíu mày rồi nói khẽ với Hoàng Thiên. Đừng nói mấy câu như vậy. Tôi cũng không ngờ là Đào Văn Lâm lại có cái gan này. Hoàng Thiên trả lời Lã Việt,
thực ra đến chính anh cũng không ngờ Đào Văn Lâm lại có thể tìm được nhiều người như vậy. Lã Việt đã lặng lẽ gửi tin cho anh phó để anh ta nhanh chóng triệu tập người đến nhà máy gạch ngay lập tức. C lẩm bẩm với nhau thì có tác dụng gì? Ha ha, ngay lập tức thả con trai tôi ra thì tôi có thể cho các cậu một cái chết thoải mái hơn một chút. Đào Văn Lâm cười rồi nói bằng giọng đắc ý. Hoàng Thiên thấy lão già Đào Văn Lâm này phiền chết đi được. Thấy lão già này nhắc đến con trai ông ta thì anh bèn duỗi tay, lôi Đào Quốc Vũ lại gần phía mình. Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Đào Văn Lâm, ông cậy người phe ông Đông đúng không? Vậy thì để tôi cho ông nhìn thử xem Hoàng Thiên này có biết sợ là gì không nhé? Hoàng Thiên vừa nói dứt lời thì ngay lập tức đạp ngã Đào Quốc Vũ xuống đất một cách hung hăng rồi xoay xoay cây gậy dài trong tay. Ây ai ư, cha ơi cứu con, a, à, đừng đánh nữa mà, còn đánh nữa là chết đó. Đào Quốc Vũ kêu lên thảm thiết, anh ta ôm đầu lăn quẩn quại trên đất, mới đó mà đã bị Hoàng Thiên đánh gấy hai cái xương sườn. Đào Văn Lâm tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm lại, dù có nằm mơ ông ta cũng không ngờ là trong tình huống này rồi mà Hoàng Thiên còn có thể hành hung Đào Quốc Vũ trước mặt ông ta. Điên rồi hả? Hoàng Thiên điên rồi hả? Không phải thằng nhóc này nên khóc lóc đau khổ mà cầu xin mình tha cho sao? Đầu óc Đào Văn Lâm cảm thấy choáng váng, ông ta tức giận mắng to, thằng họ Hoàng kia ồ con mẹ nó mày dừng tay lại cho tao. Hoàng Thiên làm gì còn tâm trạng để quan tâm đến Đào Văn Lâm, cây gậy dài trong tay anh liên tục vụt lên vụt xuống. Anh đánh đến nỗi Đào Quốc Vũ ngất đi. Đào Văn Lâm không dám lên mặt nữa. Ông ta thấy chắc là Hoàng Thiên ăn gạo sống thật rồi. Chỉ có như vậy thì Hoàng Thiên mới không còn tin vào chuyện ma quỷ nữa. Nếu ông ta không xông vào cứu thì chắc chắn con trai ông ta sẽ bị đánh chết. Với tính cách của Hoàng Thiên thì chắc chắn anh sẽ đập một gậy vào đầu Đào Quốc Vũ, không đập vỡ sẽ không phải là Hoàng Thiên nữa. Đào Văn Lâm biết rõ điều này nên ông ta không dám làm xăng làm bậy, ông ta gấp gáp đến độ mà con ngươi cũng đỏ ửng lên. Hoàng Thiên, trước tiên cậu dừng tay lại đã, chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Đào Văn Lâm cố gắng kiềm chế hơi thở rồi nói to với Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên mới dừng tay, anh nhìn Đào Văn Lâm bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói, muốn nói chuyện. Tôi đồng ý nói, cậu nói xem, có phải tôi chữa khỏi mặt cho vợ cậu thì cậu sẽ thả con trai tôi ra đúng không? Đào Văn Lâm nói với Hoàng Thiên bằng giọng không cam lòng. Đúng thế, nhưng ông phải đi cùng tôi, sau khi chữa khỏi mặt của vợ tôi thì ông phải ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của tôi 1 năm rưỡi. Ông đồng ý không? Hoàng Thiên hỏi Đào Văn Lâm. Lần này Hoàng Thiên đã khôn ngoan hơn một chút, nhớ đâu Đào Văn Lâm lại hãm hại Lâm Ngọc An thêm một lần nữa thì sao? Anh không thể không đề phòng được. Chân mày Đào Văn Lâm cau chặt lại, ông ta rất khó chấp nhận yêu cầu mà Hoàng Thiên đưa ra. Đào Văn Lâm còn nghĩ, nếu ông ta đi cùng Hoàng Thiên tới thành phố Bắc Ninh thì chính là đang tự chui đầu vào lưới, sao còn đường sống trở về được nữa? Ông ta biết Hoàng Thiên có thế lực rất lớn ở thành phố Bắc Ninh, hơn nữa anh cả của thành phố này là Lã Việt lại còn rất nghe lời Hoàng Thiên nữa. Đừng đùa nữa, chuyện tôi cùng cậu đến thành phố Bắc Ninh để chữa trị cho vợ cậu là chuyện không bao giờ xảy ra được đâu. Tôi có thể điều chế thuốc rồi đưa cho cậu, dùng thuốc để đổi lấy con trai tôi. Đào Văn Lâm mặc cả với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lười mở miệng với loại người này. Anh bắt đầu xoay cây gậy dài trong tay rồi hướng cây gậy về phía cánh tay của Đào Quốc Vũ đang nằm hôn mê ở một bên rồi vụt xuống một cách hung hăng. Rắc ra. C.A. Cánh tay của Đào Quốc Vũ gáy lìa ra, đau đến mức làm cho anh ta tỉnh lại rồi kêu gào thảm thiết không ngừng. Tôi hỏi ông một lần nữa, ông có đồng ý không? Hoàng Thiên chỉ vào Đào Văn Lâm rồi hỏi. Con mẹ nó rác rưởi. Mày có biết người tao dẫn tới đây là ai không? Con mẹ nó mày muốn chết à? Đây chính là cảnh Thiều Trung, đường chủ chỉ nhánh Hắc Phong Đường. Còn đây là tổng đường chủ Đinh Quang Anh. Mày đã nghe qua tên tuổi của họ chưa? Vẻ mặt của Đào Văn Lâm lộ ra vẻ hung ác, ông ta bắt đầu lấy Hắc Phong Đường ra để chèn ép Hoàng Thiên. Đúng thế, người đàn ông mặc quần áo lập lĩnh đứng bên cạnh Đào Văn Lâm chính là cảnh Thiều Trung, cũng là đường chủ của chi nhánh Hắc Phong Đường. Các thành viên của chi nhánh này luôn hoạt động tích cực ở thành phố lân cận. Đào Văn Lâm có thể tìm đến Hắc Phong Đường để nhờ họ trợ giúp là nhờ có công lao của Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai và Đinh Quang Anh, tổng đường chủ của Hắc Phong Đường là bạn bè. Đinh Quang Anh có thể tạo được tiếng vang ở Hà Nội cũng là nhờ có Tiêu Đông Mai. Sau khi Đào Văn Lâm giở trò với khuôn mặt của Lâm Ngọc An thì ông ta đã xin viện trợ từ phía Tiêu Đông Mai ngay lập tức.
Sau đó Tiêu Đông Mai đã nhờ Đinh Quang Anh điều động những thành viên của chi nhánh ở gần thành phố Bắc Ninh nhất đến để trợ giúp cho Đào Văn Lâm. Cho nên sau khi nhận được lệnh thì đường chủ Cảnh Thiều Trung đã dẫn theo 450 người đến giúp Đào Văn Lâm đối phó với Hoàng Thiên ngay lập tức. Và dĩ nhiên là Hoàng Thiên hoàn toàn không hề biết chuyện này. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có tâm trạng để tìm hiểu về chuyện này. Từ trước đến nay, lúc nào anh cũng làm việc như vậy, chưa bao giờ để người khác uy hiếp, dọa dẫm mình. Nếu đối phương không phục thì anh sẽ làm cho người đó phải phục mới thôi. Thấy Đào Văn Lâm lại dám dẫn người của Hắc Phong Đường tới đây dọa dẫm mình thì lửa giận trong lòng Hoàng Thiên càng bùng lên nhiều hơn. Cha nhà nó, ầm ĩ nguyên một ngày, hóa ra 450 người này đều là người của chi nhánh Hắc Phong Đường à. Đừng nói là đám người loang quang này, ngay cả tổng đường chủ Đinh Quang Anh cũng đã bị Hoàng Thiên trừng trị rồi. Hoàng Thiên hừ lạnh trong lòng một cái rồi nói với Đào Văn Lâm, Hắc Phong Đường thì dọa người lắm à. Ông cho rằng ông đang dựa vào thế lực lớn mạnh lắm sao? Má nó, thằng nhãi nhà mày điên thật rồi. Mày lại có gan nói Hắc Phong Đường như vậy hả? Đào Văn Lâm như được mở rộng tầm mắt, ông ta cho rằng Hoàng Thiên điên thật rồi, anh lại dám coi thường thực lực của một tổ chức như Hắc Phong Đường ấy à? Rắc rắc. À, Đào Quốc Vũ lại gào ầm lên một cách thảm thiết, một cách tay còn lại của anh ta lại bị Hoàng Thiên đập gấy. Anh ta đau như muốn chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất. Nếu ông còn không đồng ý thì hai cái chân này của con trai ông cũng sẽ gãy nốt đấy. Còn ông nữa, tôi phải đập cho ông răng rơi đầy mồm mới được. Hoàng Thiên gắn từng chữ với Đào Văn Lâm bằng vẻ mặt âm trầm. Đào Văn Lâm nổi điên, con trai ông ta bị Hoàng Thiên hành hạ như vậy, sao ông ta có thể không thấy gấp gáp được. Đường chủ Trung, anh mau giết Hoàng Thiên đi. Đào Văn Lâm gào lên với Cảnh Thiều Trung một cách điên cuồng. Ông không cần con trai mình nữa à? Cảnh Thiều Trung nhắc nhở Đào Văn Lâm. Dù sao thì bây giờ Đào Quốc Vũ cũng đang nằm trong tay Hoàng Thiên, anh ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi không cần, không cần nữa. Con mẹ nó, chỉ cần Hoàng Thiên chết là được. Đào Văn Lâm mất khống chế mà gào ầm lên. Con người Cảnh Thiều Trung hung ác, anh ta không nói nhiều mà chỉ vung tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ hợp sức lại đối phó với Hoàng Thiên. Sau đó anh ta xông về phía Hoàng Thiên trước. Hoàng Thiên đã nhìn rõ khuôn mặt của Cảnh Thiều Trung, anh chỉ cười khẩy một cái vì anh đã nhớ ra Cảnh Thiều Trung là ai. Cảnh Thiều Trung, anh muốn ra tay với tôi ấy à? Trên đời này làm gì có loại rác rưởi lấy oán báo ơn như anh chứ? Hoàng Thiên tiến gần tới trước mặt Cảnh Thiều Trung rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Cảnh Thiều Trung nghe thấy vậy thì kinh sợ rồi nhìn kỹ Hoàng Thiên một lượt, anh ta cũng dần cảm thấy Hoàng Thiên hơi quen quen. Mặc dù cảm thấy Hoàng Thiên rất quen mặt, nhưng Cảnh Thiều Trung lại tạm thời không nhớ ra đã từng gặp Hoàng Thiên ở đâu. Cảnh Thiều Trung cẩn thận quan sát Hoàng Thiên một hồi lâu, anh ta vẫn không nhớ ra được. Anh ta không nhớ ra được nhưng Hoàng Thiên lại nhớ, 5 năm trước anh còn cứu mạng của Cảnh Thiều Trung đấy. Lúc đó Hoàng Thiên còn chưa ở rể nhà Lâm Ngọc An, mà anh vẫn còn ở căn nhà nghèo khó của cha nuôi với Hoàng Linh. Lúc đó Cảnh Thiều Trung bị kẻ thù truy sát, trong lúc bối rối đã chạy tới nhà của Hoàng Thiên. Là Hoàng Thiên nổi lòng từ bi cho Cảnh Thiều Trung ẩn nấp, mới để Cảnh Thiều Trung tránh được một kiếp. Sau đó Cảnh Thiều Trung đi mất, thời gian trôi qua 5 năm, Cảnh Thiều Trung và Hoàng Thiên lại không hề có quen biết gì. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ Cảnh Thiều Trung ở đây. 5 năm trước Hoàng Thiên còn không biết tên của Cảnh Thiều Trung, hiện tại rốt cuộc đã biết. Nhưng Cảnh Thiều Trung đã là đường chủ của chi nhánh Hắc Phong Đường, với lại anh ta còn chạy tới đây để đối đầu với Hoàng Thiên, thật sự đúng là việc đời khó lường. Người anh em, tôi trông cậu khá là quen, nhưng tôi nghĩ mãi không ra đã gặp cậu ở đâu. Những lời ban nãy cậu nói là có ý gì? Sao tôi lại thành kẻ ăn cháo đá bát rồi? Vẻ mặt Cảnh Thiều Trung vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, cứ như không hỏi cho rõ ràng là không muốn buông tha. Anh nợ tôi một mạng, bây giờ lại dẫn người đến muốn giết tôi, không phải anh lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát thì là gì? Giọng điệu Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cảnh Thiều Trung bị Hoàng Thiên nói đến nghẹn họng nhìn chân chối. Từ mười mấy tuổi anh ta đã bắt đầu sống một cuộc sống chém chém giết giết, cũng từng được người A cứu mấy lần, nhưng thật sự không nghĩ ra Hoàng Thiên là ai. Người anh em, làm phiền cậu nói rõ ràng một chút, tôi thiếu cậu một mạng bao giờ thế? Cậu khẳng định cậu từng cứu tôi sao? Cảnh Thiều Trung tỏ vẻ không hiểu hỏi Hoàng Thiên, anh ta cũng cảm thấy lời Hoàng Thiên nói có thể là sự thật, bởi vì quả thực nhìn Hoàng Thiên rất quen mắt. 5 năm trước anh bị kẻ thù truy sát, nếu không phải tôi đã giúp anh ẩn núp thì anh còn mạng để phách lối ở đây không? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Ô,
Cảnh Thiều Trung nhớ lại một chút, sau đó hung hăng vỗ đầu một cái rồi lập tức há o miệng. Anh ta nhớ tới, đúng là 5 năm trước người trẻ tuổi trước mặt này cho anh ta ẩn núp ở trong nhà, bằng không anh ta nhất định sẽ bị kẻ thù chém chết ở đầu đường. Phù phù. Cảnh Thiều Trung không nói hai lời, ném cây gậy ngắn trong tay đi. Anh ta lập tức quỳ gối xuống trước mặt Hoàng Thiên. Ân nhân, tôi nhớ ra rồi. Cậu nói không sai, quả thực 5 năm trước Cảnh Thiều Trung tôi thiếu cậu một mạng. Cảnh Thiều Trung kích động nói xong còn tát mình mấy cái để lấy đó biểu thị sự áy náy. Hoàng Thiên cũng không nghĩ tới Cảnh Thiều Trung sẽ làm như vậy, khoan hãy nói đến tính tình Cảnh Thiều Trung còn có ơn phải trả. Nhớ thì tốt, bây giờ anh còn muốn ra tay với tôi không? Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng hỏi Cảnh Thiều Trung. Cảnh Thiều Trung tỏ vẻ hổ thẹn, anh ta chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Hoàng Thiên, đâu còn muốn ra tay với Hoàng Thiên được. Ân nhân, Cảnh Thiều Trung tôi không phải hạng người heo chó không biết trả ơn. Cậu yên tâm đi, có tôi ở đây thì không ai dám động tới cậu đâu. Cảnh Thiều Trung rất tự tin nói với Hoàng Thiên. Anh đứng lên đi. Hoàng Thiên khoát tay với Cảnh Thiều Trung để ra hiệu anh ta đừng quỳ nữa. Cảnh Thiều Trung mới đứng thẳng dậy, nghiêm túc đứng ở trước mặt Hoàng Thiên. Trong lòng của anh ta cũng rất ngạc nhiên, bởi vì 5 năm trước Hoàng Thiên còn là một thằng nhóc nghèo túng. 5 năm trôi qua, sao Hoàng Thiên lại trở nên trâu bò thế rồi? Ngay cả Tiêu Đông Mai và Tổng đường chủ Đinh Quang Anh cũng xem Hoàng Thiên trở thành mối họa lớn trong lòng. Cảnh Thiều Trung, mặc dù năm đó tôi cứu anh một mạng, nhưng nếu anh muốn đối địch với tôi thì Hoàng Thiên tôi cũng sẽ không sợ anh có thể phóng ngựa tới bất cứ lúc nào. Hiện giờ Hoàng Thiên rất bình thản nói với Cảnh Thiều Trung. Cảnh Thiều Trung nghe lời này thì ngẩn ra, nhưng rất nhanh anh ta lại cảm thấy Hoàng Thiên đang sĩ diện mới cố ý nói như vậy. Mặc dù bên cạnh Hoàng Thiên cũng có 20 mấy người, nhưng so với 40 đến 50 người Cảnh Thiều Trung dẫn tới thì vẫn có chút cách xa. Hoàng Thiên nói không sợ cũng đủ không biết tự lượng sức mình rồi. Cảnh Thiều Trung nghĩ đến đây, khóe miệng vẫn nở một nụ cười đầy thâm ý, còn trong lòng rất không phục. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra Cảnh Thiều Trung đang không phục, nhưng mà Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì cả. Lã Việt và Tiêu Tấn ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, hai người bọn họ lại thở dài ra một hơi. Âm nửa ngày, cậu Thiên lại quen biết người tên Cảnh Thiều Trung này, còn từng cứu mạng Cảnh Thiều Trung nữa. Như thế cũng đã xử lý rất nhiều chuyện, bằng không nếu thật sự sống mái với nhau. Hai bên chỉ có thể cùng chịu thiệt. Nghĩ tới những thứ này thì trong lòng Lã Việt và Tiêu Tấn yên lòng hơn không ít. Bọn họ cũng cảm thấy hôm nay may mắn có Hoàng Thiên ở đây. Nhưng trong lòng Đào Văn Lâm cũng vỡ nát, ông già này thật sự là phiền muộn đến không chịu nổi rồi. Bản thân trông cậy vào Cảnh Thiều Trung phế đi Hoàng Thiên, nhưng ông ta lại không nghĩ tới Hoàng Thiên còn từng cứu mạng Cảnh Thiều Trung. Đào Văn Lâm cũng rất biết nhìn người, ông ta biết Cảnh Thiều Trung là một chàng trai chính trực rất chú ý đạo nghĩa. Được Hoàng Thiên cứu mạng thì anh ta sẽ tuyệt đối không ra tay với Hoàng Thiên. Nghĩ tới những thứ này, Đào Văn Lâm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ông ta đã triệt để luống cuống. Đường chủ Thiều Trung, cậu cũng đừng quên, tổng đường chủ Đinh Quang Anh của mấy người ra lệnh bảo tôi giúp mấy người xử lý Hoàng Thiên đó. Giọng nói của Đào Văn Lâm trầm thấp nhắc nhở Cảnh Thiều Trung. Trong lòng Cảnh Thiều Trung hơi run lên, sao anh ta có thể không biết chứ? Đây chính là mệnh lệnh bắt buộc mà Đinh Quang Anh giao cho anh ta, nhất định phải phế bỏ Hoàng Thiên đi. Nhưng bảo anh ta làm ra chuyện lấy oán trả ơn này, anh ta thả chết chứ không làm. Vậy thì thế nào? Cảnh Thiều Trung thờ ơ nhìn Đào Văn Lâm hỏi ngược lại. Sao nào, tôi nói này đường chủ Thiều Trung, cậu dám chống lại mệnh lệnh của tổng đường chủ Quang Anh sao? Nếu hôm nay cậu buông tha cho Hoàng Thiên thì tổng đường chủ Quang Anh có thể tha cho cậu không? Đào Văn Lâm cảnh cáo Cảnh Thiều Trung. Bốp! Cảnh Thiều Trung hung hăng tát một cái lên khuôn mặt béo núc của Đào Văn Lâm. Cảnh Thiều Trung đánh mạnh đến nỗi cổ của Đào Văn Lâm suýt chút bị lệch, lực tay của anh ta cũng đủ lớn đấy. Cậu điên rồi sao? Thế mà dám đánh tôi? Đào Văn Lâm bụng mặt lại, mặc dù tức giận không chịu được nhưng cũng không dám nói lời khó nghe. Ông nói tôi điên rồi thì tôi sẽ điên cho ông xem. Tính tình Cảnh Thiều Trung đủ bạo, nói xong lời này là anh ta đã lên gối đạp Đào Văn Lâm một phát. Bịch bịch một tiếng, Đào Văn Lâm không đứng nổi nữa mà phải quỳ trên mặt đất. Mau dập đầu với ân nhân của tôi đi, cầu xin cậu ấy tha thứ cho ông. Cảnh Thiều Trung ra lệnh với Đào Văn Lâm. Mắt Đào Văn Lâm đỏ lên, ông ta hận Hoàng Thiên muốn chết vì Hoàng Thiên ngược đãi con ông ta gãy mất hai cánh tay. Sao ông ta có thể dập đầu với Hoàng Thiên được chứ?
Đường chủ Thiều Trung, cậu không lầm chứ? Thế mà cậu. Tôi sẽ để ông nếm thử mùi vị khốn khổi. Cảnh Thiều Trung nói xong thì giơ bàn tay thô lên đánh mạnh vào Đào Văn Lâm. Trông Đào Văn Lâm rất thảm, ông ta không bị Hoàng Thiên đánh nhưng lại bị Cảnh Thiều Trung đánh dữ dội hơn. Nếu hôm nay ông không dập đầu, vậy thì tôi sẽ đánh chết ông ngay tại chỗ. Cảnh Thiều Trung nghiêm nghị cảnh cáo Đào Văn Lâm. Mặt mũi Đào Văn Lâm bị hù dọa đến trăng bệch, ông ta cũng không phải làm bằng sắt. Làm sao chịu được sự ngược đãi của Cảnh Thiều Trung cơ chứ? Và lại Đào Văn Lâm hết sức rõ ràng cách làm người của Cảnh Thiều Trung, anh ta ra ai ngoan độc, nói được là làm được. Cậu Thiên à, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Lời cậu mới vừa nói, tôi đồng ý. Đào Văn Lâm giống như một con gà trống đá thua, ông ta dập đầu ba cái với Hoàng Thiên xong còn ăn nói khép nép với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên rất hài lòng, xem ra Cảnh Thiều Trung vẫn rất được, thật sự biết làm việc. Ha ha, như thế là được rồi. Tôi nói này ông Lâm, nếu ông đồng ý từ sớm không phải xong rồi sao? Tội gì phải bị đánh chứ, ông thấy có đáng không? Hoàng Thiên mỉm cười, vỗ đầu Đào Văn Lâm. Thật sự chọc Đào Văn Lâm tức điên lên mà. Hoàng Thiên như đang cho ông ta uống thuốc hối hận, thật sự làm ông ta vừa ấm ức vừa phải kìm nén. Nhưng Đào Văn Lâm lại không dám nói gì vì sợ Hoàng Thiên lại đánh cho ông ta một trận. Ân nhân, tôi sẽ giao ông Lâm cho cậu, sau này chỗ nào cần Cảnh Thiều Trung tôi thì cậu cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ báo ân đức năm đó cậu đã cứu mạng tôi. Vẻ mặt Cảnh Thiều Trung kiên định nói với Hoàng Thiên, thái độ anh ta cực kỳ thành khẩn. Thật ra Hoàng Thiên cũng không trông cậy vào Cảnh Thiều Trung sẽ báo đáp gì cả, nhưng Cảnh Thiều Trung có thể như thế, Hoàng Thiên vẫn rất vui mừng vì năm đó mình không cứu lầm người. Vậy anh hãy dẫn người về đi, nếu như ông già Đinh Quang Anh kia làm khó anh thì anh đừng làm việc cho ông ta nữa mà hãy đến thành phố Bắc Ninh tìm tôi sẽ không để anh bị đói. Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh. Cảnh Thiều Trung hết sức ngạc nhiên, bởi vì anh ta nghe ra từ trong lời nói Hoàng Thiên, hình như anh có quen biết Đinh Quang Anh, ân nhân, cậu biết tổng đường chủ của chúng tôi ư? Cảnh Thiều Trung ngạc nhiên hỏi. Đã từng quen biết. Hoàng Thiên thản nhiên nói nhưng anh cũng không tiết lộ thêm gì nữa. Sau khi Cảnh Thiều Trung tạm biệt với Hoàng Thiên, đang định dẫn theo đám đàn em chuẩn bị lên xe rời đi. Thì vào lúc này, chỗ cửa lớn của nhà máy gạch bụi đất tung bay, có vài chục chiếc xe con nối đuôi nhau vào gào thét chạy đến đây. Ngay sau đó, những chiếc xe này vây chặt Cảnh Thiều Trung đến mức không lọt một giọt nước. Trên mỗi một chiếc xe con xuống khoảng 4-5 người, một mảng lớn đen nghịt chừng 200-300 người xuất hiện. Cảnh Thiều Trung nhất thời ngẩn ra, tình huống lớn như vậy. Anh ta lăn lộn vài chục năm cũng chưa từng nhìn thấy. Trong tay 200-300 người đều cầm vũ khí, người cầm đầu là một tên đầu trọc. Lúc này mặt trầm như nước, trong tay cầm một cây kiếm dài, trông thật sự là oai phong lẫm liệt, mau bao vây đám người này lại cho tôi. Không được để bất cứ người nào trốn thoát. Đầu trọc lớn tiếng ra lệnh cho đám người. Hơn 200 người vội vàng vây lại, giơ vũ khí trong tay lên định phế đi mấy chục đàn em của Cảnh Thiều Trung làm Cảnh Thiều Trung bối rối. Chán của anh ta cũng đổ mồ hôi. Không phải anh ta sợ mà là dẫn theo nhiều đàn em như thế, mắt thấy cả đám sắp bị tiêu diệt, sao anh ta có thể không hoảng hốt? Anh Phó, dừng tay. Hoàng Thiên phất tay với đầu chọc, cao giọng nói ra. Đầu chọc hay được gọi là anh Phó, trước đó được Lã Việt thông báo nên đã lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người chạy tới. Trong tin tức Lã Việt nói cho anh Phó là đối phương có 40 đến 50 người. Cho nên anh Phó hết sức nghiêm túc kéo 200-300 người tới. Được rồi cậu Thiên. Anh Phó lớn tiếng đáp lại, rất kính cẩn với Hoàng Thiên. Cảnh Thiều Trung nhìn mà toát cả mồ hôi, anh ta ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên cách đó không xa. Trong lòng phát lạnh từng đợt. Vừa rồi anh ta ngạc nhiên vì Hoàng Thiên, nhưng bây giờ Cảnh Thiều Trung thật sự là vừa kiêng kỵ vừa ngưỡng mộ Hoàng Thiên. Và lại trong lòng Cảnh Thiều Trung âm thầm may mắn mới vừa rồi mình không ra tay với Hoàng Thiên. Bằng không thì hôm nay anh ta và cả mấy chục anh em dưới tay anh ta đừng mơ có thể sống sót quay lại. Trước đó Hoàng Thiên nói không sợ, Cảnh Thiều Trung cho rằng Hoàng Thiên nói khoác lác, thậm chí còn có chút chế nhạo Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì Cảnh Thiều Trung đã hiểu, Hoàng Thiên không hề khoác lác tí nào. Ân nhân, chuyện này, những người này đều nghe theo cậu sao? Cảnh Thiều Trung không yên lòng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng với Cảnh Thiều Trung. Anh có ấn tượng không tệ với Cảnh Thiều Trung. Mặc dù biết Cảnh Thiều Trung này làm việc cho Hắc Phong Đường nhưng nhân phẩm không có vấn đề gì, là một người đáng để kết giao. Đừng căng thẳng, hãy dẫn đàn em của anh đi đi.
Hoàng Thiên nói với Cảnh Thiều Trung. Cảm ơn cậu. Cảnh Thiều Trung vẫn chưa tỉnh táo lại, nói xong lời này thì tranh thủ thời gian dẫn người lên xe. Hoàng Thiên đã lên tiếng thì tất nhiên anh Phó không dám chống lại, anh ta ra lệnh cho bọn đàn em di chuyển xe sang chỗ khác để nhường đường cho Cảnh Thiều Trung. Cảnh Thiều Trung dẫn đám đàn em rời đi, Hoàng Thiên chắp tay đứng ở đó, ánh mắt của anh rơi vào trên người Đào Văn Lâm thì lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đào Văn Lâm chết tiệt này, thế nhưng lại rất xấu xa. Ông ta dám động tay động chân trên mặt Lâm Ngọc An, hại bản thân gấp đến độ nổi giận đùng đùng. Hoàng Thiên nhớ đến đây, thật sự càng nghĩ càng giận, hiện tại lập tức nắm chặt tóc Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm đang quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên, vì Hoàng Thiên không nói gì cho nên ông ta cũng không dám đứng dậy. Thấy Hoàng Thiên nằm chặt tóc của mình, ông ta bị dọa đến chết lặng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cảnh Thiều Trung dẫn người rời đi khiến Đào Văn Lâm đã không còn chỗ dựa, sao ông ta có thể không sợ được cơ chứ? Ngắm nhìn xung quanh, tất cả đều là người của Hoàng Thiên, và lại số lượng người đông đảo, tình huống này dọa Đào Văn Lâm muốn suy sụp. Cậu Thiên ơi cậu Thiên, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Cậu đừng đánh tôi mài. Đào Văn Lâm bị dọa đến liên tục khoát tay, tỏ vẻ hèn hạ nói với Hoàng Thiên. Nếu ông ta không thế này còn đỡ, Hoàng Thiên sẽ kiềm chế không ngược đãi ông ta. Nhưng bộ dáng hèn hạ của ông ta hiện tại khiến Hoàng Thiên nhớ tới bộ dáng phách lối điên cuồng của ông ta lúc trước, Hoàng Thiên không khỏi bùng lên lửa giận. Bản lĩnh khi nấy của ông đâu? Không phải mới vừa nãy còn muốn giết chết tôi mà. Hoàng Thiên nghiêm nghị quát. Không không không, tôi đâu có lá gan kia. Cậu Thiên, tôi đồng ý với cậu, tôi nhất định sẽ chữa trị mặt cho vợ cậu thật tốt. Nó vẫn sẽ trơn bóng nhãn mịn như trước đây, nếu có một chút tì vết nào thì cậu hãy vặn đầu tôi xuống làm bô cũng được. Cái miệng nhỏ của Đào Văn Lâm có thể nói mọi thứ, nên ông ta cố gắng nói tốt với Hoàng Thiên vì sợ Hoàng Thiên trừng trị mình. Ha ha, ông nói đúng, nếu mặt của vợ tôi có chút tì vết nào thì tôi sẽ phanh thây xẻ xác ông và cả của con ông. Hoàng Thiên cười lạnh lùng nói. Yên tâm đi sẽ không đâu, danh hiệu vua của các loại thuốc của tôi không phải là hư danh. Tốt nhất ông đừng khiến tôi thất vọng. Hoàng Thiên nói xong, đột nhiên nâng đầu gối đập vào mặt Đào Văn Lâm. Bụp một tiếng, Đào Văn Lâm cảm thấy lỗ mũi nóng lên còn mắt tối sầm lại. Máu tươi chảy ra ròng ròng. Quay về thôi, Hoàng Thiên bình thản nói.